có lẽ mọi người không biết chàng trai trẻ này là ai phải không? Hắn là người vừa được Long Quốc phong là đệ nhất quốc sư, hộ quốc thần tướng. Chính là hắn, đã giết hàng trăm ngàn binh sĩ của Anh quốc chúng ta, đồng thời cũng giết chết nguyên soái của chúng ta. Người đàn ông có rìa mép chỉ vào Diệp Phàm nói. Trong chốc lát, sắc mặt của những người có mặt đều thay đổi, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm với ánh mắt đầy căm hận. Xem ra buổi tiệc tối nay là đặc biệt sắp xếp cho tôi. Diệp Phàm sờ sờ mũi, mỉm cười. Hộ quốc thần tướng, không ngờ đúng không, bữa tiệc rượu tối nay đúng là được sắp xếp đặc biệt dành cho ngài. Lúc này, một người đàn ông mập mạp, dáng người thấp bé, đầu trọc, có một chòm râu dưới mũi, mặc quân trang, bước ra từ phía sau, theo sau là một đám người. Nguyên soái. Người đàn ông có rìa mép ngay lập tức hét lên. Bái kiến nguyên soái. Những người quyền quý và nổi tiếng có mặt lần lượt hét lên với người đàn ông này. Người đàn ông này là nguyên soái mới của Anh quốc, tên là Chiroida. Sao các người biết tôi sẽ tới? Diệp Phàm tò mò hỏi. Khi chúng tôi nhận được kết quả nghiên cứu khoa học từ Long quốc, chúng tôi đã đoán rằng Long quốc có thể sẽ cử cậu đến để lấy lại kết quả nghiên cứu khoa học này. Không ngờ chúng tôi đã đoán đúng, Long quốc thực sự đã phái cậu đến đây. Vì vậy chúng tôi quyết định lập kế hoạch để dụ cậu đến đây. Ida Chiro lạnh lùng hét lên. Vậy là trong trang viên này có một cơ sở nghiên cứu, tin tức về việc đặt kết quả nghiên cứu khoa học ở căn cứ này là do các người cố ý tiết lộ. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đúng vậy, không ngờ đã dụ được cậu đến đấy. Hộ quốc thần tướng, hôm nay đây sẽ là nơi chôn thây của cậu. Chỉ cần cậu chết, Long quốc sẽ giống như một con hổ già không răng. Đến lúc đó quân đội Anh quốc của chúng tôi sẽ lại xuất quân, nhất định có thể san bằng Long quốc của các người, khiến tất cả những người yếu đuối như các người phải phục tùng Anh quốc, cúi đầu xưng thần. Ida Chiro nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói. Ông nghĩ cũng hay thật. Diệp Phàm chế nhạo nói, chỉ bằng một đám rác rưởi như Anh quốc các người, mà cũng muốn san bằng Long quốc mênh mông của tôi. Tôi thấy các người bị bệnh ảo tưởng. Hôm nay tôi sẽ cho các người tỉnh táo lại. Diệp Phàm hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Hộ quốc thần tướng, bây giờ cậu đang ở trên lãnh thổ Anh quốc của chúng tôi, đừng có kiêu ngạo như vậy. Cho dù hôm nay cậu có mạnh đến đâu, cũng chỉ có một con đường chết. Ida Chiro trực tiếp vỗ tay. Giây tiếp theo, những tiếng bước chân nặng nề như tiếng sấm vang lên. Ngay lập tức, bốn phương tám hướng xuất hiện số lượng lớn xe chiến đấu, xe tăng, xe bọc thép, binh sĩ dày đặc, nhìn thoáng qua ít nhất có hàng trăm nghìn người. Ngoài ra, trong trang viên đã xuất hiện một số lượng lớn cường giả, bao gồm võ giả, ninja, v.v., tất cả đều có thực lực từ hoàng cảnh trở lên. Chỉ dựa vào chừng này người, mà muốn giết tôi à? Diệp Phàm khinh thường nói. Hộ quốc thần tướng, đừng tự mãn. Hôm nay, vì giết cậu, tôi đã tìm những người của bốn gia tộc cổ xưa, tộc Liễu Sinh, Giáp Hạ, Phục Bộ, Vũ Xuyên và người của Tam Đại Thần Cung, Y Thế Thần Cung, Bát Kỳ Thần Cung, Thiên Chiếu Thần Cung. Các tộc trưởng của bốn gia tộc cổ xưa và ba cung chủ sẽ đến ngay lập tức, tối nay cậu chắc chắn sẽ chết. Ida Chiro lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, hét lên. Ban đầu, tôi đến Anh quốc lần này chỉ để lấy lại kết quả nghiên cứu khoa học rồi sẽ rời đi ngay, nhưng vì người Anh quốc các người không biết sống chết là gì, nên tôi sẽ vui đùa với các người. Một luồng ánh sáng lạnh lẽo bắn ra từ trong mắt Diệp Phàm, toàn thân tản ra khí tức giết chóc. Giết! Giọng Diệp Phàm như sấm trực tiếp hét lên. Khi từ giết vừa phát ra từ miệng Diệp Phàm, Tần Chính, Đại Hổ, Nhị Hổ, Huyết Phu và Đông Phương Hạo Thiên đồng thời lao ra, mỗi người đều bộc phát lực lượng khủng khiếp, phát ra khí thế nuốt chửng núi sông, từng tiếng nổ vang trời trên không trung. Ầm ầm. Giây tiếp theo, một số lượng lớn binh sĩ của Anh quốc chưa kịp phản ứng đã bị nổ tung thành bụi phấn đến xương cốt cũng không còn. Giết, giết, giết. Lúc này, nguyên soái Ida Chiro của Anh quốc hét lớn. Trong lúc nhất thời, những chiếc xe tăng, xe bọc thép, súng máy hạng nặng các loại đều nổ súng, vô số đạn pháo càn quét về phía 6 người Diệp Phàm như một cơn bão, cố gắng nuốt chửng hoàn toàn bọn họ. Tuy nhiên, đối với đám người Tần Chính mà nói, muốn giết chết bọn họ bằng những đòn tấn công này không phải là chuyện dễ dàng. Vào lúc này, Diệp Phàm vung con dao găm màu đen lên, thể hiện lực lượng cực kỳ đáng sợ. Hắn chém một nhát, hàng chục chiếc xe bọc thép nổ tung, biến thành một đống sắt vụn. Hắn lại chém một nhát, thêm nhiều xe tăng phát nổ. Tiếp theo, Diệp Phàm một mình cầm dao, mang theo lực lượng hủy diệt, phát động một cuộc tàn sát điên cuồng về phía quân đội Anh quốc.
mỗi lần Diệp Phàm chém một nhát, sẽ cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người. Trong chớp mắt, trong số hàng trăm nghìn quân do Anh quốc tập hợp lại có một người bị giết, những người còn lại sắp bị giết thì cũng hỏng mất, tinh thần chiến đấu của bọn họ hoàn toàn biến mất, ánh mắt của bọn họ chỉ có sự sợ hãi, cởi bỏ mũ giáp chạy thục mạng. Nhưng Diệp Phàm cũng không vì thế mà tha cho bọn họ, hắn tiếp tục chém hết nhát dao này đến nhát dao khác, giết chết tất cả binh sĩ Anh quốc đang chạy trốn, không để lại một ai. Bằng cách này, dưới sự tấn công của Diệp Phàm và Đông Phương Hạo Thiên, hàng trăm nghìn quân được trang bị một loạt vũ khí và trang bị hạng nặng do Anh quốc phái đến đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tổng thời gian từ khi xuất hiện cho đến khi bị tiêu diệt không quá 5 phút. Vào lúc này, những nhân vật quyền lực và nổi tiếng của Anh quốc và nguyên soái Ida Chiro trong trang viên đều sửng sốt, ai cũng ngay ra không kịp phản ứng. Lúc này, Diệp Phàm liếc nhìn Ida Chiro bằng ánh mắt lạnh lùng, bước từng bước về phía hắn ta. Cậu! Ida Chiro định thần lại, nhìn thấy Diệp Phàm đi tới, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, trực tiếp ngã xuống đất, hắn ta nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt sợ hãi, hắn ta sợ chết khiếp nói chuyện cũng không được rõ ràng. Đây là sức chiến đấu của Anh quốc sao? Thật đáng thất vọng. Diệp Phàm nhìn Ida Chiro hét lên lạnh lùng. Cậu, đừng kiêu ngạo quá, khi những cường giả khác đến, cậu chắc chắn sẽ chết. Ida Chiro hét vào mặt Diệp Phàm. Đáng tiếc ông không nhìn thấy được cảnh này. Diệp Phàm trực tiếp chém một nhát dao xuống, nhưng một luồng ánh sáng lạnh lẽo bắn về phía hắn. Keng! Diệp Phàm vung dao lên, chém bay luồng sáng lạnh lẽo này. Lúc này, một lượng lớn người đi về phía này, dẫn đầu là bốn người đàn ông trung niên mặc trang phục khác nhau, cả bốn người đều toát ra lực lượng thần cảnh kinh khủng. Bốn người bọn họ đều là cường giả thần cảnh, hơn nữa đều có thực lực thần cảnh tầng 9, đằng sau là một lượng lớn cường giả cấp tôn cảnh và thánh cảnh, chiến đội vô cùng đáng sợ. Bốn tộc trưởng của gia tộc cổ xưa đều đến đây, cậu nhất định phải chết. Ida Chiro lập tức hưng phấn hét lên, hắn ta vừa nhìn vừa hét lớn với bốn người đàn ông trung niên, bốn ngài tộc trưởng, nhanh, mau giết hắn đi. Bốn người đàn ông trung niên này là bốn tộc trưởng của gia tộc cổ xưa của Anh quốc, tộc Liễu Sinh, Giáp Hạ, Phục Bộ, Vũ Xuyên. Lúc này, bốn người bọn họ đang nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ánh mắt lóe lên tia sáng. Cậu có phải là hộ quốc thần tướng của Long quốc không? Dám làm bậy ở Anh quốc, lá gan của cậu cũng lớn thật. Tộc trưởng tộc Vũ Xuyên nhìn Diệp Phàm hét lên lạnh lùng. Thực lực của bốn gia tộc cổ xưa cũng chỉ như vậy thôi à? Diệp Phàm liếc nhìn bốn người, khinh thường nói. Hắn cho rằng bốn vị tộc trưởng gia tộc cổ xưa này đều là người tu hành, nhưng mà xem ra, hắn đã đánh giá bọn họ quá cao rồi. Muốn chết? Nghe được câu nói miệt thị của Diệp Phàm. Vẻ mặt bốn vị tộc trưởng của gia tộc cổ xưa tối sầm, tộc trưởng tộc Vũ Xuyên rút đao trực tiếp chém về phía Diệp Phàm. Bá thiên nhất đao chảm. Tộc trưởng của tộc Vũ Xuyên gầm lên giận dữ và thi triển một võ kỹ cường đại, toàn bộ lực lượng trong cơ thể bùng phát, biến thành một nhát đao cực kỳ bá đạo, xé nát không gian, chém giết về phía Diệp Phàm. Liễu Sinh thập tam kiếm. Ngay lập tức, tộc trưởng của tộc Liễu Sinh cũng rút kiếm ra, thi triển các chiêu kiếm do tổ tiên gia tộc truyền lại. Liên tiếp thi triển ra thập tam kiếm. Thập tam kiếm này biến thành 13 đạo kiếm khí đáng sợ, kiếm sau đáng sợ hơn kiếm trước, 13 đạo kiếm khí đồng thời đánh về phía Diệp Phàm, lực lượng của chúng được chồng lên nhau, tản ra một cỗ khí tức hủy diệt. Tộc trưởng của tộc Giáp Hạ cũng thi triển một môn tuyệt kỹ, giết về phía Diệp Phàm. Về phần tộc trưởng của tộc Phục Bộ, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ngay lập tức biến mất ngay tại chỗ không một dấu vết. Trong một thời gian, ba tộc trưởng của ba gia tộc cổ xưa ở Anh quốc là tộc Liễu Sinh, Giáp Hạ, Vũ Xuyên đồng thời sử dụng các tuyệt kỹ của riêng mình để đánh về phía Diệp Phàm, một loạt âm thanh sấm sét vang lên. Các đòn tấn công của bọn họ ngay lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, muốn tấn công nuốt chửng hắn. Nhưng Diệp Phàm lại bình tĩnh nhìn đòn tấn công của ba người bọn họ, hắn tùy ý chém một nhát dao. Ầm ầm. Ngay lập tức, tiếng sấm vang lên. Các đòn tấn công của ba tộc trưởng đều bị nhát dao này của Diệp Phàm trực tiếp tiêu diệt. Phụt, phụt, phụt. Cơ thể của ba tộc trưởng gia tộc cổ xưa này trong nháy mắt nổ tung, biến thành hư vô. Đúng lúc này, một luồng sáng lạnh đột nhiên xuất hiện từ phía sau Diệp Phàm, một lưỡi dao sắc bén trực tiếp đâm vào lưng hắn, muốn xuyên qua cơ thể hắn. Nhưng khi lưỡi dao sắc bén đâm vào lưng Diệp Phàm như đâm vào một tấm thép, căn bản không thể phá vỡ cơ thể hắn. Lúc này chủ nhân của lưỡi dao sắc bén này. Tộc trưởng của tộc Phục Bộ xuất hiện với ánh mắt không thể tin nổi. Đòn này của ông ta uy lực rất mạnh,
đến cả thần cảnh tầng 9 cũng không thể chống đỡ được, nhưng lại không thể đánh nát cơ thể một người, điều này khiến ông ta có cảm giác như đang nằm mơ. Làm sao cơ thể con người có thể cứng đến như vậy? Trong lúc ông ta đang kinh ngạc, Diệp Phàm quay đầu nhìn ông ta, duỗi tay nhanh như chớp, trực tiếp tóm lấy cổ ông ta, bóp nát ngay tại chỗ. Đến thời điểm này, cả bốn tộc trưởng của gia tộc cổ xưa của Anh Quốc đều bị giết ngay lập tức, thậm chí không có cơ hội chống trả. Vào lúc này, Chiroida, những cường giả khác của bốn gia tộc cổ xưa, cùng các nhân vật nổi tiếng có mặt đều trợn tròn mắt, trong lòng bọn họ dâng lên một cảm giác kinh hãi tột độ. Xem ra bốn gia tộc cổ xưa cũng không có gì đặc biệt cả. Diệp Phàm nhìn Ida Chiro lạnh lùng nói. Lúc này, Ida Chiro bị sốc đến mức không biết nói gì, bốn tộc trưởng của gia tộc cổ xưa đều bị giết chết trong nháy mắt, vị hộ quốc thần tướng của Long Quốc này có còn là người không? Điều này còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Ngay lập tức, Diệp Phàm dùng dao chém chết nguyên soái Anh Quốc, trong khi những cường giả khác của bốn gia tộc cổ xưa lần lượt bị đám người Tần Chính giết chết. Hiu, hiu, hiu. Vào lúc này, một số âm thanh chói tai đột nhiên vang lên từ bầu trời ở phía xa. Sau đó, từng tia sáng bay về phía trang viên. Khi tia sáng đến gần hơn, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Những tia sáng này không phải thứ gì khác mà là những tên lửa cỡ lớn. Trong chớp mắt, 5-6 quả tên lửa hạng nặng lao xuống, rơi thẳng vào trang viên, xảy ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Âm thanh của vụ nổ lan rộng khắp Kyoto, thậm chí còn làm chấn động hơn phân nửa Anh Quốc. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa bốc lên trời, chiếu sáng gần hết bầu trời đêm ở Anh Quốc, năng lượng đáng sợ tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ trên bầu trời, rất lâu không thể tan đi. Nhiều tên lửa cùng nhau rơi xuống một nơi, uy lực của nó mạnh đến mức nào, khó mà tưởng tượng được. Trong nháy mắt, lấy trang viên này làm trung tâm, mọi thứ trong phạm vi trăm dặm trực tiếp biến thành hư vô, toàn bộ mặt đất Kyoto rung chuyển như một trận động đất. Vào lúc này, toàn bộ người dân Kyoto đều sửng sốt, như thể mọi người đang mơ. Mà trong khách sạn Tô Nhược Tuyết có dự cảm không lành, thầm cầu nguyện Diệp Phàm đừng xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, bên trong căn cứ thử nghiệm tên lửa Anh Quốc, một vị tướng trên vai có gắn ngôi sao nhìn cảnh trang viên bị ngọn lửa nuốt chửng trên màn hình lớn. Trên môi lộ ra nụ cười khinh bỉ nói, hộ quốc thần tướng, lần này cho dù anh có mạnh đến đâu cũng nhất định phải chết. Tướng quân, trong trang viên đó có rất nhiều nhân vật quyền lực và nổi tiếng, hiện tại đều đã chết, e rằng. Lúc này, một sĩ quan nhìn tướng quân nói, chỉ cần có thể xử lý được hộ quốc thần tướng này, thì sự hy sinh của bọn họ là xứng đáng. Báo cáo ngay với bệ hạ, hộ quốc thần tướng của Long Quốc đã được giải quyết. Tướng quân lạnh lùng hét lên. Dạ. Sĩ quan gật đầu, định rời đi thì đột nhiên một người bên cạnh chỉ vào màn hình hét lên, tướng quân, nhìn kìa. Tướng quân nhìn về phía màn hình, mở to mắt, vẻ mặt lập tức thay đổi, không tin nói, sao có thể như vậy? Điều này không thể nào. Vào lúc này, trong trang viên, trong hình ảnh trên màn hình, ánh lửa và năng lượng của vụ nổ kinh hoàng do vô số tên lửa bắn phá trực tiếp tan đi, lộ ra dáng vẻ hiện tại của trang viên. Bây giờ trang viên này đã biến thành hư vô, trên mặt đất xuất hiện một cái hố có đường kính vài nghìn mét, về phần những người nhân vật nổi tiếng thì đều đã bị biến thành bột phấn, thậm chí còn không sót lại chút cặn bã nào. Điều khiến vị tướng quân kia sửng sốt là vẫn còn một số bóng người còn sống trong hố này. Những người này là Diệp Phàm và 5 người Đông Phương Hạo Thiên. Vào lúc đống tên lửa kia bắn tới, Diệp Phàm bộc phát toàn bộ lực lượng, cưỡng ép giúp đám Đông Phương Hạo Thiên chống lại một phần lớn năng lượng của tên lửa. Nếu không thì với thực lực của 5 người bọn họ, căn bản không thể ngăn chặn được sự tấn công của nhiều tên lửa như vậy. Nhưng dù có sự giúp đỡ của Diệp Phàm, 5 người Đông Phương Hạo Thiên đều bị thương, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Diệp Phàm kêu lên một tiếng đầy đau đớn, hắn nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng chảy máu. Bây giờ xương cốt trong cơ thể hắn đã biến thành xương rồng, việc chống lại tên lửa cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng năng lượng của tên lửa quá mạnh, vẫn khiến hắn bị nội thương. Chủ nhân, ngài thế nào rồi? Đại hổ và nhị hổ nhìn Diệp Phàm kêu lên. Không sao đâu. Diệp Phàm đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hắn không ngờ rằng Anh Quốc lại tàn nhẫn đến thế, phóng nhiều tên lửa như vậy để đối phó với hắn, đúng là không giết được hắn thì sẽ không bỏ qua. Các người về trước đi. Lập tức, Diệp Phàm nhìn đám người Đông Phương Hạo Thiên rồi nói. Mặc dù 5 người Đông Phương Hạo Thiên đều nghi ngờ không biết Diệp Phàm sẽ làm gì tiếp theo, nhưng bọn họ vẫn tuân theo mệnh lệnh,
quay trở lại khách sạn. Về phần Diệp Phàm sau khi rời khỏi trang viên, hắn đi thẳng đến Hoàng cung Anh Quốc. Anh Quốc tặng hắn nhiều tên lửa như vậy, đương nhiên Diệp Phàm muốn trả lại hết. Lúc này, trong căn cứ thử nghiệm tên lửa, tên tướng quân và những người khác đều đờ người ra khi thấy Diệp Phàm vẫn còn sống. Vậy mà vẫn còn sống, hắn rốt cuộc là người hay ma? Sắc mặt tên tướng quân cực kỳ khó coi. Tướng quân, cần phóng tên lửa tiếp không ạ? Tên sĩ quan mở miệng hỏi. Nhiều tên lửa như vậy còn không giết được hắn. Nếu chúng ta tiếp tục phóng mà vẫn không giết được hắn thì toàn bộ kinh đô sẽ bị hủy diệt. Lập tức báo việc này cho bệ hạ, xin bệ hạ quyết định. Tướng quân lạnh lùng quát to. Nửa tiếng sau, Diệp Phàm chặn lại một tài xế taxi, cho người này chở hắn đến ngoài Hoàng cung Anh Quốc. Một lúc sau, Diệp Phàm xuống xe, nhìn chằm chằm vào Hoàng cung tráng lệ này, ánh mắt lạnh lẽo đi qua. Đứng lại, Hoàng cung là nơi quan trọng, không phận sự miễn vào. Thị vệ ngoài Hoàng cung trực tiếp ngăn Diệp Phàm lại. Diệp Phàm không lãng phí thời gian, hắn vung kiếm chém ra, giết tên thị vệ trước mặt. Sau đó, Diệp Phàm một người một kiếm giết vào Hoàng cung Anh Quốc. Rất nhanh, vô số thị vệ Hoàng cung tụ tập lại, nhưng không thể chặn được một kiếm của Diệp Phàm. To gan, dám tự tiện xông vào Hoàng cung, người biết tội của mình chưa? Lúc này, vài cường giả thánh cảnh xuất hiện, nhìn Diệp Phàm quát lớn. Diệp Phàm chém ra một kiếm giết hết những cường giả thánh cảnh này, ngay cả cơ hội ra tay bọn họ cũng không có. Khi cường giả thánh cảnh bị giết, tất cả cường giả thần cảnh được Hoàng thất Anh Quốc tôn thờ ngay lập tức xuất hiện, bọn họ có khoảng 6 người. 6 người này đều là cường giả thần cảnh, là nhân vật được Hoàng thất Anh Quốc tôn thờ như lão tổ, là người bảo vệ Hoàng thất và quốc chủ. Người chính là hộ quốc thần tướng của Long Quốc. Một người trong 6 người nhìn Diệp Phàm trầm giọng nói. Kêu chủ tử các người lăn ra đây. Diệp Phàm lạnh băng quát. To gan, dám bất kính với quốc chủ. Vẻ mặt 6 người lạnh lùng, tản ra sát khí lạnh băng, bay thẳng đến tấn công Diệp Phàm. Đây là lần đầu tiên trên thế giới 6 cường giả thần cảnh cùng ra tay. Và ngay khi 6 cường giả thần cảnh ra tay, họ bộc phát sức mạnh rời non lấp biển, áp đảo nghiền nát mọi thứ nơi này. Diệp Phàm chém ra một kiếm, chống lại công kích của 6 cường giả thần cảnh. Ngay lập tức, một tiếng nổ mạnh vang lên. 6 cường giả thần cảnh toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất nôn ra máu. Với thực lực hiện tại của Diệp Phàm, chỉ có người tu hành mới có thể chặn được công kích của hắn. Giờ phút này, những người ở đây đều khiếp sợ. Những cường giả hoàng thất thấy 6 cường giả thần cảnh vậy mà cũng không ngăn được một kiếm của Diệp Phàm, ai nấy đều cảm thấy khó tin. Mà 6 cường giả thần cảnh này cũng nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt khó tin, bọn họ không ngờ rằng, tên hộ quốc thần tướng này tuổi còn trẻ như vậy mà thực lực đã đáng sợ như thế. Hôm nay, tất cả các người đều phải chết. Tôi muốn Anh Quốc các người hoàn toàn diệt vong. Diệp Phàm quát lên từng chữ. Muốn Anh Quốc của ta diệt vong, người cũng thật lớn lối. Lúc này, một người đàn ông trung niên có bộ râu cá chê, gò má cao, đôi mắt tam giác mặc hoàng bào bước ra, ông ta là quốc chủ của Anh Quốc. Người Long Quốc, một mình ngươi mà cũng muốn diệt Anh Quốc ta, người nghĩ Anh Quốc ta không còn ai sao? Quốc chủ Anh Quốc nhìn Diệp Phàm uy nghiêm quát. Anh Quốc các người còn người nào khác à? Diệp Phàm khinh thường nói. Bỗng nhiên, trên trời vang lên một tiếng sấm. Ngay sau đó, một ánh kiếm đáng sợ xé rách không gian bay ra. Nó sáng như ban ngày, bay thẳng về phía Diệp Phàm. Uy lực một kiếm này vô cùng lợi hại, lại ẩn chứa linh khí, hiển nhiên là công kích do người tu hành ra tay. Ánh mặt Diệp Phàm khẽ khựng lại, chém ra một kiếm chống lại ánh kiếm này. Một tiếng vang lớn vang lên, Diệp Phàm chém nát ánh kiếm này, nhưng cơ thể lại bị đẩy lùi mấy bước. Oanh! Sau đó lại có một tiếng gầm nữa vang lên, một móng vuốt khủng bố xuất hiện từ không trung chộp lấy hắn. Diệp Phàm lại vung kiếm ra chặn móng vuốt sắc bén, nhưng lại xuất hiện một bàn tay trắng to lớn khác, từ trên trời rơi xuống áp chế hắn. Oanh một tiếng, cơ thể Diệp Phàm bị nổ lui về sau, móng vuốt sắc bén và bàn tay toàn bộ đều biến mất. Lúc này, ba bóng người xuất hiện ở nơi này. Ba người này, người đầu là một người đàn ông trung niên tay cầm kiếm, vẻ mặt lạnh lùng, người thứ hai là một người đàn ông cơ bắp có râu quai nón, ánh mắt dữ tợn, hơi thở tà ác. Người còn lại là một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu trắng toát ra khí chất siêu phàm thoát tục, tạo cho người ta cảm giác áp bức mãnh liệt, tựa như thần linh giáng thế. Ba vị cung chủ, cuối cùng các vị cũng tới. Quốc chủ Anh Quốc nhìn này ba người kêu lên.
ba người đúng là ba cung chủ của Y Thế Thần Cung, Bát Kỳ Thần Cung và Thiên Chiếu Thần Cung. Ba người họ đã vượt qua phạm chủ võ đạo, đạt tới trình độ người tu hành. Không ngờ Long Quốc lại sinh ra được thiên tài như ngươi. Cung chủ Thiên Chiếu Thần Cung nhìn Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Dám đối địch với Anh Quốc, giết. Cung chủ Bát Kỳ Thần Cung đầy sát khí quát. Ba người chúng ta đã lâu không ra tay, không ngờ hôm nay chúng ta cùng nhau ra tay là để đối phó với một hậu bối trẻ tuổi. Cung chủ Y Thế Thần Cung lạnh nhạt nói. Xin ba vị cung chủ ra tay giết chết thằng nhãi này. Quốc chủ Anh Quốc nhìn ba vị cung chủ cầu xin. Thế lực của Tam Đại Thần Cung cũng không thua Hoàng thất Anh Quốc, bởi vậy dù là quốc chủ nhưng khi đối mặt với ba cung chủ thần cung, ông ta cũng phải cung kính ba phần. Nếu ngươi quy thuận với Thiên Chiếu Thần Cung ta, bổn cung sẽ tha cho ngươi một mạng. Lúc này, cung chủ Thiên Chiếu Thần Cung nhìn Diệp Phàm nói. Thiên Tình Tử, cô động tình à, tên tiểu bạch kiểm này mà cũng muốn lấy. Cung chủ Bát Kỳ Thần Cung không chút khách khí chế nhạo cung chủ Thiên Chiếu Thần Cung. Đằng sát, ông muốn chết à? Cung chủ Thiên Chiếu Thần Cung lạnh lùng nhìn cung chủ Bát Kỳ Thần Cung. Cô có thể thử xem, nhìn xem ai chết trước. Cung chủ Bát Kỳ Thần Cung đáp trả không chút nhượng bộ. Hai vị, việc chúng ta cần làm bây giờ là đối phó với tên này, chứ không phải đấu đá lẫn nhau, đừng để người ngoài chê cười chúng ta. Cung chủ Y Thế Thần Cung mở miệng nói. Ngươi nghĩ sao? Cung chủ Thiên Chiếu Thần Cung nhìn Diệp Phàm, tiếp tục hỏi. Nếu cô dẫn thần cung vô dụng của cô đầu hàng tôi sẽ tha mạng cho cô. Diệp Phàm nhìn cung chủ Thiên Chiếu Thần Cung lạnh lùng nói. Lập tức, sắc mặt vị cung chủ thần cung này trở nên lạnh lẽo, trong mắt tỏa ra ánh sáng lạnh, khiến lòng người run rẩy. Cô ta vung tay lên, trực tiếp bay thẳng về phía Diệp Phàm, hai cung chủ còn lại cũng đồng thời tấn công Diệp Phàm. Nhất thời, cung chủ của Tam Đại Thần Cung bùng phát ra sức mạnh khủng bố, muốn giết chết Diệp Phàm. Thực lực ba người này mạnh hơn nhiều so với những người tu hành mà Diệp Phàm gặp ở núi Côn Lôn. Ba người bọn họ liên thủ, Diệp Phàm cũng cảm thấy có chút áp bách, hắn trực tiếp thu trường kiếm lại, gọi Long Tỷ ra, thi triển Ngự Long Quyết, đồng thời kích hoạt long khí và sức mạnh của xương rồng để điều khiển Long Tỷ bay về phía ba người. Khi Long Tỷ bay đến, cơ thể của ba cung chủ đều bị thổi bay, từng người đều lùi về sau, miệng phun ra máu. Lúc này, sắc mặt của quốc chủ Anh Quốc thay đổi. Ông ta cau mày, mà sắc mặt của ba cung chủ thần cung cũng vô cùng xấu. Diệp Phàm tiếp tục điều khiển Long Tỷ bay ra lần nữa. Lần này, mặc dù ba cung chủ đều thi triển bí pháp để chống cự, nhưng vẫn không thể ngăn cản được Long Tỷ, bọn họ bị áp chế ngã xuống đất, điên cuồng hộc máu, hơi thở thoi thóp. Ngay sau đó, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn về quốc chủ Anh Quốc. Hắn trực tiếp điều khiển Long Tỷ lao về phía ông ta. Rõ ràng là có ý định giết chết quốc chủ Anh Quốc. Quốc chủ Anh Quốc nhìn thấy Diệp Phàm đánh tới, sắc mặt thay đổi, cực kỳ khó coi. Vào thời khắc mấu chốt, trong hoàng cung đột nhiên chiếu ra một tia sáng trực tiếp chặn lại Long Tỷ, đồng thời vang lên một tiếng vang lớn. Diệp Phàm bị phản phệ, cả người liên tục lùi về sau, Long Tỷ trở lại trong cơ thể hắn. Lúc này, tia sáng kia xuất hiện, đó là một tấm gương có hình dáng kỳ lạ. Bát chỉ kính. Lập tức. Ba cung chủ lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là bát chỉ kính một trong tam đại thần khí của Anh Quốc, có năng lực vô cùng to lớn. Ngay sau đó, một ông lão râu tóc bạc trắng, thân mình khom xuống xuất hiện tại đây. Lão tổ, quốc chủ Anh Quốc nhìn thấy ông lão này thì kích động kêu lên. Ông lão này là lão tổ đã sống mấy trăm năm của Hoàng thất Anh Quốc. Chỉ là một tên nhóc tóc vàng mà cũng dám xúc phạm Hoàng thất ta, tội không thể tha. Ông ta lạnh lẽo nhìn Diệp Phàm. Vung tay lên, bát chỉ kính bỗng bộc phát ra một chùm ánh sáng cực kỳ chói mắt, tản ra uy lực to lớn, bắn thẳng về phía Diệp Phàm. Giờ phút này, toàn thân Diệp Phàm đều bị áp chế, hắn hoàn toàn không thể động đậy. Trong mắt hắn hiện lên vẻ chấn động, hắn không ngờ bát chỉ kính lại đáng sợ như vậy. Trong nháy mắt, đòn tấn công của bát chỉ kính trực tiếp ập đến, hoàn toàn muốn giết chết Diệp Phàm. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Trong lúc lão tổ Anh Quốc thao tác bát chỉ kính sắp tiêu diệt Diệp Phàm, một bóng người đột ngột xuất hiện. Người này thi triển một đạo ấn quyết, đánh về phía bát chỉ kính. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Hoa anh đào phủ ngập trời, bao trùm hoàng cung, hình thành một thế giới hóa anh đào, che giấu tất cả. Lão tổ Anh Quốc ra tay phá hủy hoa anh đào vô tận, nhưng Diệp Phàm đã biến mất không thấy. Thấy Diệp Phàm chạy trốn,
quốc chủ Anh Quốc và ba đại thần biến sắc, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Vừa rồi là ảo thuật âm dương. Ảo thuật âm dương, không phải chỉ có âm dương sư mới hiểu hay sao? Không phải âm dương sư đã diệt sạch rồi hay sao? Lão tổ, vừa rồi là âm dương sư giải cứu hộ quốc thần tướng kia. Quốc chủ Anh Quốc hỏi lão tổ. Vị lão tổ này lạnh lùng nói, mặc kệ là ai cứu hắn, tên hộ quốc thần tướng này có thiên phú dị bẩm, lại còn mang theo dị bảo, cần phải chết. Lập tức truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn kinh đô, phải bắt bằng được tên đó. Vị lão tổ này quát to. Tiếp theo, quốc chủ Anh Quốc ra lệnh phong tỏa toàn kinh đô, phong tỏa tất cả các lối ra vào hải lục không, đồng thời triệu tập hơn 20 vạn đại quân tiến vào chiếm giữ kinh đô, phong tỏa kín không kẽ hở. Đồng thời ra lệnh các thế lực gia tộc ở kinh đô triển khai tìm tòi toàn diện, phải tìm ra Diệp Phàm. Một loạt hành động này của quốc chủ Anh Quốc không chỉ làm chấn động Anh Quốc, còn làm cho người dân Anh Quốc sôi nổi bàn tán, cũng khiến cho các quốc gia khác chú ý đàm phán bình luận. Rất nhanh có tin truyền ra, Anh Quốc phong tỏa kinh đô bởi vì vị hộ quốc thần tướng Long Quốc xuất hiện ở kinh đô Anh Quốc, còn xông vào hoàng cung suýt nữa giết chết quốc chủ Anh Quốc. Nhưng sau đó vị hộ quốc thần tướng này bị lão tổ hoàng gia Anh đánh bị thương rồi chạy trốn, cho nên Anh Quốc mới ra lệnh phong tỏa kinh đô, nghiêm tra hộ quốc thần tướng. Tin tức này khiến cho các quốc gia và thế lực trên thế giới khiếp sợ. Hiện giờ vị hộ quốc thần tướng này đã trở thành một nỗi sợ hãi của các quốc gia trên thế giới, là một người đàn ông bị coi như thần. Nhưng người đàn ông bị coi như thần này, bây giờ lại bị thương nặng, bị bao vây trong Anh Quốc. Quốc chủ các quốc gia trực tiếp tổ chức hội nghị khẩn cấp. Trong liên minh chúng thần, một giọng nói lạnh băng vang lên, lập tức thông báo cho người chạy đến Anh Quốc, bằng mọi giá phải giết chết hộ quốc thần tướng này, đồng thời thông báo cho tứ đại thần vương, bảo bọn họ tự mình ra tay, nếu không giết chết tên kia, bọn họ cũng đừng trở lại. Lệnh này vừa ra, vô số cao thủ âm thầm ẩn nấp ở các nơi trên thế giới đều hành động lao thẳng đến Anh Quốc. Trong thế giới phán quyết, hai vị trưởng lão mặc trường bào màu trắng đen đang đứng ở đây, lão giả mặc đồ màu đen lên tiếng, tại sao bên trên còn chưa có động tĩnh gì? Đừng nóng vội, có lẽ vài vị lĩnh chủ phán quyết đang bàn bạc với nhau, dù sao việc này cũng là việc lớn. Lão giả áo trắng nói, sao ta lại có cảm giác không tốt nhỉ? Đột nhiên lão giả áo đen nhíu mày, nói, lúc này một người đi đến bẩm báo, bẩm hai vị trưởng lão, có tình báo mới nhất về vị hộ quốc thần tướng kia. Nói, lúc này người vừa đến thuật lại mọi chuyện xảy ra ở Anh Quốc cho bọn họ nghe. Hai vị trưởng lão phán quyết biến sắc, lão giả áo nhìn lão giả áo trắng, nói, bây giờ phải làm sao? Chúng ta đi đến Anh Quốc trước, hắn ta không thể xảy ra chuyện. Lão giả áo trắng nói, được, ở nước Mỹ, trong gia tộc Ma Long. Đại tiểu thư Alice của gia tộc Ma Long vội vã đi đến trước mặt cha mình, nói, cha, anh ta đã xảy ra chuyện. Cha đã nhận được tin rồi. Morgan hút một điếu xì gà, nói. Cha, chúng ta có nên làm gì đó không? Alice hỏi. Con có muốn cậu ta sống không? Morgan nói, Alice biến sắc, cha, chẳng lẽ người không muốn anh ta sống? Nếu cậu ta sống, nước Mỹ sẽ vĩnh viễn bị cậu ta quản chế. Morgan nói. Alice nói, cha, người cảm thấy Anh Quốc giết được anh ta không? Giết không chết. Morgan lắc đầu. Nếu đã vậy, nếu lúc này chúng ta làm gì đó, chọc anh ta không vui, có lẽ cha biết rất rõ hậu quả sẽ như thế nào. Theo ý con, nếu gia tộc Ma Long muốn vĩnh viễn trở thành gia tộc đứng đầu nước Mỹ, vậy cần phải ôm chặt cái đùi này. Alice nói. Morgan nhìn chằm chằm vào Alice, vậy con định làm thế nào? Lập tức xuất binh đến Anh Quốc. Alice nói thẳng. Được, vậy mọi chuyện giao cho con phụ trách. Morgan trực tiếp đồng ý. Ở Vương quốc Anh, Tổng bộ huyết tộc. Lập tức thông báo cho đại quân Vương quốc Anh, bảo bọn họ xuất binh đến Anh Quốc, nếu Anh Quốc dám làm thương tổn chủ nhân, vậy ta sẽ diệt Anh Quốc, đồng thời thông báo cho tất cả thành viên huyết tộc theo ta đến Anh Quốc nghênh đón chủ nhân. Huyết cơ lạnh lùng hạ mệnh lệnh. Cùng lúc đó, Long Quốc, Bách Hoa Lâu. Cơ Như Yên biết được tình hình Anh Quốc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sao vậy? Lâm Thi Âm tò mò hỏi, Cơ Như Yên nói chuyện của Anh Quốc cho cô. Cái gì, hiện tại hắn sao rồi? Cơ Như Yên lo lắng nói. Không biết, hiện tại Anh Quốc phong tỏa kinh độ, đang lùng sục chủ nhân khắp nơi. Cơ Như Yên nặng nề nói. Vậy chúng ta phải nhanh chóng đi cứu hắn. Lâm Thi Âm sốt ruột nói. Đi đến Thiên Hải đã, phải nói chuyện này cho Sở Sở.
Sau đó bọn họ bay thẳng đến Thiên Hải. Lúc này quốc chủ Long Quốc và đám người Long Chiến Thiên đều biết được tin Diệp Phàm xảy ra chuyện, quốc chủ Long Quốc ra lệnh làm Thiên Tôn dẫn người đến Anh Quốc. Bên Thiên Hải, khi Đường Sở Sở biết được tin Diệp Phàm xảy ra chuyện thì vô cùng lo lắng. Các ngươi không cần quá lo, thằng nhóc kia không chết được. Cổ Tam Thông bình tĩnh nói. Nhị sư phụ, người đi cứu anh Tiểu Phàm đi. Đường Sở Sở khẩn cầu nói. Một Anh Quốc mà thôi, còn chưa giết được thằng nhóc kia, nếu mấy đứa quá lo lắng thì đi một chuyến đến Anh Quốc đi. Cổ Tam Thông nói. Tiếp theo, Đường Sở Sở, Cơ Như Yên, Lâm Thi Âm và mấy thuộc hạ khác của Diệp Phàm đều đi đến Anh Quốc. Trong quân doanh quân Thiên Sách, các quân đoàn trưởng đều tụ tập lại, quân đoàn trưởng quân đoàn 4 Đồ Tể nói thẳng, thiếu chủ gặp nạn, chúng ta cần phải đi giúp thiếu chủ một tay. Đám người Anh Quốc này cũng dám ra tay với thiếu chủ, thực sự đáng chết. Quân đoàn trưởng quân đoàn 8 Đoạn Đao tức giận quá. Ta đã liên lạc với Long Soái, ngài ấy đồng ý cho toàn quân Thiên Sách xuất phát đến Anh Quốc. Nếu Anh Quốc dám động một ngón tay vào thiếu quân chủ, chúng ta sẽ trực tiếp khai chiến. Quân đoàn trưởng quân đoàn 1 Thiên Khuyết nói thẳng. Tiếp theo, hơn 30 vạn quân Thiên Sách cưỡi hơn 100 chiến hạm đi về phía Anh Quốc. Anh Quốc sắp nghênh đón sự trinh phạt của 100 vạn đại quân. Trong lúc thế giới đều đang chấn động vì Diệp Phàm, lúc này Diệp Phàm dần dần tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh lại thì phát hiện xung quanh đều là hoa đào, hắn đang nằm dưới gốc cây anh đào. Đây là đâu? Diệp Phàm quan sát xung quanh. Đại ca ca, anh tỉnh rồi. Lúc này một giọng nói dễ nghe quanh quẩn bên tai Diệp Phàm, hắn nhìn thấy Kimura Sakurako mặc vải dài thêu hoa anh đào xuất hiện, nhìn hắn với ánh mắt ái mộ. Kimura Sakurako, là cô đã cứu tôi. Diệp Phàm nhìn thấy Kimura Sakurako, nhăn mày lại. Lúc trước lão tổ hoàng gia Anh Quốc thúc giục bát chỉ kính suýt nữa giết chết hắn, hắn nhìn thấy một bóng người xuất hiện, sau đó đột nhiên mất đi ý thức. Chờ đến khi tỉnh lại hắn đã xuất hiện ở đây. Đúng vậy, đại ca ca, nếu không phải em kịp thời đuổi đến, anh đã gặp nguy hiểm. Kimura Sakurako đau lòng nói. Đây là đâu? Diệp Phàm hỏi lại. Nơi này là thế giới của chúng ta, đại ca ca, sau này chúng ta sẽ sống ở đây được không? Không có ai sẽ đến làm phiền chúng ta, cũng sẽ không có ai lại làm tổn thương đại ca ca. Kimura Sakurako si mê nói. Diệp Phàm nhíu mày, lạnh nhạt nói, cô bị điên à? Ai muốn sống ở đây với cô? Kimura Sakurako lại xông lên ôm chầm lấy Diệp Phàm, nói, đại ca ca, em sẽ không để anh rời đi. Kimura Sakurako ôm chầm lấy, Diệp Phàm đột nhiên phát hiện hắn khó có thể điều động, hắn như biến thành người bình thường. Diệp Phàm biến sắc, nhìn chằm chằm Kimura Sakurako, cô đã làm gì tôi? Đại ca ca, cuối cùng anh cũng thuộc về em. Sau này anh sẽ chỉ là của một mình em cực kỳ yêu anh. Kimura Sakurako thâm tình nói, nhưng cô dùng khuôn mặt loli nói những lời này lại cho người ta cảm giác hơi khiếp người. Cút! Diệp Phàm lạnh băng quát. Đại ca ca, đừng kích động, em sẽ yêu anh thật nhiều. Anh ngủ một giấc đi. Kimura Sakurako mỉm cười nói, song đồng chuyển động, hóa thành hai lốc xoáy. Lúc này Diệp Phàm phát hiện hoa anh đào xung quanh hắn điên cuồng xoay tròn. Ý thức của hắn dần tan rã, mí mắt trên dưới đánh nhau, sắp chìm vào giấc ngủ. Diệp Phàm cố gắng muốn làm chính mình tỉnh táo, nhưng lại không thắng nổi cơn buồn ngủ, cuối cùng vẫn ngủ rồi. Đại ca ca, cuối cùng anh cũng thuộc về em. Kimura Sakurako vuốt ve khuôn mặt của Diệp Phàm, trên mặt nở nụ cười biến thái. Chỉ trong nháy mắt, bóng tối dần biến mất, một ngày mới lại lên. Hôm nay, khi đại quân Long Quốc, nước Mỹ, Vương quốc Anh, gần 100 vạn đại quân ba nước cưỡi hơn 1.000 chiến hạm xuất hiện trong vùng biển Anh Quốc, toàn thủ đô Anh Quốc đều chấn động. Trong Hoàng gia Anh Quốc, sắc mặt quốc chủ Anh Quốc cực kỳ khó coi, hét lớn, rốt cuộc là sao? Long Quốc xuất binh thì thôi, tại sao nước Mỹ và Vương quốc Anh cũng xuất binh, bọn họ muốn làm gì? Lập tức liên hệ với nước Mỹ và Vương quốc Anh, hỏi xem bọn họ muốn làm gì? Quốc chủ Anh Quốc hét lớn. Lập tức có người đi liên hệ với hai nước. Rất nhanh đã trở về bẩm báo, quốc chủ, bên nước Mỹ và Vương quốc Anh nói bởi vì chúng ta đối phó với hộ quốc thần tướng nên bọn họ xuất binh. Cái gì, sao bọn họ lại cấu kết với hộ quốc thần tướng kia rồi? Quốc chủ Anh Quốc biến sắc. Tên thuộc hạ kia tiếp tục nói, bọn họ còn nói. Nói gì? Quốc chủ Anh Quốc bực bội nói. Bọn họ còn nói nếu hộ quốc thần tướng bị thương, bọn họ sẽ tiêu diệt Anh Quốc.
tên thuộc hạ này nói. Quốc chủ Anh quốc tức giận hét to, khốn kiếp, bọn họ thật sự tưởng Anh quốc dễ tiêu diệt. Lập tức liên hệ với quốc chủ Man quốc và Lưu Ly quốc, xin bọn họ lập tức xuất binh. Quốc chủ Anh quốc lạnh lùng quát. Quốc chủ, dưới tình hình như vậy, e rằng bọn họ sẽ không xuất binh giúp chúng ta. Tên thuộc hạ này lo lắng nói. Bọn họ đều có thù oán với tên hộ quốc thần tướng kia, khẳng định sẽ xuất binh, còn có nói cho bọn họ, chỉ cần bọn họ nguyện ý xuất binh, bọn họ muốn cái gì ta cũng có thể cho. Còn có lập tức liên hệ với bên hải quân và không quân, bảo bọn họ lập tức cản lại đại quân ba nước, tuyệt đối không thể để bọn họ đô bộ. Quốc chủ Anh quốc ra lệnh. Rõ. Tên thuộc hạ này gật đầu. Trên chiến hạm Long quốc, đồ để đi đến trước mặt Thiên Khuyết nói, bên Anh quốc phái đại quân đến ngăn cản chúng ta, còn cảnh cáo chúng ta dám đến gần, bọn họ sẽ lập tức nổ súng. Truyền lệnh xuống, trong vòng một giờ, ta muốn quân Thiên Sách xuất hiện bên trong kinh đô. Thiên Khuyết lạnh lùng quát. Yên tâm, trong vòng một giờ, chắc chắn quân Thiên Sách sẽ xuất hiện bên trong kinh đô. Đồ tể quát. Bùm, bùm, bùm. Lúc này tất cả tàu chiến của quân Thiên Sách đều phớt lờ lời cảnh cáo của Anh quốc, tiếp tục hướng về phía trước. Các tàu chiến của Anh quốc cũng đã nổ súng, tấn công thẳng về phía tàu chiến của quân Thiên Sách. Quân Thiên Sách cũng không hề khách sáo, nhanh chóng phát động một cuộc phản công mạnh mẽ. Trong phút chốc, tiếng đại bác vang ầm trên biển, những vệt lửa bắn thẳng lên trời, vô số sóng biển bị khuấy động không ngừng. Tàu chiến của hai bên đã phát động một trận chiến vô cùng ác liệt. Không quân Anh quốc cũng tham gia công kích quân Thiên Sách, phối hợp với hải quân của Anh quốc để tiến hành cuộc tấn công kép trên biển và trên không. Thế nhưng quân Thiên Sách không hề yếu thế, hàng trăm tàu chiến xếp thành hàng, trong nháy mắt đã bắn ra vô số đạn đại bác, tấn công chuẩn xác vào không quân và hải quân của Anh quốc. Sau một trận giao tranh ác liệt, lực lượng hải quân và không quân của Anh quốc bị thương vong nghiêm trọng. Chẳng bao lâu, các đại quân tàu chiến của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cũng xuất hiện ở đây, bọn họ lập tức mở cuộc tấn công vào hải quân và không quân của Anh quốc. Bùm bùm bùm. Khi tàu chiến của hai nước này tham gia trận chiến, tiếng đại bác không ngừng vang vọng trên biển. Lực lượng không quân và hải quân của Anh quốc cử đến đã thất bại thảm hại, một lượng lớn tàu chiến và máy bay ném bom đã bị phá hủy hoàn toàn. 3 phút sau, lực lượng không quân và hải quân của Anh quốc bị đánh đến mức phải sơ tán khẩn cấp, trong khi quân đội của Long quốc, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh lao thẳng về phía Anh quốc, chuẩn bị đổ bộ lên đảo. 10 phút sau, ngay khi quân Thiên Sách chuẩn bị đổ bộ vào Anh quốc, thì từ xa đã xuất hiện một lượng lớn tàu chiến và trực thăng vũ trang, nhanh chóng tiến vào Anh quốc. Đây là đại quân của Man quốc và Lưu Ly quốc cử đến để hỗ trợ Anh quốc. Lần này Anh quốc đã phải trả giá rất đắt để cầu cứu hai nước này, sau khi nhận được lợi ích to lớn từ Anh quốc, cộng thêm nỗi hận thù với hộ quốc thần tướng của Long quốc, hai nước đã nhanh chóng phái đại quân của mình đến đây. Bùm bùm bùm. Đại quân hai nước trực tiếp phát động cuộc tấn công vào Long quốc, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Man quốc và Lưu Ly quốc lại dám phái quân đội tới để giúp đỡ Anh quốc, lần này chờ cứu được thiếu quân chủ ra, nhất định phải tiêu diệt hết bọn chúng. Đồ Phu lạnh lẽo nói. Mọi người nhanh đi tìm hộ quốc thần tướng, đại quân của hai nước này cứ giao cho chúng tôi. Lúc này, Alice đến trước mặt mấy vị quân đoàn trưởng của quân Thiên Sách rồi nói. Cô là ai? Đồ Phu tò mò nhìn Alice. Tôi là Alice đại tiểu thư của đệ nhất gia tộc ở Hoa Kỳ, đã thần phục hộ quốc thần tướng. Alice đáp, thiếu quân chủ mạnh như vậy sao? Mấy người Đồ Phu ngạc nhiên nói. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh đi cứu chủ nhân. Lúc này Huyết Cơ đi tới, vẻ mặt lạnh lùng thúc giục. Sau đó, Huyết Cơ dẫn theo cường giả của huyết tộc và quân Thiên Sách tiến thẳng vào kinh đô của Anh quốc, còn đại quân của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh thì ngăn cản quân đội của Man quốc và Lưu Ly quốc. Một cuộc đại chiến giữa các quốc gia lại bắt đầu. Ánh lửa ngập trời, đại bác bắn không ngừng. Toàn bộ người dân Anh quốc đều vô cùng kinh hãi. Quân Thiên Sách đang không ngừng tiến về kinh đô của Anh quốc, những đội quân Anh quốc dám cản đường đều bị bọn họ tiêu diệt. Lúc này, trong hoàng thất Anh quốc, khi quốc chủ Anh quốc biết được tình hình hiện tại, sắc mặt của ông ta rất khó coi. Bùm, bùm, bùm. Lúc này tất cả tàu chiến của quân Thiên Sách đều phớt lờ lời cảnh cáo của Anh quốc, tiếp tục hướng về phía trước. Các tàu chiến của Anh quốc cũng đã nổ súng, tấn công thẳng về phía tàu chiến của quân Thiên Sách. Quân Thiên Sách cũng không hề khách sáo, nhanh chóng phát động một cuộc phản công mạnh mẽ. Trong phút chốc, tiếng đại bác vang ầm trên biển, những vệt lửa bắn thẳng lên trời,
vô số sóng biển bị khuấy động không ngừng. Tàu chiến của hai bên đã phát động một trận chiến vô cùng ác liệt. Không quân Anh quốc cũng tham gia công kích quân Thiên Sách, phối hợp với hải quân của Anh quốc để tiến hành cuộc tấn công kép trên biển và trên không. Thế nhưng quân Thiên Sách không hề yếu thế, hàng trăm tàu chiến xếp thành hàng, trong nháy mắt đã bắn ra vô số đạn đại bác, tấn công chuẩn xác vào không quân và hải quân của Anh quốc. Sau một trận giao tranh ác liệt, lực lượng hải quân và không quân của Anh quốc bị thương vong nghiêm trọng. Chẳng bao lâu, các đại quân tàu chiến của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cũng xuất hiện ở đây, bọn họ lập tức mở cuộc tấn công vào hải quân và không quân của Anh quốc. Bùm bùm bùm. Khi tàu chiến của hai nước này tham gia trận chiến, tiếng đại bác không ngừng vang vọng trên biển. Lực lượng không quân và hải quân của Anh quốc cử đến đã thất bại thảm hại, một lượng lớn tàu chiến và máy bay ném bom đã bị phá hủy hoàn toàn. 3 phút sau, lực lượng không quân và hải quân của Anh quốc bị đánh đến mức phải sơ tán khẩn cấp, trong khi quân đội của Long quốc, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh lao thẳng về phía Anh quốc, chuẩn bị đổ bộ lên đảo. 10 phút sau, ngay khi quân Thiên Sách chuẩn bị đổ bộ vào Anh quốc, thì từ xa đã xuất hiện một lượng lớn tàu chiến và trực thăng vũ trang, nhanh chóng tiến vào Anh quốc. Đây là đại quân của Man quốc và Lưu Ly quốc cử đến để hỗ trợ Anh quốc. Lần này Anh quốc đã phải trả giá rất đắt để cầu cứu hai nước này, sau khi nhận được lợi ích to lớn từ Anh quốc, cộng thêm nỗi hận thù với hộ quốc thần tướng của Long quốc, hai nước đã nhanh chóng phái đại quân của mình đến đây. Bùm bùm bùm. Đại quân hai nước trực tiếp phát động cuộc tấn công vào Long quốc, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Man quốc và Lưu Ly quốc lại dám phái quân đội tới để giúp đỡ Anh quốc, lần này chờ cứu được thiếu quân chủ ra, nhất định phải tiêu diệt hết bọn chúng. Đồ Phu lạnh lẽo nói. Mọi người nhanh đi tìm hộ quốc thần tướng, đại quân của hai nước này cứ giao cho chúng tôi. Lúc này, Alice đến trước mặt mấy vị quân đoàn trưởng của quân Thiên Sách rồi nói. Cô là ai? Đồ Phu tò mò nhìn Alice. Tôi là Alice, đại tiểu thư của đệ nhất gia tộc ở Hoa Kỳ, đã thần phục hộ quốc thần tướng. Alice đáp, thiếu quân chủ mạnh như vậy sao? Mấy người Đồ Phu ngạc nhiên nói. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh đi cứu chủ nhân. Lúc này Huyết Cơ đi tới, vẻ mặt lạnh lùng thúc giục. Sau đó, Huyết Cơ dẫn theo cường giả của huyết tộc và quân Thiên Sách tiến thẳng vào kinh đô của Anh quốc, còn đại quân của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh thì ngăn cản quân đội của Man quốc và Lưu Ly quốc. Một cuộc đại chiến giữa các quốc gia lại bắt đầu. Ánh lửa ngập trời, đại bác bắn không ngừng. Toàn bộ người dân Anh quốc đều vô cùng kinh hãi. Quân Thiên Sách đang không ngừng tiến về kinh đô của Anh quốc, những đội quân Anh quốc dám cản đường đều bị bọn họ tiêu diệt. Lúc này, trong hoàng thất Anh quốc, khi quốc chủ Anh quốc biết được tình hình hiện tại, sắc mặt của ông ta rất khó coi. Khi Diệp Phàm thi triển công pháp Ngự Long Quyết, một tiếng rồng gầm chói tai ngay lập tức vang lên. Tiếng gầm này vang vọng cả trời đất. Bùm! Khi tiếng rồng gầm vang lên trong mộng cảnh này, tất cả những bông hoa anh đào xung quanh đều bị rung chuyển, toàn bộ không gian giống như thủy tinh vỡ nát, cuối cùng biến thành hư vô sau một tiếng nổ lớn. Giây tiếp theo, Diệp Phàm đã ở trong một căn phòng, hiển nhiên là đã thoát ra khỏi mộng cảnh. Khi hắn rời khỏi đó, sức mạnh vốn không thể huy động được trong mộng cảnh, nay đã trở lại bình thường. Soạt! Lúc này, ánh mắt Diệp Phàm lóe lên, đấm một cú tấn công về phía Kimura Sakurako. Sakurako Kimura nhanh chóng chặn được bàn tay của Diệp Phàm, nhưng thân thể của cô ấy cũng bị đánh bay về phía sau, khóe miệng liền tràn máu. Sức mạnh thực sự của Kimura Sakurako không bằng Diệp Phàm, trước đây cô ấy có thể chặn được bát chỉ kính và cứu được Diệp Phàm, phần lớn là do âm dương huyễn thuật của mình, kỳ thực sức mạnh thực sự của cô ấy vừa mới đạt đến trình độ của tu hành giả mà thôi. Đại ca ca, anh thật lợi hại, anh thực sự có thể phá vỡ được âm dương mộng cảnh của em. Kimura Sakurako mỉm cười với Diệp Phàm. Đối với việc Diệp Phàm phá vỡ mộng cảnh, trên mặt Kimura Sakurako không hề lộ ra bất mãn nào mà ngược lại còn có chút ngưỡng mộ. Kimura Sakurako, trước kia cô từng cứu tôi một lần, nên lần này tôi sẽ không giết cô, nhưng nếu cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa thì đừng trách tôi vô tình. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Nói xong liền rời đi. Người đàn ông này thật không đơn giản, cô muốn khống chế hắn cũng không dễ dàng đâu. Đột nhiên, sắc mặt Kimura Sakurako chợt thay đổi, trở nên cực kỳ tàn nhẫn, trong miệng phát ra một thanh âm lạnh lẽo rợn người. Nếu như cô giúp tôi, đại ca ca sẽ là của tôi. Giọng nói ban đầu của Kimura Sakurako lại vang lên. Đi đến nơi đó đi.
giọng nói lạnh lẽo đó lại phát ra từ miệng Kimura Sakurako. Lúc này, Kimura Sakurako tựa hồ như đang đóng hai vai, trông cực kỳ quái dị. Diệp Phàm không hề biết điều này, sau khi rời đi hắn liền trở về khách sạn nơi bọn họ ở. Cuối cùng thì anh cũng đã trở lại. Hu hu, tôi còn tưởng anh đã chết rồi. Khi Diệp Phàm trở về khách sạn, Tô Nhược Tuyết liền chạy tới, ôm thật chặt hắn, vui mừng đến nỗi òa khóc. Tôi mà chết thì ngay cả Diêm Vương cũng không dám nhận đâu. Được rồi, đừng khóc nữa, nếu không người không biết còn tưởng rằng tôi đã làm gì cô. Diệp Phàm nhìn Tô Nhược Tuyết nói. Anh lúc nào cũng lắm lời như vậy. Tô Nhược Tuyết lau nước mắt rồi giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Những người khác đâu? Diệp Phàm hỏi. Bọn họ đều ra ngoài tìm anh rồi. Đúng rồi, tôi nghe nói toàn bộ kinh đô đã phong tỏa, chính phủ Anh quốc đang giáo giết tìm anh đó. Tô Nhược Tuyết nói. Diệp Phàm lập tức lấy điện thoại di động rồi liên lạc với Đông Phương Hạo Thiên. Chủ nhân, ngài đang ở đâu vậy? Đông Phương Hạo Thiên sau khi nghe được giọng nói của Diệp Phàm liền hưng phấn hét lên. Tôi đang ở khách sạn. Diệp Phàm đáp. Chẳng bao lâu, Đông Phương Hạo Thiên và những người khác đã trở lại khách sạn. Chủ nhân, ngài không sao, quá tốt rồi. Dọa chết chúng tôi rồi. Đại Hổ, Nhị Hổ nhìn Diệp Phàm rồi lần lượt nói. Tôi không sao, Diệp Phàm lắc đầu. Thiếu chủ, cậu vừa biến mất, bên ngoài liền xảy ra chuyện lớn. Huyết Phu trầm giọng nói. Chuyện gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Huyết Phu lập tức giải thích ngắn gọn chuyện gì đang xảy ra. Quân Thiên Sách đến đây. Đại quân của Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Man quốc và cả Lưu Ly quốc cũng đều đến đây. Diệp Phàm kinh ngạc nói. Đúng vậy, bây giờ cả Anh quốc đang hỗn loạn. Tôi nhận được tin quân Thiên Sách hiện đang ở ngoại ô Kinh Đô. Để ngăn chặn quân Thiên Sách tiến vào Kinh Đô, Anh quốc đã huy động toàn bộ lực lượng của võ đạo. Bọn họ ắt hẳn bây giờ đang chiến đấu rất ác liệt. Huyết Phu nói. Đi. Diệp Phàm nheo mắt lại rồi hét lên. Ở ngoại ô Kinh Đô, một cuộc chiến đang diễn ra. Quân Thiên Sách, Huyết Cơ và những thuộc hạ của Diệp Phàm đang chiến đấu với quân đội và toàn bộ lực lượng của võ đạo của Anh quốc. Hai bên chiến đấu vô cùng khốc liệt. Một lượng lớn thi thể chất đống trên mặt đất, máu chảy thành sông. Lúc này, Huyết Cơ, Đường Sở Sở, Cơ Như Yên, Lâm Thi Âm, Long Kỵ quân chủ và các quân đoàn trưởng của quân Thiên Sách đang chiến đấu với cường giả của bốn gia tộc cổ xưa và Tam Đại Thần Cung. Anh quốc phía bên kia xuất ra rất nhiều cường giả, còn có một lượng lớn ninja, sức chiến đấu của họ cũng vô cùng khốc liệt. Nếu như bên này quân Thiên Sách không có thêm sự trợ giúp của huyết tộc do Huyết Cơ chỉ huy, e rằng khó mà có thể đánh lại được. Bùm! Ngay sau đó, một tiếng gầm trực tiếp vang lên. Mấy vị lão tổ của bốn gia tộc cổ xưa đã bị Huyết Cơ áp chế, bọn họ ngã nhào xuống đất điên cuồng hộc máu, sống dở chết dở. Những cường giả khác của bốn gia tộc cổ xưa và Tam Đại Thần Cung cũng bị những cường giả khác của huyết tộc liên thủ với đám người Lâm Thi Âm để đàn áp. Soạt, soạt, soạt. Lúc này, có ba bóng người xuất hiện ở đây, chính là cung chủ của Tam Đại Thần Cung. Cô là người của huyết tộc phương Tây. Cung chủ của Thiên Chiếu Thần Cung nhìn Huyết Cơ rồi âm trầm hỏi. Cường giả của Anh quốc quả nhiên không ít. Huyết Cơ nhìn ba người rồi hừ lạnh. Các người đều là người của tên hộ quốc thần tướng đó à, hôm nay tất cả đều phải chết. Cung chủ của Bát Kỳ Thần Cung tức giận hét lên, tấn công về phía đám người Thiên Khuyết. Sắc mặt Huyết Cơ tối sầm lại. Muốn ra tay cản lại nhưng đã bị cung chủ Thiên Chiếu Thần Cung ngăn cản. Thực lực của Huyết Cơ chỉ mới là thần cảnh, phải nhờ vào huyết mạch và năng lực của huyết tộc mới có thể chặn được đòn tấn công của cung chủ Thiên Chiếu Thần Cung, nhưng những người khác lại không thể cản được đòn tấn công của hai cung chủ Bát Kỳ Thần Cung và Y Thế Thần Cung. Bùm bùm bùm. Khi những tiếng gầm vang lên, đám người Đường Sở Sở, Cơ Như Yên và Thiên Khuyết đều bị thổi bay, lần lượt ngã nhào xuống đất, không ngừng hộc máu. Thật yếu ớt. Cung chủ Bát Kỳ Thần Cung khinh thường nói, đang định ra tay chém chết bọn họ, thì đúng lúc này, có một luồng sáng vàng chói lọi từ xa lao tới, mang theo uy lực vô thượng tấn công về phía ông ta. Vẻ mặt của cung chủ Bát Kỳ Thần Cung liền thay đổi, ông ta xuất ra một trường để cố gắng chặn ánh sáng vàng này. A! À, cung chủ Bát Kỳ Thần Cung đột nhiên hét lên, cơ thể buộc phải lùi về sau, lòng bàn tay ngay lập tức bê bết máu. Soạt! Lúc này... Hiên Viên Bất Bại tay cầm Hiên Viên kiếm xuất hiện ở đây. Cậu là ai? Cung chủ Bát Kỳ Thần Cung nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Bất Bại, rồi lại liếc nhìn Hiên Viên kiếm trong tay đối phương, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi.
Hiên Viên Bất Bại không nói lời nào chỉ dùng kiếm chém về phía ông ta. Bùm bùm bùm. Đối mặt với Hiên Viên Bất Bại, một mình cung chủ Bát Kỳ Thần Cung không thể nào chống cự được, may thay cung chủ Y Thế Thần Cung đã lao tới và giúp ông ta chặn đòn tấn công của Hiên Viên Bất Bại. Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó ở Anh Quốc, trong một cung điện bí ẩn. Đôi mắt của một người đàn ông đột nhiên mở ra, một con dao trước mặt phát ra âm thanh leng keng, lưỡi dao lóe lên ánh sáng màu máu, khiến người ta chỉ liếc nhìn đã cảm thấy rùng mình, như thể vừa rơi vào hầm băng vậy. Soạt, ánh mắt người đàn ông lóe lên hào quang mê người, ông ta cầm con dao rồi biến mất vào trong cung điện. Ầm. Lúc này ở ngoài kinh đô, cuộc chiến đấu giữa quân Thiên Sách và đại quân Anh Quốc đã tạm dừng, ánh mắt bọn tập trung ở vào bốn bóng người. Bốn người này chính là Hiên Viên Bất Bại và cung chủ của Tam Đại Thần Cung, cả bốn đang chiến đấu vô cùng kịch liệt, đánh có thể nói như từng trận sấm sét rền vang. Hiên Viên Bất Bại một mình cầm Hiên Viên kiếm, trực tiếp trấn áp cung chủ của Tam Đại Thần Cung. Hiện tại sức chiến đấu của Hiên Viên Bất Bại đã tăng lên không ít so với lúc ở trong Long Mạch, uy lực của Hiên Viên kiếm trong tay mạnh hơn, nếu không cũng chẳng thể áp được đối phương. Bốn người này chiến đấu, tạo thành uy thế trực tiếp bao phủ phạm vi mấy vạn mét. Trấn áp những người xung quanh khiến bọn họ không thể động đậy, vậy nên mới tạm dừng chiến đấu. Mấy phút sau, Hiên Viên Bất Bại cầm Hiên Viên kiếm thi triển ra Hiên Viên kiếm quyết được Hiên Viên Hoàng đế truyền thừa, trực tiếp đánh bay ba cung chủ ra ngoài. Phụt, phụt, phụt. Thân thể ba người này nện trên mặt đất, điên cuồng hộc máu, cả ba bị thương nặng. Phút. Hiên Viên Bất Bại cầm Hiên Viên kiếm chém tới. Ngay thời điểm mấu chốt, từ phía xa xa, một ánh sáng đỏ rực giống như cầu vồng xuyên qua mặt trời, phóng thẳng tới Hiên Viên Bất Bại, tản ra sát khí cuồn cuộn. Lúc này, mọi người lập tức cảm nhận được một cỗ năng lượng máu tanh nồng nặc huyết khí chói tai, giống như rơi vào trong biển khắp nơi đều là máu. Kiếm trong tay Hiên Viên Bất Bại chém ra, va chạm với luồng ánh sáng kia truyền ra tiếng nổ rung trời. Bịch! Hiên Viên Bất Bại lui về phía sau một bước, ánh mắt dừng ở phía trước. Khi ánh sáng đỏ rực tản đi, một người đàn ông tóc bạc cầm trong tay thanh trường đao đứng trước mặt, thanh đao tản ra mùi máu nồng đậm, ánh sáng đỏ rực khiến người ta không rét mà run. Ưn Hiếc Murakami. Lúc này, cả ba cung chủ đều ngạc nhiên khi nhìn thấy người vừa xuất hiện. Người này không ai khác chính là thiên tài đứng đầu của Thần Xã Thức Thiên. Thần Xã số 1 Anh Quốc, cũng chính là chủ nhân của yêu đao Muramasa. Ở Anh Quốc có rất nhiều thần xã, đây chính là nơi để người dân Anh Quốc tế bái các vị thần linh. Ngoài mặt thì những thần xã này chỉ là một nơi thờ phụng, nhưng thực tế đó là một phần của Thần Xã Thức Thiên được phân bố ở khắp Anh Quốc. Thần Xã Thức Thiên là một thế lực tu hành vô cùng cường đại ở Anh Quốc, nhưng không có nhiều người biết tới bọn họ. Chỉ có Hoàng thất Anh Quốc và Tam Đại Thần Cung mới biết được sự tồn tại của Thần Xã Thức Thiên, vậy nên mới càng hiểu rõ sự đáng sợ của thần xã này, bọn họ mạnh hơn rất nhiều so với Tam Đại Thần Cung. Người đàn ông tóc bạc Ưn Hiếc Murakami này là một thiên tài đỉnh cấp của Thần Xã Thức Thiên, thiên phú dị bẩm, đây là người đầu tiên điều khiển được yêu đao Muramasa trong mấy trăm năm. Qua, yêu đao Muramasa, được xưng là thanh đao đứng đầu Anh Quốc, thanh danh cực kỳ vang dội, được ca ngợi là vũ khí có thể chống lại được tam đại thần khí của Anh Quốc. Vì sao yêu đao Muramasa lợi hại như vậy, là do nó đã hấp thu máu tươi của hàng nghìn vạn người, đã lột xác thành một thanh yêu đao. Người bình thường không chế nào khống chế được, một khi chạm vào sẽ bị yêu đao điều khiển. Mấy trăm năm qua, yêu đao Muramasa vẫn chưa bao giờ bị người hoàn toàn khống chế, Ưn Hiếc Murakami lại làm được, nắm chặt được yêu đao Muramasa. Có thể thấy đối phương yêu nghiệt như thế nào. Nhưng bình thường vị thiên tài này vẫn luôn ở trong Thần Xã Thức Thiên, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cũng do Hoàng thất Anh Quốc mời tới? Đương nhiên suy đoán này nhanh chóng bị cung chủ Tam Đại Thần Cung phủ định. Bởi vì cho dù là Hoàng thất Anh Quốc cũng không thể ra lệnh cho Thần Xã Thức Thiên làm việc, thậm chí có đôi khi bọn họ còn phải nghe theo sắp xếp của đối phương. Ong ong ong. Lúc này, yêu đao Muramasa trong tay Ưn Hiếc rung lên, ánh sáng đỏ như máu lóe ra chói mắt, giống như nó cảm ứng được cái gì đó. Vù vù vù. Ngay sau đó, Hiên Viên kiếm trong tay Hiên Viên Bất Bại cũng phát ra từng trận kiếm rung. Lóe ra ánh sáng vàng chói mắt. Phút phút. Lúc này, Hiên Viên Bất Bại và Ưn Hiếc Murakami nhìn nhau. Trong tay ngươi là kiếm gì, lại có thể khiến cho yêu đao hứng thú? Ưn Hiếc Murakami nhìn Hiên Viên Bất Bại lạnh lùng nói.
Vốn dĩ ông ta xuất hiện ở đây là bởi vì yêu đao Muramasa cảm nhận được sự tồn tại của Hiên Viên kiếm. Thanh đao tà ác, phải hủy nó đi. Hiên Viên bất bại nhìn chằm chằm yêu đao Muramasa lạnh lùng quát, Hiên Viên kiếm lập tức chém ra. Yêu đao Muramasa trong tay Uyên Hiếc cũng được thi triển, va chạm với Hiên Viên kiếm truyền ra tiếng nổ lớn. Hiên Viên kiếm chính là thanh kiếm của thánh đạo, đại biểu cho chính nghĩa, ánh sáng của mặt trời, mà yêu đao Muramasa được hình thành từ việc tắm máu tươi của người khác, đại biểu cho tà ác, sự đen tối. Lúc này, hai thanh vũ khí chạm nhau, chính thức mở ra một trận đại chiến. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang vô tận truyền khắp vùng ngoại ô. Hiên Viên bất bại cầm Hiên Viên kiếm và Uyên Hiếc cầm yêu đao Muramasa lao vào nhau chiến đấu một trận kịch liệt. Cuộc chiến giữa bọn họ tiến vào trạng thái gay cấn, ai cũng muốn đánh bại đối phương. Không chỉ là bọn họ muốn đánh bại đối thủ mà vũ khí trong tay bọn họ cũng muốn chấn áp đối phương. Trận quyết đấu thật mạnh. Những người xung quanh thấy cảnh tượng như vậy thì đều cảm thán nói. Không biết qua bao lâu, Hiên Viên bất bại sử dụng sức mạnh huyết mạch của Hiên Viên Thủy Tổ, trực tiếp kích phát huy lực của Hiên Viên kiếm chém ra một kiếm, ánh sáng thần thánh ngập trời, mơ hồ hình thành hư ảnh của Hiên Viên Hoàng Đế. Mà hư ảnh Hiên Viên Hoàng Đế vừa xuất hiện đã áp chế yêu đao run rẩy kịch liệt giống như vô cùng sợ hãi, ngay cả Uyên Hiếc cũng khó mà khống chế. Lúc này, Hiên Viên bất bại cầm Hiên Viên kiếm trong tay, trực tiếp chém ra, một luồng kiếm khí màu vàng xé rách không gian, mang theo uy áp vô tận lao về phía Uyên Hiếc, vẻ mặt của đối phương thay đổi, lập tức dùng yêu đao để đỡ. Ầm ầm. Khi kiếm quang của Hiên Viên kiếm đánh lên yêu đao Muramasa, lực lượng hai bên va chạm, truyền ra tiếng nổ rung trời. Lần này sức mạnh thực sự của Hiên Viên kiếm đã được giải phóng với thế không thể nào đỡ nổi, hình thành một áp chế cực lớn với yêu đao, mùi máu tà ác tản ra đã bị kiếm khí cuồn cuộn của Hiên Viên kiếm phá hủy. Răng rắc. Một giây sau, tiếng gãy thanh thúy vang lên. Dưới sự chấn áp mạnh mẽ của Hiên Viên kiếm, yêu đao gãy ngay tại chỗ, chớp mắt đã hóa thành một đống sắt vụn. Yêu đao Muramasa được xưng là thanh đao đứng đầu Anh quốc đã bị hủy diệt như vậy. Uyên Hiếc Murakami lại bị uy thế của Hiên Viên kiếm đánh bay ra ngoài, nện trên mặt đất hộc máu, ngực có một vết kiếm rất lớn, nếu không phải yêu đao Muramasa ngăn cản được uy lực của Hiên Viên kiếm thì bây giờ hắn đã bị chém thành hai nửa. Yêu đao Muramasa bị hủy, Uyên Hiếc Murakami bị thương nặng, vẻ mặt của Tam Đại Cung Chủ thay đổi, ai nấy đều hít sâu một hơi. Thiên tài đỉnh cấp của thần xã Thứ Thiên, cầm trong tay yêu đao Muramasa có thể chống lại Tam Đại Thần Khí của Anh Quốc. Vậy mà lại bị người ta đánh bại, yêu đao cũng đã hủy, đúng là khiến người ta không thể tin nổi. Giờ phút này, Hiên Viên bất bại nhìn chằm chằm Uyên Hiếc Murakami, bước từng bước về phía đối phương. Khụ khụ khụ. Uyên Hiếc Murakami nằm trên mặt đất không ngừng phun máu, đã đánh mất năng lực chiến đấu, hắn ta nhìn chằm chằm Hiên Viên bất bại, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng và tức giận. Vất vả lắm hắn mới khống chế được yêu đao Muramasa, bây giờ lại bị hủy như vậy. Sao hắn có thể cam tâm được? Chết! Hiên Viên bất bại nhìn Uyên Hiếc Murakami rồi nói ra một chữ, hắn muốn giết chết đối phương. Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện, đánh một chưởng về phía Hiên Viên bất bại, hắn vung kiếm ngăn cản, cơ thể bị đánh lui, không khí xung quanh trực tiếp nổ tung. Phút phút phút! Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào người đàn ông trung niên này. Tứ hộ pháp! Uyên Hiếc Murakami gọi người đàn ông vừa mới tới. Công tử thế nào rồi? Người đàn ông hỏi Uyên Hiếc Murakami, đối phương đáp, tôi không sao, đáng tiếc yêu đao bị hủy. Lúc này, vẻ mặt người đàn ông kia trở nên lạnh lẽo, ông ta tức nhìn chằm chằm Hiên Viên bất bại, quát lớn, người đánh người của thức thần xã, đáng chết. Người đàn ông lại đánh ra một chưởng về phía Hiên Viên bất bại. Đòn đánh này khiến hư không vang lên tiếng nổ chói tai. Cỗ sức mạnh cuồng bạo quét ra, muốn phá hủy mọi thứ. Hiên Viên bất bại lại vung kiếm ngăn cản, cơ thể bị đánh bay ra ngoài, người đàn ông trung niên này vẫn tiếp tục đánh giết hắn. Mạnh thật! Tất cả mọi người ở đây đều bị thực lực của người đàn ông trung niên này làm cho khiếp sợ. Người giống như thần tiên hạ phàm, không thể nào đỡ nổi. Ngay khi mọi người cho rằng Hiên Viên bất bại sắp xong đời, đột nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên từ phía sau người đàn ông. Giết người tôi, đã được tôi cho phép chưa? Bùm! Khi âm thanh lạnh lùng này vang lên phía sau tứ hộ pháp của thần xã Thức Thiên. Một âm thanh chói tai nổ vang trong không khí cũng phát ra từ phía sau ông ta, sau đó một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng,
một luồng tử khí nồng nặc bao trùm lấy ông ta. Ngay lập tức, người đàn ông trung niên này từ bỏ việc tấn công Hiên Viên Bất Bại, đột nhiên quay người và tung ra một quyền. Bùm! Một âm thanh nặng nề như sấm sét bùng nổ. Nắm đấm của người đàn ông trung niên và nắm đấm của một người khác va chạm mạnh mẽ, những làn sóng sức mạnh đáng sợ bộc phát từ nắm đấm của họ, va chạm vào nhau. Bịch bịch bịch! Dưới đòn này, cả hai bên đều lui về phía sau. Mà người ra tay với người đàn ông trung niên này chính là Diệp Phàm vừa tới đây. Diệp Phàm của ngày hôm nay, sau trận chiến lần trước ở trong Hoàng cung Anh Quốc, sức mạnh của Long Cốt trong cơ thể hắn đã được kích phát trên diện rộng, khiến sức chiến đấu của hắn tăng vọt. Và hiện tại sức mạnh Long Tượng còn sót lại trong cơ thể hắn cũng đang bị hắn hoàn toàn kiểm soát, làm cho sức chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều. Chủ nhân, thiếu quân chủ, anh Tiểu Phàm. Khi Diệp Phàm xuất hiện, đám người Huyết Cơ, Thiên Khuyết, Đồ Phu, Đường Sở Sở, Cơ Như Yên đều lộ ra vẻ kích động và kêu lên. Cậu là người từ đâu đến? Lúc này, người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Thực lực của ông ta đã đạt tới luyện khí cấp 3, được coi là một nhân vật rất mạnh trong thần xã Thức Thiên, lúc này đòn tấn công của ông ta lại bị một chàng trai trẻ tuổi chặn lại, điều này khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Cảnh giới đầu tiên của người tu hành là cảnh giới luyện khí, tu luyện phương pháp hít thở, hấp thụ linh khí trong trời đất vào cơ thể và luyện hóa thành khí, đây là cảnh giới luyện khí. Tuy nhiên, do hiện tại trái đất đang phát triển hiện đại hóa, thế giới đã bị ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng, khiến linh khí cực kỳ hiếm hoi, gần như cạn kiệt, hoàn toàn không thể hấp thu được, đây chính là lý do tại sao người tu hành rất khó xuất hiện. Cảnh giới luyện khí còn chia làm 9 cấp, mỗi lần thăng cấp lên một cấp thì cần hấp thu rất nhiều linh khí. Vị tứ hộ pháp của thần xã Thức Thiên này có thể đạt tới luyện khí cấp 3, điều này cho thấy thần xã Thức Thiên mạnh mẽ như thế nào, nếu không cũng không thể bồi dưỡng được một cường giả có cảnh giới luyện khí cấp 3. Suy cho cùng, xét theo hoàn cảnh của thế giới hiện tại, có 9 cấp luyện khí, mỗi lần muốn tăng lên một cấp là rất khó khăn, những người tu hành mà Diệp Phàm gặp trước đó đều mới tiến vào cảnh giới luyện khí hoặc là luyện khí cấp 1, chỉ có ông lão bị nhị sư phụ đánh bại thì mạnh hơn rất nhiều. Người giết ông. Lúc này, Diệp Phàm nhìn về phía vị tứ hộ pháp của thần xã Thức Thiên, quát lạnh một tiếng. Hắn trực tiếp vận chuyển Ngự Long Quyết và Long Tượng Bàn Nhược Công, toàn bộ long khí và sức mạnh long tượng trong cơ thể bộc phát ra, lao nhanh về phía đối phương. Bùm bùm bùm. Lúc này, Diệp Phàm dùng hết sức lực để chiến đấu quyết liệt với người tu hành luyện khí cấp 3 này, hắn tấn công bằng cả quyền và cước, đấm vào da thịt, trực tiếp phát động một cuộc đối đầu bằng sức mạnh. Sau một trận chiến khốc liệt, sức mạnh của vị tứ hộ pháp của thần xã Thức Thiên này đã bị tiêu hao rất nhiều, nhưng sức mạnh của Diệp Phàm lại không hề giảm bớt mà vẫn được cung cấp liên tục. Tất cả những điều này đều là do long cốt trong cơ thể Diệp Phàm, sức mạnh trong long cốt không ngừng bị kích thích bùng phát ra, khiến cho sức mạnh của hắn không hề suy giảm chút nào. Trong tình trạng bên này giảm bên kia tăng, vị tứ hộ pháp của thần xã Thức Thiên bắt đầu không thể chống đỡ được công kích của Diệp Phàm, bị đánh tới nỗi phải liên tục lùi lại, chỉ có thể bị động phòng ngự, không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Mà Diệp Phàm cũng trực tiếp coi đối phương như cái bia luyện tập của hắn, đối với những đòn tấn công bừa bãi oanh tạc, biểu hiện của hắn cực kỳ bạo lực. Bùm bùm bùm. Dưới sự tấn công điên cuồng của Diệp Phàm, vị tứ hộ pháp của thần xã Thức Thiên cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, bị đánh bay ra ngoài, điên cuồng hộc máu. Mà ông ta còn chưa kịp thở dốc, Diệp Phàm lại lao tới, tung ra một quyền đánh vào người ông ta. Vị tứ hộ pháp này chỉ có thể vung hai tay để chống cự. Rắc, rắc, trong chốc lát, trực tiếp vang lên tiếng hai chiếc xương bị gãy. Đôi tay của vị tứ hộ pháp này bị nắm đấm của Diệp Phàm trực tiếp đập nát, mà một quyền của hắn thế không thể đỡ đập vào mặt của đối phương. Bùm, phụt, ngay lập tức, đầu của vị tứ hộ pháp của thần xã Thức Thiên bị Diệp Phàm đấm cho nổ tung, máu bắn tung tóe khắp nơi, máu bắn lên đầy mặt Diệp Phàm, trông rất hung ác. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt sợ hãi. Đặc biệt là Ưn Hiếc Murakami và cung chủ của ba thần cung lớn, đều có vẻ mặt ngây ra như phỗng. Sảng khoái. Lúc này, Diệp Phàm duỗi người, kêu lên với vẻ mặt sảng khoái. Trận chiến khốc liệt vừa rồi khiến hắn cảm thấy như gân cốt toàn thân đều bị kéo căng ra. Xoẹt. Lập tức, Diệp Phàm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ba cung chủ của ba thần cung lớn và lạnh lùng nói, hôm qua tôi không giết các người. Hôm nay các người có thể đi chết được rồi. Nói xong,
cơ thể của hắn lao nhanh về phía ba người này và xuất hiện trước mặt họ như thể đang dịch chuyển tức thời. Nhãi danh, đừng kiêu ngạo như vậy. Đột nhiên có một tiếng sấm lớn vang lên. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ba ông lão có râu tóc và lông mày trắng phao lao tới, đứng trước mặt Diệp Phàm, tỏa ra khí tức lạnh lùng. Thái thượng trưởng lão, cung chủ của ba thần cung nhìn ba người này, trực tiếp kêu lên. Ba người này đều là ba vị thái thượng trưởng lão của ba thần cung, thực lực của họ đã đạt tới luyện khí cấp 3. Lại tới thêm mấy người muốn chịu chết. Diệp Phàm lạnh lùng nói ra. Cậu dám đụng đến người của Bát Kỳ thần cung, người của Long Quốc, cậu thật to gan, cậu không sợ cơn thịnh nộ của Bát Kỳ đại thần sao? Thái thượng trưởng lão của Bát Kỳ thần cung nhìn Diệp Phàm và hét lên với vẻ mặt đầy uy nghiêm. Thật nhiều lời vô nghĩa. Diệp Phàm nhếch môi, sau đó hắn trực tiếp lao về phía trước, đánh ra một long quyền. Bùm! Thái thượng trưởng lão của Bát Kỳ thần cung vung tay chống cự, thân thể bị chấn động lùi lại. Ngay lập tức, thái thượng trưởng lão của Y Thế thần cung vung một thanh kiếm dài và sử dụng kiếm quyết để chém về phía Diệp Phàm. Thái thượng trưởng lão của Thiên Chiếu thần cung thì thi triển ra một cái ấn lớn, toát ra sức mạnh của thần linh, chấn áp về phía Diệp Phàm. Bùm, bùm. Hai quyền của Diệp Phàm đồng thời tung ra, đối đầu trực diện với công kích của hai người này. Ba người họ lần lượt lùi về phía sau. Đi chết đi. Thái thượng trưởng lão của Bát Kỳ thần cung lại lao tới và thi triển tuyệt kỹ của mình để tấn công về phía Diệp Phàm. Trong lúc nhất thời, ba cường giả luyện khí cấp 3 này cùng lúc chiến đấu với Diệp Phàm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vừa rồi chỉ có một người luyện khí cấp 3, nhưng hiện tại có ba cường giả luyện khí cấp 3 cùng nhau ra tay, điều này gây áp lực rất lớn cho Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm lại thể hiện kỹ năng rất thành thạo, có thể sánh ngang với ba cường giả tu hành này trong một trận chiến khốc liệt. Mà Diệp Phàm càng đánh thì càng mạnh, sức chiến đấu không ngừng tăng lên, lại một lần nữa áp chế các thái thượng trưởng lão của ba thần cung này. Võ Diệt Hoàn Vũ. Diệp Phàm trực tiếp sử dụng tuyệt kỹ của nhị sư phụ, tung ra một cú đấm đầy uy lực. Cú đấm của hắn trực tiếp khiến bầu trời biến sắc, như thể cả thế giới sắp bị hủy diệt. Sắc mặt của ba vị thái thượng trưởng lão thay đổi, mỗi người phát động bí pháp của mình để chống cự. Nhưng cuối cùng họ không thể chịu được sức mạnh từ cú đấm của Diệp Phàm, tất cả đều bị thổi bay và đập mạnh xuống đất, nôn ra máu. Với sự thất bại của ba vị thái thượng trưởng lão, biểu cảm trên khuôn mặt của ba vị cung chủ của ba thần cung đều trở nên vô cùng khó coi. Không ngờ chỉ sau một ngày không gặp, thực lực của cậu lại tiến bộ rất nhiều, đúng là một tên yêu nghiệt, đáng tiếc là anh quốc của chúng tôi không thể sử dụng được. Lúc này, một giọng nói tang thương vang lên. Lão tổ của Hoàng thất Anh quốc xuất hiện ở đây, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Xoẹt! Khi Diệp Phàm nhìn thấy vị lão tổ của Hoàng thất Anh quốc, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, trong mắt hiện lên sát ý, ông đã tới rồi, vừa kịp lúc chúng ta thanh toán chuyện ngày hôm qua. Chính vì lão già này mà Diệp Phàm suýt chút nữa đã rơi vào bẫy của Kimura Sakurako, món nợ này, đương nhiên Diệp Phàm phải tính sổ rõ ràng với ông ta. Cậu phải chết! Sau khi nhìn thấy sức mạnh yêu nghiệt của Diệp Phàm, lão tổ của Hoàng gia Anh quốc đã rất quyết tâm phải giết chết Diệp Phàm. Nếu người này không chết, Anh quốc sẽ gặp nguy hiểm. Bùm! Ngay lập tức, vị lão tổ này vung tay lên, bát chỉ kính, một trong ba thần khí của Anh quốc lại xuất hiện, tỏa ra ánh sáng chói lóa, toát ra thần lực chấn áp toàn trường. Mà Diệp Phàm lại đối mặt với bát chỉ kính, vẫn cảm thấy một luồng áp lực cực kỳ mãnh liệt. Phụt! Lúc này, lão tổ của Hoàng thất Anh quốc đột nhiên phun một ngụm máu lên trên bát chỉ kính. Sau khi bát chỉ kính hấp thụ máu của lão tổ Hoàng thất Anh quốc, nó phát ánh sáng chói lóa, và thần lực mà nó tỏa ra ngay lập tức dâng trào. Vào lúc này, mặc dù Diệp Phàm dùng hết sức lực phản kháng, nhưng hắn vẫn đang gánh chịu áp lực cực lớn của bát chỉ kính, trên mặt hắn lộ ra vẻ nặng nề. Chết! Lão tổ của Hoàng thất Anh quốc gầm lên một tiếng, một chùm ánh sáng trực tiếp bộc phát ra từ bát chỉ kính, bắn về phía Diệp Phàm. Một đòn này giống như sức mạnh của trời đất, không cho Diệp Phàm bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Nhưng sắc mặt Diệp Phàm trở nên lạnh lùng, hắn trực tiếp kích hoạt Long Tỷ, truyền toàn bộ long khí của mình vào trong đó, mạnh mẽ chống lại đòn tấn công của bát chỉ kính. Hôm qua, số lần Diệp Phàm kích hoạt Long Tỷ đã đạt tới giới hạn cao nhất, nên hắn không thể kích hoạt Long Tỷ để đối kháng với bát chỉ kính. Hôm nay, Diệp Phàm trực tiếp triệu hoán Long Tỷ ra, đối kháng với bát chỉ kính. Mặc dù bát chỉ kính là thần khí của Anh quốc, nhưng Long Tỷ là ngọc tỷ truyền quốc của các triều đại của Long quốc,
nó đại diện cho một vũ khí cai quản đất nước và tập hợp vận may của các triều đại trong quá khứ. Từ lâu nó không còn là một vũ khí thông thường, không hề kém cạnh so với bát chỉ kính. Rầm rầm rầm, Long tỷ bộc phát ra, trực tiếp phá hủy chùm ánh sáng do bát chỉ kính phát ra, sau đó lao về phía bát chỉ kính, cả hai va chạm vào nhau, gây ra một tiếng động lớn kinh hoàng. Năng lượng ngút trời quét về phía trước, nuốt chửng mọi thứ trong bán kính hàng chục dặm. Ánh sáng chói mắt bay thẳng lên cao, trực tiếp hình thành một đám mây năng lượng khổng lồ trong khoảng không. Lúc này, toàn bộ Anh quốc đều chấn động. Khi Ngọc tỷ truyền quốc của Long quốc và bát chỉ kính một trong tam đại thần khí của Anh quốc va vào nhau, truyền ra từng tiếng nổ rung trời. Hai người đánh nhau, giống như bom hạt nhân nổ tung, bộc phát ra năng lượng cuộn cuộn, quét ngang tám hướng, hủy diệt tất cả. Trong lúc nhất thời, mọi người xung quanh đều hành động, dùng hết sức lực để chống lại dư chấn của nguồn năng lượng này. Bên Diệp Phàm, Hiên Viên Bất Bại cầm Hiên Viên kiếm ngăn cản phần lớn năng lượng quét về phía đám người Quân Thiên Sách, Đường Sở Sở, Huyết Cơ, Phá Quân, và Cơ Như Yên đều ra tay ngăn cản dư âm của sóng năng lượng. Anh quốc lại không có nhiều cường giả đứng ra ngăn cản, những cường giả võ đạo của các đại gia tộc Anh quốc căn bản không kịp tránh né, bọn họ bị nguồn lượng mạnh mẽ này phá hủy, lần lượt chết ngay cả mảnh vụn cũng không còn, ngay cả cung chủ của Tam Đại Thần Cung và Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão, đám người này đều bởi vì bị năng lượng tấn công, thương thế càng thêm nghiêm trọng, hơi thở chỉ còn hấp hối. Uy thế của đòn tấn công này tạo thành kéo dài mấy chục phút thì cỗ năng lượng kia mới tản đi, ánh sáng cũng nhạt dần. Lúc này, bóng dáng Diệp Phàm và Lão Tổ Hoàng Thất Anh Quốc hiện ra. Long tỷ và bát chỉ kính cũng tách nhau. Long tỷ lóe ra ánh sáng chói mắt ở trước mặt Diệp Phàm, xung quanh mơ hồ có chính hư ảnh chân long xuyên qua, giống như cửu long bay lên, uy thế vô địch. Ánh sáng của bát chỉ kính dần dần ảm đạm, không còn tản ra uy thế. Răng rắc. Đột nhiên, một tiếng vỡ vụn vang lên. Bát chỉ kính trực tiếp dạn nứt rồi vỡ nát, hóa thành một đống mảnh mụn. Đến lúc này, sau khi đệ nhất yêu đao Muramasa của Anh quốc bị hủy, một trong tam đại thần khí bát chỉ kính cũng bị hủy. Mà thứ phá đi bát chỉ kính chính là biểu tượng cho các đời hoàng quyền của Long quốc Long tỷ. Phụt. Bát chỉ kính vỡ nát. Lão Tổ Hoàng Thất Anh quốc trừng mắt hiện rõ vẻ khó tin, ông ta phun ra một ngụm máu tươi rồi nửa quỳ trên mặt đất. Ngươi! Lúc này, vị lão tổ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Ông ta không ngờ, một trong tam đại thần khí của Anh quốc bát chỉ kính lại có ngày bị hủy, đây là điều mà ông ta chưa bao giờ nghĩ tới. Chết! Diệp Phàm lạnh lùng nhìn vị lão tổ Hoàng Thất Anh quốc, giọng nói băng giống như Diêm Vương đang phán án. Ầm! Dứt lời! Long tỷ liền lao về phía đối phương. Vẻ mặt của lão tổ Hoàng Thất Anh quốc thay đổi đổi, ông ta muốn tránh né, nhưng lúc này Diệp Phàm lại dùng Ngự Long Quyết, đánh ra một cỗ long uy mạnh mẽ chấn áp đối phương, với thực lực hiện tại của vị lão tổ này căn bản không thể phản kháng, bởi vậy ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Long tỷ đánh về phía mình. Bùm! Ngay lập tức, vị lão tổ Hoàng Thất Anh quốc bị Long tỷ đánh nổ, chết không toàn thây. Ông ta chết đi! Đôi mắt lạnh lùng của Diệp Phàm nhìn về phía đám người của Tam Đại Thần Cung, hắn bước từng bước về phía đối phương. Thấy vậy, vẻ mặt của ba cung chủ và Thái Thượng Trưởng Lão trở nên vô cùng khó coi. Danh con, ta là người của Thần Cung, người giết chúng ta, chính là xúc phạm thần linh, chắc chắn sẽ phải chết. Lúc này cung chủ Bát Kỳ Thần Cung lớn giọng nói với Diệp Phàm. Xúc phạm thần linh. Diệp Phàm liếc mắt nhìn đối phương. Đúng vậy. Bát Kỳ Thần Cung chính là hậu duệ của Đại Thần Bát Kỳ, hai Đại Thần Cung cũng là con cháu của Đại Thần Y Thế và Đại Thần Thiên Chiếu, người dám động chúng ta, chính là đang xúc phạm tới thần linh, người chắc chắn phải chết. Cung chủ Bát Kỳ Thần Cung lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Ha ha! Nghe đối phương nói xong Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, một đất nước nhỏ bé cũng gọi ra được mấy tôn thần linh, đúng là nực người, các người xem tôi là trẻ danh ba tuổi chắc. Dứt lời! Diệp Phàm vung thanh kiếm màu đen, một kiếm chém chết vị cung chủ Bát Kỳ Thần Cung. Lời ông ấy nói là thật, Tam Đại Thần Cung chúng ta được thần phù hộ, ngươi. Khi thế Thần Cung cung chủ nhìn Diệp Phàm hô lên, chỉ là còn chưa nói xong, đã bị kiếm của Diệp Phàm lấy mạng. Cho dù sau lưng có thần phù hộ thì các người cũng phải chết. Người Diệp Phàm tôi muốn giết, dù là thần hay ma cũng không ngăn được. Diệp Phàm lớn tiếng quát. Phụt, phụt, phụt. Hắn chém liên tiếp, giết chết đám người cung chủ Thiên Chiếu Thần Cung và Thái Thượng Trưởng Lão. Giờ khắc này, Diệp Phàm tựa như một vị sát thần, trên người đằng đằng sát khí, khiến cho người ta không rét mà run.
Ưn Hiếc Murakami nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ ngây người. Không hổ là Long Quốc hộ quốc thần tướng, tuổi còn trẻ đã có thực lực mạnh như vậy, chẳng trách ngay cả liên minh chúng thần cũng không xem ra gì. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lẽo truyền đến. Diệp Phàm nhìn qua, phía xa xa có rất nhiều người đang đi về phía này, đứng đầu là bốn người có mái tóc bạc. Thực lực của nhóm người này đều không tầm thường, ước chừng có hơn 1.000 người đều có cấp bậc thần cảnh trở lên. Bốn người dẫn đầu kia, mặc áo khoác ngoài màu lam, gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt thâm thúy khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng thấy khiếp sợ. Bốn người này, một bước như vạn dặm, chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm. Các người là ai? Diệp Phàm nhìn bốn người này lạnh lùng nói. Tứ đại thần vương tới từ liên minh chúng thần. Giọng nói lạnh lẽo vang lên vừa rồi chính là từ một trong bốn người này. Lại là liên minh chúng thần. Các người đúng là dính như keo chó, vứt mãi không xong. Diệp Phàm nhìn bốn người đối diện với ánh mắt lạnh như băng. Hộ quốc thần tướng, cậu là kẻ địch với liên minh chúng thần, việc này đương nhiên không dễ dàng giải quyết như vậy. Hôm nay, cậu chỉ có hai lựa chọn, một là thần phục liên minh chúng thần thì sẽ được sống sót, hai là tiếp tục ngoan cố chống lại đến cùng, vậy thì chỉ có chết. Người đàn ông vừa lên tiếng kia lạnh lùng Diệp Phàm. Còn một lựa chọn thứ ba, liên minh chúng thần các người cút hết đi. Không đợi Diệp Phàm đáp trả, đột nhiên một giọng nói đầy khinh thường vang lên. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua, bọn họ nhìn thấy hai vị lão giả mặc trường bào đen trắng xuất hiện, bọn họ chính là hai trưởng lão Sở Tài Quyết từng xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Phụt phụt phụt, tứ đại thần vương nhìn thấy hai vị trưởng lão của Sở Tài Quyết thì vẻ mặt lập tức thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Hai vị trưởng lão Tài Quyết, sao mọi người lại ở đây? Tứ đại thần vương nhìn chằm chằm hai trưởng lão Tài Quyết, vẻ mặt ngưng trọng nói. Ở trên đời này, nếu nói còn có thế lực khiến liên minh chúng thần phải kiêng kỵ, vậy thì Sở Tài Quyết sẽ xếp đầu tiên. Nếu không phải Sở Tài Quyết là tổ chức lấy ổn định trật tự thế giới làm mục tiêu, liên minh chúng thần đã sớm khống chế các nước, trở thành chúa tể của hành tinh này. Mà hai vị lão giả hắc bạch này, được xưng là Tài Quyết nhị lão, ngoại trừ vị sở trưởng Sở Tài Quyết và sáu lĩnh chủ Tài Quyết ra, thì hai người này có thân phận địa vị cao nhất trong Sở Tài Quyết, thực lực rất mạnh, sâu không lường được. Lúc trước Hỏa Thần, một trong bát đại chủ thần của liên minh chúng thần, đã đối chiến với hai trưởng lão Tài Quyết, kết quả bị đánh trọng thương. Mà thực lực của Hỏa Thần mạnh hơn tứ đại thần vương nhưng vẫn bị hai vị Tài Quyết đánh bị thương, có thể thấy được bọn họ mạnh như thế nào. Đây cũng là lý do vì sao tứ đại thần vương nhìn thấy Tài Quyết nhị lão lại có biểu cảm như vậy. Cút! Vị trưởng lão Tài Quyết mặc trường bào màu đen nhìn tứ đại thần vương với vẻ mặt sát khí, không hề khách khí. Vẻ mặt tứ đại thần vương thay đổi, ánh mắt ai nấy đều lóe lên. Hai vị, liên minh chúng thần tôi muốn đối phó với người này, hai người đang muốn đứng về phía hắn, đối địch với liên minh chúng thần sao? Một vị thần vương nhìn hai vị Tài Quyết nói. Phút, ánh mắt vị trưởng lão Tài Quyết áo đen híp lại, bắn ra một đạo sát khí dọa người. Thân thể ông ta khẽ động, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt vị thần vương kia, một tay vung ra, nhanh như chớp bóp lấy cổ họng đối phương. Răng rắc, cổ họng vị thần vương đã bị trưởng lão Tài Quyết áo đen bóp gãy, biến thành một cỗ thi thể nằm trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Xoạt, xoạt, xoạt. Lúc này, sắc mặt của tam đại thần vương đều thay đổi, bọn họ sợ hãi nhìn vị trưởng lão Tài Quyết mặc áo choàng màu đen. Bọn họ không ngờ rằng thực lực của vị trưởng lão Tài Quyết này lại đáng sợ như vậy, chẳng trách ngay cả Hỏa Thần cũng không phải là đối thủ của ông ta. Rút! Tam đại thần vương hét lên. Rồi nhanh chóng rời khỏi đây cùng những người của chi nhánh liên minh chúng thần phái đến. Lúc này hai vị trưởng lão Tài Quyết liếc nhìn Diệp Phàm, ánh mắt hiện lên chút phức tạp. Các ông tại sao lại giúp tôi? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Cậu sẽ biết điều này sớm thôi. Trưởng lão Tài Quyết mặc áo choàng trắng âm trầm đáp. Nếu không nói thì hãy đi đi. Diệp Phàm lạnh lùng đáp. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào đám người Anh Quốc, giết, không tha bất kỳ ai. Tuân lệnh của Diệp Phàm. Hiên Viên Bất Bại, Phá Quân, Huyết Cơ, Đại Hổ, Nhị Hổ, Huyết Phu, Đường Sở Sở, Cơ Như Yên, Lâm Thi Âm và mười mấy vạn quân Thiên Sách liền ra tay, tấn công về phía quân đội, các cường giả võ đạo và những ninja của Anh Quốc. Diệp Phàm cũng lao ra, vung đoản kiếm màu đen lên rồi tham gia trận chiến. Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Trưởng lão Tài Quyết mặc áo choàng đen nói với trưởng lão Tài Quyết mặc áo choàng trắng. Phía trên vẫn chưa có tin tức. Trước tiên cứ âm thầm theo dõi, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
vị trưởng lão tài quyết mặc áo choàng trắng đáp rồi hai người lập tức biến mất. 10 phút sau, hàng vạn binh lính của quân đội Anh quốc đã bị tiêu diệt, hàng vạn cường giả của võ đạo và hàng nghìn ninja do các gia tộc lớn ở Anh quốc phái đến đều bị giết chết, không còn ai sống sót. Trận chiến này quả thật rất khốc liệt. Không chỉ có Diệp Phàm toàn thân đầy máu, mà những người xung quanh cũng vậy, người bọn họ đều bị bao phủ bởi mùi máu tanh nồng nặc, cảm giác như vừa bước ra từ địa ngục vậy. Anh Tiểu Phàm. Lúc này, Đường Sở Sở lao tới chỗ Diệp Phàm và ôm chặt lấy hắn. Sở Sở, xin lỗi đã làm em lo lắng. Diệp Phàm áy náy xoa đầu cô. Anh Tiểu Phàm, từ nay về sau bất luận có chuyện gì xảy ra chăng nữa, anh nhất định phải thật cẩn thận, bởi vì nếu không có anh, Sở Sở sẽ chết mất. Đường Sở Sở kiên định nói với Diệp Phàm. Yên tâm, anh sống thọ lắm, sẽ không có chuyện gì đâu. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng. Cơ Như Yên, Lâm Thi Âm và Huyết Cơ có mặt ở đó đều cảm thấy rất ngưỡng mộ. Sau đó, Diệp Phàm đi tới trước mặt đám người Thiên Khuyết, mọi người vất vả rồi. Thiếu quân chủ, cậu chính là thiếu quân chủ của quân Thiên Sách, chúng tôi làm sao có thể trơ mắt nhìn người khác ức hiếp cậu được. Đoàn Đao nói với Diệp Phàm. Đúng vậy, kẻ nào dám ức hiếp thiếu quân chủ, kẻ đó chính là kẻ thù của quân Thiên Sách, nhất định phải chết. Đồ Phu giận dữ hét lên. Được, nếu đã như vậy thì hãy cùng nhau đấu một trận thật khốc liệt nhé. Tất cả nghe lệnh, toàn thể quân Thiên Sách sẽ đóng quân ở Kyoto. Trong thời gian ngắn nhất phải giành được quyền kiểm soát toàn bộ Kyoto bao gồm cả hoàng thất, cơ quan chính phủ và căn cứ quân sự. Diệp Phàm uy nghiêm hét lên. Vâng. Các quân đoàn trưởng quân Thiên Sách đều đồng loạt đáp lời. Sau đó, đám người Diệp Phàm đi thẳng đến Kyoto. Khi Diệp Phàm dẫn quân Thiên Sách từng bước tiến vào Kyoto thủ đô của Anh quốc, khiến cho tất cả người dân ở đây vô cùng hoảng loạn. Kyoto vốn là thủ đô của Anh quốc, nhưng bây giờ lại bị quân đội quốc gia khác công khai chiếm đóng. Đây là một nỗi ô nhục đối với toàn bộ người dân của Anh quốc. Nhưng Anh quốc bây giờ không chỉ bị tiêu diệt mấy chục vạn binh lính mà còn mất đi rất nhiều cường giả, hơn nữa quân tiếp viện từ Man quốc và Lưu Ly quốc đã bị Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đánh bại, vậy nên chỉ có thể bất lực tiếp nhận bởi vì chẳng còn cách nào chặn được quân Thiên Sách. Cứ như vậy, hàng trăm ngàn binh lính quân Thiên Sách hiên ngang bước vào Kyoto, thậm chí còn giơ cao quốc kỳ của Long quốc, để nó bay phấp phới trên bầu trời Kyoto. Cảnh tượng này khiến tất cả người dân Anh quốc ở Kyoto chết lặng. Thậm chí còn bị người khác quay lại rồi đăng lên mạng, khiến bọn họ không biết giấu mặt vào đâu. Chẳng bao lâu, đoạn video này đã gây chấn động toàn thế giới. Người dân khắp nơi trên thế giới đều xem thấy đoạn video này, khi nhìn thấy mười mấy vạn quân Thiên Sách đi trên đường phố ở thủ đô Anh quốc với quốc kỳ trong tay, điều này đã vượt qua sự tưởng tượng của họ. Mà khi đoạn video này đến Long quốc, cũng gây chấn động cho toàn bộ người dân, mạng Internet ở Long quốc trong nháy mắt bùng nổ. Vô số người dân Long quốc hưng phấn đến mức hét ầm lên. Anh quốc và Long quốc vốn có mối hận thù sâu sắc với nhau. Bây giờ, mười mấy vạn binh lính của Long quốc đang diễu hành trên đường phố thủ đô của Anh quốc, đây là một nỗi ô nhục đối với nước này, nhưng đối với Long quốc thì lại là điều hứng khởi nhất mà họ từng trải qua trong đời. Trong chốc lát, người dân Long quốc đều reo hò và hoan hô chiến tích của quân Thiên Sách. Lúc này, trong căn cứ chiến bộ ở đế đô, Long Chiến Thiên cũng nhìn thấy đoạn video này, ông ta cảm thấy vô cùng bàng hoàng, rồi nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm trong video, không khỏi cảm thấy, Long quốc của chúng ta có được cậu nhóc này, đúng là may mắn mà. Trong khi các quốc gia trên thế giới đang thảo luận về việc quân Thiên Sách tiến vào Kyoto thì quân Thiên Sách đã bắt đầu nắm quyền kiểm soát toàn bộ nơi này. Các cơ quan chính phủ, trung tâm tình báo, căn cứ quân sự của Anh quốc đều nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của quân Thiên Sách. Quân Thiên Sách nắm quyền đã được thông báo cho toàn bộ người dân, người nào không phục tùng sẽ bị giết chết. Lúc này, Diệp Phàm xông vào hoàng cung của Anh quốc, hắn muốn tóm được quốc chủ Anh quốc. Nhưng khi đến hoàng cung, hắn phát hiện quốc chủ Anh quốc vốn không có ở đây, hắn liền tóm lấy một thủ vệ trong hoàng cung để hỏi thì mới biết đối phương đã trốn thoát từ lâu. Núi Phú Sĩ. Thủ vệ nói rằng quốc chủ của bọn họ đã trốn đến núi Phú Sĩ. Núi Phú Sĩ là ngọn núi linh thiêng nhất ở Anh quốc và được người dân nơi đây hết mực tôn kính, tương truyền rằng trên núi có những vị thần bảo vệ đất nước. Ở Anh quốc, hàng năm đều có rất nhiều người dân xứ Anh quốc đến núi Phú Sĩ để cúng bái và cầu nguyện. Ông nghĩ ông có thể trốn thoát sao? Diệp Phàm hừ lạnh. Sau đó, Diệp Phàm dẫn mọi người tới núi Phú Sĩ. Một giờ sau, bọn họ đã tới chân núi Phú Sĩ.
Ngọn núi này cao hàng ngàn mét, vô cùng hùng vĩ, nhưng so với dãy núi Côn Lôn ở Long Quốc thì không đáng để nhắc tới. Thông báo cho quân Thiên Sách phong tỏa toàn bộ núi Phú Sĩ. Hôm nay nhất định phải bắt được quốc chủ Long Quốc, Diệp Phàm uy nghiêm hét lên. Hắn cùng đám người Hiên Viên Bất Bại đi về phía đỉnh núi, còn binh lính quân Thiên Sách khác nhanh chóng phong tỏa toàn bộ ngọn núi. Trên đỉnh núi Phú Sĩ có ba cung điện nguy nga và tráng lệ. Mỗi cung điện đều được đề tên đó là Thiên Chiếu Thần Cung, Bát Kỳ Thần Cung và Y Thế Thần Cung. Đây là nơi của Tam Đại Thần Cung. Quốc chủ Anh Quốc, mau cút ra đây cho tôi. Diệp Phàm đứng ở trước mặt Tam Đại Thần Cung rồi lạnh lùng hét lớn, thanh âm vang vọng khắp núi Phú Sĩ. Rất nhanh, quốc chủ Anh Quốc đã đi ra cùng một nhóm binh lính, tức giận nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Tôi còn tự hỏi vì sao ông lại chạy tới nơi này, hóa ra là ông tới tìm sự giúp đỡ của Tam Đại Thần Cung. Nhưng cung chủ của Tam Đại Thần đã bị tôi giết chết, ông cho rằng Tam Đại Thần Cung còn có thể bảo vệ được ông sao? Diệp Phàm khinh thường nói. Hộ quốc thần tướng, cậu thật sự cho rằng thực lực của Tam Đại Thần Cung chỉ như cậu thấy sao? Tam Đại Thần Cung chính là nơi do ba vị đại thần của Anh Quốc sáng tạo ra, được ba vị đại thần này phù hộ và bảo vệ, hôm nay cậu dám tới đây, vậy chỉ có một con đường chết mà thôi. Sắc mặt quốc chủ Anh Quốc lạnh lẽo nhìn Diệp Phàm rồi hét lên. Thật sao? Hôm nay tôi muốn xem ba vị đại thần vô dụng đó bảo vệ ông như thế nào. Diệp Phàm khinh thường hét lên. Soạt. Ngay lập tức, Diệp Phàm cầm một đoạn kiếm màu đen rồi nhắm thẳng vào quốc chủ Anh Quốc. Bùm, bùm, bùm. Quốc chủ Anh Quốc thấy vậy, sắc mặt liền thay đổi trông cực kỳ khó coi, nhưng ông ta vẫn bình tĩnh không bỏ chạy. Vào thời khắc mấu chốt, chợt có ba đạo sấm sét chói tai truyền ra từ Tam Đại Thần Cung. Ngay sau đó, từ trong Tam Đại Thần Cung phát ra ba luồng ánh sáng đáng sợ rồi bay thẳng lên trời, giống như uy thế tối cao vừa mới giáng xuống, trực tiếp bao trùm toàn bộ núi Phú Sĩ. Uy thế này giống như thần linh vừa giáng thế, chấn áp hết thảy. Soạt. Lúc này, sắc mặt Diệp Phàm liền thay đổi, liếc nhìn về phía Tam Đại Thần Cung. Lúc này, trong Tam Đại Thần Cung này, ba vị lão giả râu tóc bạc phơ bước ra. Ba lão giả này râu tóc bạc trắng, ngay cả lông mày cũng trắng phau. Một tư thế tiên phong đạo cốt. Trên người ba người bọn họ toát ra một cỗ uy lực cực kỳ đáng sợ, ba cỗ uy lực này bao phủ toàn bộ núi Phú Sĩ, áp chế khí áp của núi Phú Sĩ giảm xuống đáy, không khí hoàn toàn không còn tồn tại. Giờ phút này, không gian xung quanh Diệp Phàm dường như bị đóng băng. Mà hắn đương nhiên cũng phải chịu đựng áp lực từ ba thế lực cường đại này. Diệp Phàm trực tiếp vận hành đại công pháp tu luyện, long khí bị kích thích ra, lực lượng long cốt thức tỉnh. Uy lực của cửu long cửu lôi hoàn toàn bộc phát, mạnh mẽ chống lại ba uy lực này. Bây giờ, sau khi trải qua rất nhiều trận đại chiến, Diệp Phàm đã hoàn toàn luyện hóa và khống chế được lực cửu long cửu tượng trong cơ thể mà tổ tiên Long Tượng Tông để lại cho mình. Lực lượng cửu long cửu tượng hợp lại, uy lực cũng cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này, Diệp Phàm thúc giục lực lượng toàn thân ngăn cản áp lực từ ba đại lão già này, nhưng thân thể vẫn bị trấn áp khiến hắn lùi lại vài bước. Thực lực của ba người này vô cùng đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn bất kỳ cường giả nào mà Diệp Phàm từng gặp. Chẳng trách quốc chủ của Anh Quốc lại chạy trốn đến đây, hóa ra ở đây vẫn còn ba lão quái vật như vậy ẩn nấp. Ba vị thần cung lão tổ, xin hãy bắt tên nghiệp chướng này lại. Quốc chủ của Anh Quốc nhìn ba lão giả này và nói với vẻ mặt kính trọng. Cung chủ của Bát Kỳ Thần Cung ta chết trong tay cậu đúng không? Một trong ba lão già có vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Đúng vậy. Diệp Phàm thẳng thắn trả lời. Giết người của Bát Kỳ Thần Cung ta thì phải chết. Vị lão giả này quát lên với vẻ mặt đầy sát khí. Ông ta chính là lão tổ của Bát Kỳ Thần Cung. Một người ngoại quốc như cậu mà dám phách lối như thế trên địa bàn của Anh Quốc ta, tùy ý làm bậy như thế cho rằng Anh Quốc ta không còn ai sao. Lập tức, một lão giả khác nhìn Diệp Phàm quát lên. Ông ta chính là lão tổ của Y Thế Thần Cung. Phạm đến Anh Quốc ta. Giết không tha. Cuối cùng, vị lão tổ của Thiên Chiếu Thần Cung kia nói với vẻ mặt lạnh lùng. Ầm. Lão tổ của ba đại thần cung đồng thời ra tay, mỗi người đều đánh một chưởng về phía Diệp Phàm. Đột nhiên, ba tiếng sấm nổ chói tai vang lên và lan rộng khắp núi Phú Sĩ. Diệp Phàm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa quét về phía hắn, cỗ áp lực như muốn tiêu diệt, chôn sống hắn ập đến. Ầm. Lúc này, Diệp Phàm trực tiếp triệu hồi Long Tỷ ra, thúc giục Long Tỷ để đối kháng với ba thần cung lão tổ này. Lúc tiếng nổ vang truyền ra,
thân thể Diệp Phàm lui nhanh, hắn nửa quỳ trên mặt đất kêu lên một tiếng đau đớn, máu chảy ra từ khóe miệng. Thân thể của ba vị thần cung lão tổ cũng bị sức mạnh của Long tỷ đẩy lùi lại, sắc mặt dần dần tái nhợt, máu tươi cũng chảy ra từ khóe miệng. Đây là pháp bảo gì? Ba vị thần cung lão tổ nhìn chằm chằm Long tỷ với vẻ mặt hoài nghi. Người này không đơn giản, không thể sơ suất. Ngay lập tức, lão tổ của Thiên Chiếu thần cung trầm giọng nói. Hừm, hắn đã thế suy sức yếu rồi. Lão tổ của Bát Kỳ thần cung khinh thường nói, ông ta lại lần nữa xông giết về phía Diệp Phàm. Long phá thiên. Lúc này, Diệp Phàm vận chuyển ngự long quyết, thi triển ra từng chiêu thức trong đó. Hắn trực tiếp đấm ra một quyền, phát ra kim quang kim sắc ngập trời, lực lượng long cốt trong cơ thể bộc phát toàn diện. Một quyền mà hắn vừa đánh ra này giống như một con cự long bay lên trời, không thể ngăn cản, muốn phá thiên địa. Ầm. Công kích của hai người va chạm vào nhau, một tiếng ầm vang lên. Phụt. Thân thể của vị lão tổ của Bát Kỳ thần cung bị đánh lùi lại, bị thương không nhẹ. Thân thể Diệp Phàm cũng lùi lại ba bước. Dựa vào tuyệt kỹ ngự long quyết này, Diệp Phàm thế mà lại chiếm thế thượng phong. Chết đi. Lúc này, lão tổ của Y Thế thần cung nhìn Diệp Phàm rồi hét lên với vẻ mặt đầy sát khí. Ầm. Ông ta thẳng tay vung ra một thanh trường kiếm tràn ngập ánh sáng sắc lạnh, thanh kiếm vừa được vung ra, một đạo kiếm quang độc nhất vô dị dài đến trăm trượng, xé rách không gian chém về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn nhát kiếm này, lông mày nhíu lại. Uy lực của nhát kiếm này cực kỳ mạnh mẽ, không thua kém gì Bát Chỉ kính kia, hiển nhiên cũng không phải vật tầm thường. Mà đây chính là Thảo Chỉ kiếm, một trong tam đại thần khí của Anh Quốc. Đối mặt với nhát kiếm của đối phương, Diệp Phàm không lùi bước, hắn vận chuyển Long Tượng Bàn Nhược Công, trực tiếp bộc phát ra toàn bộ lực lượng của Cửu Long Cửu Tượng. Ngay lúc lực lượng Cửu Long Cửu Tượng vừa xuất ra đã xuất hiện 9 chân long giống như 9 vị cự tượng trên không trung, tạo thành một sự áp bức đáng sợ. Gừ gừ gừ. Ngay lập tức, Cửu Long Cửu Tượng này phát ra tiếng gầm và lao về phía kiếm quang do lão tổ của Y Thế Thần Cung vừa chém ra. 9 vị chân long và 9 vị cự tượng trên không trong lao nhanh vào nhau, vật thế này có thể nói là vô địch. Mà khi Cửu Long Cửu Tượng này va chạm với đạo kiếm quang kia đã truyền ra tiếng nổ rung trời đang phi nước đại trên không trung, toàn bộ trời cao đều giống như nổ tung. Ánh sáng chói mắt chiếu rọi rực rỡ, năng lượng kinh thiên động địa bắn ra bốn phía. Đạo kiếm quang kia bị Cửu Long Cửu Tượng phá hủy ngay tại chỗ, mà Cửu Long Cửu Tượng vẫn tiếp tục lao về phía lão tổ Y Thế Thần Cung, đám người thấy long tượng khổng lồ kia dường như đang vọt tới, sắc mặt bọn họ thay đổi, vội vàng quơ Thảo Chỉ kiếm lên đối kháng. Ầm, ầm, ầm. Trong giây tiếp theo, Cửu Long Cửu Tượng và Thảo Chỉ kiếm mà lão tổ của Y Thế Thần Cung đã va chạm nhau, không ngừng đánh thẳng vào nhau. Diệp Phàm không ngừng vận chuyển Long Tượng Bàn Nhược Công để tăng cường uy lực của Cửu Long Cửu Tượng. Ầm. Cuối cùng, vị lão tổ của Y Thế Thần Cung này vẫn không thể chống lại Cửu Long Cửu Tượng, ông ta trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập xuống đất hộc máu, Thảo Chỉ kiếm cũng vô tư cắm xuống đất, mất đi sự sáng chói của nó. Lúc này, trong miệng lão tổ của Thiên Chiếu Thần Cung lẩm bẩm câu thần chú gì đó rồi ông ta duỗi hai tay ra, có một đạo quang mang thần thánh bắn ra từ trong cơ thể ông ta và biến thành một thân ảnh vĩ ngạn nữ tính trên không trung, toát ra thần quang và thần uy, đó chính là ảo ảnh Thiên Chiếu Đại Thần của lão tổ Thiên Chiếu Thần Cung. Lúc này, đôi mắt đáng sợ của Thiên Chiếu Đại Thần nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, ả ta đánh một chưởng về phía Diệp Phàm. Lúc một chưởng của Thiên Chiếu Đại Thần giáng xuống, giống như sắp long trời lở đất. Toàn bộ không gian đều tối sầm lại, tất cả ánh sáng rực rỡ đều bị một chưởng của ả ta dập tắt. Một chưởng này không khác gì một chưởng mà Như Lai Phật Tổ sử dụng để đánh Tôn Hầu Tử kia. Nhưng Diệp Phàm cũng không phải Tôn Hầu Tử, đương nhiên không thể cứ giơ tay chịu trói như thế. Hắn trực tiếp bộc phát ra tất cả các tuyệt chiêu của mấy vị sư phụ, đồng thời dùng long cốt cả người để kiên cường chống lại một chưởng này của đối phương. Ầm ầm, tiếng sấm rền vang lên. Thân thể Diệp Phàm bị chấn áp lui về sau mấy chục thước, hắn nửa quỳ trên mặt đất, miệng hộc máu, toàn thân đau đớn. Tuy nhiên, hắn đã dựa vào những tuyệt kỹ và thân thể long cốt cường hãn của mình để ngăn chặn một chưởng của đối phương. Mà lão tổ của Thiên Chiếu Thần Cung thấy Diệp Phàm thế mà lại thật sự chặn được một chưởng này, sắc mặt ông ta trầm xuống, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi rồi tiến vào ảo ảnh Thiên Chiếu Đại Thần, dùng ảo ảnh này đánh ra một chưởng nữa chấn áp về phía Diệp Phàm. Hiển nhiên, mặc dù ảo ảnh này rất đáng sợ, nhưng muốn di chuyển lại vô cùng khó khăn. Lập tức, một chưởng khác chấn áp về phía Diệp Phàm, uy lực của một chưởng này càng đáng sợ hơn,
trực tiếp nghiền nát hư không, toàn bộ núi Phú Sĩ đều bị nghiền nát chìm xuống. Giờ phút này, Quân Thiên Sách và những người khác trên núi Phú Sĩ đều có cảm giác vô cùng khó thở. Xít xít xít. Ngay sau đó, núi Phú Sĩ không thể chịu nổi uy lực của một trường này, bắt đầu rạn nứt khắp nơi, rất nhiều nơi sụp đổ. Ngự Long tại Thiên. Diệp Phàm trực tiếp hét lên, toàn bộ long khí trong cơ thể hắn bộc phát, bao phủ toàn thân hắn thông qua vận chuyển Ngự Long Quyết. Trong giây tiếp theo, một cảnh tượng khiến người ta chấn động đã xảy ra. Cả người Diệp Phàm lóe sáng, giống như hóa thành chân long, phóng lên cao, tránh thoát một trường này. Ầm, một trường này đánh lên núi Phú Sĩ, đục một lỗ sâu không thấy đáy lên trên núi Phú Sĩ. Diệp Phàm lại về tới mặt đất, thở hồng hộc. Một chiêu vừa rồi cũng là tuyệt kỹ trong Ngự Long Quyết, mượn dùng long khí làm chính mình có thể bay như chân long trong một thời gian ngắn ngủi. Nhưng chiêu này cũng cực kỳ tiêu hao lực lượng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lực lượng của Diệp Phàm đã hao hơn nửa. Vị lão tổ Thiên Chiếu Thần Cung kia đang nhìn chằm chằm Diệp Phàm, phun máu, quỳ gối trên mặt đất, hư tượng của Thiên Chiếu Thần cũng hóa thành hư vô. Hiển nhiên với thực lực của đối phương, liên tục thi triển hai lần công kích như này đã là cực hạn, tất nhiên nếu đối phương còn có thể sử dụng thêm một lần nữa, Diệp Phàm thật sự không thể ngăn cản được. Lúc này Diệp Phàm và lão tổ của Tam Đại Thần Cung đều bị thương nặng. Không khí tại hiện trường vô cùng áp lực. Quốc chủ Anh Quốc đứng nơi xa nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Đi giết hắn. Quốc chủ Anh Quốc hét lớn, đám thị vệ bên cạnh ông ta cầm vũ khí xông về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm lạnh mặt, vung kiếm giết chết những người này. Mặc dù lực lượng của hắn không còn nhiều, nhưng vẫn đủ để đối phó với đám người này. Sau đó Diệp Phàm nhìn chằm chằm quốc chủ Anh Quốc, lạnh lùng quát, xem ra ngươi đang vội vàng tìm chết. Nói xong Diệp Phàm cầm kiếm đi về phía quốc chủ Anh Quốc. Quốc chủ Anh Quốc biến sắc, sắc mặt cực kỳ khó coi, thân thể không ngừng lùi về sau, sợ đến mức ngã bệt trên mặt đất. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Quốc chủ Anh Quốc kêu lên. Làm gì, tất nhiên là tiễn ngươi lên đường. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ta là quốc chủ Anh Quốc, ngươi dám giết ta. Ngươi sẽ làm nhiều người tức giận. Quốc chủ Anh Quốc hét lớn. Chọc nhiều người tức giận thì sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý. Qua hôm nay, trên đời này sẽ không còn Anh Quốc. Diệp Phàm quát. Ngươi trẻ tuổi quá cuồng vọng. Đột nhiên một tiếng chuông quanh quẩn bên tai Diệp Phàm, làm linh hồn của hắn run lên. Diệp Phàm căng thẳng, hắn cảm nhận được một mối nguy mãnh liệt, trái tim đập liên hồi. Diệp Phàm nhìn thấy một bóng người ở gần đó, không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Bóng người này đi trên mặt đất không phát ra âm thanh gì cả. Một giây trước còn đứng cách vài trăm thước, giây tiếp theo đã đứng gần trước mắt hắn, tốc độ quỷ dị này làm người giật mình. Bóng người này là một người đàn ông trung niên mặt không cảm xúc, đôi mắt đen như mực giống như hai hắc động, như muốn cắn nuốt mọi thứ. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào hai tròng mắt của đối phương, trái tim run lên, đập nhanh, giống như cả người bị đối phương nhìn thấu. Người này rất nguy hiểm. Giác quan thứ 6 của Diệp Phàm phát ra cảnh báo mãnh liệt. Người này tuyệt đối là cao thủ đáng sợ nhất từ trước đến nay mà Diệp Phàm từng gặp. Ngươi là ai? Diệp Phàm nghiêm túc hỏi. Đền Shikitan, Murata Kamichi. Diệp Phàm nghe vậy, nhíu mày. Hắn không biết đền Shikitan này, từ khi nào Anh Quốc lại nhảy ra một thế lực lực này. Là hắn ta. Lúc này lão tổ của Tam Đại Thần Cung khiếp sợ thốt lên, nghe vậy lão tổ Y Thế Thần Cung chấn động nói, nhiều năm như vậy, hắn ta lại không hề thay đổi. Rốt cuộc thực lực của hắn ta đã đạt đến mức nào? Rốt cuộc bên trong đền Shikitan này có gì lại có thể sinh ra một sự tồn tại đáng sợ như vậy? Lão tổ của Bát Kỳ Thần Cung nhìn chằm chằm vào người đàn ông này, không thể tin được nói. Chắc chắn bên trong có thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý. Lão tổ Thiên Chiếu Thần Cung gằn giọng nói. Vị cao thủ đến từ đền Shikitan nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Ngươi muốn giết ta? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Không, nhiệm vụ của ta là mang ngươi về đền, làm ngươi trở thành một phần của đền. Murata Kamichi lạnh lùng nói. Làm ta thần phục đền các ngươi. Buồn cười. Ta thấy không bằng các ngươi thần phục với ta, có lẽ ta có thể miễn cưỡng thu nhận ngươi. Diệp Phàm khinh thường quát. Chuyện này không phải do ngươi. Murata Kamichi bá đạo nói. Dứt lời, ông ta xuất hiện trước mặt Diệp Phàm giống như vừa thuấn di. Duỗi tay bắt lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm nhận được một cảm giác áp bách đến từ linh hồn,
cả người bị trấn áp không thể nhúc nhích. A! À, nhưng Diệp Phàm vẫn dùng toàn lực tránh thoát áp bách, ngăn cản một đòn này của đối phương. Kết quả Diệp Phàm bị đánh bay ra ngoài, nện trên đỉnh núi, phun máu. Thiếu quân chủ, chủ nhân, đại ca ca. Lúc này đám người Thiên Khuyết dẫn theo quân Thiên Sách xuất hiện, đám người Đường Sở Sở cũng xuất hiện, bọn họ thấy Diệp Phàm hộc máu, hét lên, định xông đến bên cạnh Diệp Phàm thì lại bị hắn cản lại. Không cần lại đây. Diệp Phàm bò dậy, hét lớn. Ngươi không phải đối thủ của ta, đừng cố quá làm gì. Murata Kamichi lạnh nhạt nói. Muốn đánh bại ta, không dễ như vậy. Diệp Phàm lau vết máu khóe miệng, kiên nghị nói. Murata Kamichi lại xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, đánh ra một chưởng, đánh bay Diệp Phàm ra ngoài. Phụt! Diệp Phàm lại ngã trên mặt đất hộc máu. Anh Tiểu Phàm! Đường Sở Sở rưng rưng kêu lên. Thiếu quân chủ! Đám người Thiên Khuyết hét lớn. Hộ quốc thần tướng, không phải ngươi muốn giết ta, muốn xóa sổ Anh quốc hay sao? Tại sao hiện tại lại nằm trên mặt đất như một con chó chết thế? Quốc chủ Anh quốc châm chọc mỉa mai Diệp Phàm. Ta là hộ quốc thần tướng Long Quốc, ta sẽ không thua. Diệp Phàm cắn răng gằn từng câu từng chữ, dựa vào ý chí mạnh mẽ muốn bỏ dậy. Thiếu quân chủ cố lên, người mạnh nhất. Đồ tể hét lớn. Thiếu quân chủ cố lên, người mạnh nhất. Thiếu quân chủ cố lên, người mạnh nhất. Thiếu quân chủ cố lên, người mạnh nhất. Lúc này mười mấy vạn chiến sĩ quân Thiên Sách cùng nhau hét lớn, âm thanh của bọn họ bao phủ toàn bộ núi Phú Sĩ. Lúc này bọn họ nhìn Diệp Phàm với ánh mắt tràn ngập sùng kính và tín ngưỡng. Không biết tự lượng sức. Murata Kamichi khinh thường nói, xông đến trước mặt Diệp Phàm muốn hoàn toàn trấn áp hắn. Đối với loại người này, chỉ có hoàn toàn đánh vỡ kiêu ngạo và lòng tự trọng mới có thể hàng phục hắn. Lúc Murata Kamichi muốn hoàn toàn trấn áp Diệp Phàm, dị biến đã xảy ra. Bùm! Ngay khi Murata Kamichi chuẩn bị trấn áp Diệp Phàm hoàn toàn, một tiếng gầm vang lên từ trong cơ thể Diệp Phàm, một sức mạnh mạnh mẽ chưa từng có từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Sức mạnh này cực kỳ thuần khiết, rộng lớn như vực thẳm và vô cùng đáng sợ. A! À, Diệp Phàm tức giận gầm lên, đánh ra một quyền về phía Murata Kamichi, người này thay đổi sắc mặt, ông ta cảm nhận được sự biến hóa Diệp Phàm, nhanh chóng ra tay ngăn cản. Rầm rầm rầm. Đòn tấn công của hai người va chạm vào nhau, gây ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Phụt. Tại chỗ, cơ thể Murata Kamichi bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, nôn ra máu. Xì. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, hít một hơi thật sâu. Quốc chủ của Anh quốc vừa rồi còn cực kỳ kiêu ngạo đã vô cùng sửng sốt, hai mắt trợn to, lộ ra ánh mắt khó tin. Về phần ba vị lão tổ của thần cung thì càng kinh ngạc đến hoàn toàn choáng váng. Bọn họ không ngờ rằng Diệp Phàm sắp bị áp chế lại có thể lật lại tình thế, khiến người ta khó có thể tin được. Lúc này, Diệp Phàm lại đứng dậy, lạnh lùng nhìn Murata Kamichi và hét lên, tôi sẽ không bị đánh bại. Thiếu quân chủ thật dũng mãnh. Thiếu quân chủ thật dũng mãnh. Thiếu quân chủ thật dũng mãnh. Ngay lập tức, đám người Thiên Khuyết, Đồ Phu và các quân đoàn trưởng khác trực tiếp hò hét lên, những binh lính của quân Thiên Sách khác cũng cùng kêu lên. Họ nhìn Diệp Phàm với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, tất cả bọn họ trực tiếp coi hắn là đức tin của chính mình. Lúc này, luồng sức mạnh thuần khiết trong cơ thể Diệp Phàm không ngừng bộc phát ra ngoài, giống như một con suối bị mở ra, nước suối điên cuồng phun ra. Khi sức mạnh thuần khiết này lan tràn khắp cơ thể Diệp Phàm, một uy lực cực kỳ đáng sợ tràn ngập trong cơ thể hắn, áp bức đến nỗi hư không cũng bị đóng băng. Cậu, sao cậu có thể? Murata Kamichi đứng dậy khỏi mặt đất. Khóe miệng chảy máu và nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt không tin nổi. Ông ta không ngờ thực lực của Diệp Phàm đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, giống như thay đổi thành một người khác vậy. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhưng không chỉ có mình ông ta không biết chuyện gì đang xảy ra, mà bản thân Diệp Phàm cũng không hiểu rõ sức mạnh thuần khiết trong cơ thể mình đến từ đâu. Chẳng lẽ là cha hắn để lại trong cơ thể hắn? Nhưng Diệp Phàm không có cảm giác như vậy, hắn cũng không nghĩ quá nhiều về việc này. Hắn lạnh lùng nhìn Murata Kamichi, anh muốn chết như thế nào? Cậu vui mừng quá sớm. Sau khi Murata Kamichi kinh ngạc thì ông ta nhìn về phía Diệp Phàm, lạnh lùng hét lên. Ông ta chắp tay thực hiện những ấn quyết huyền ảo, trong miệng lẩm bẩm một loạt từ ngữ khó hiểu, một làn xương đen tràn ngập trên cơ thể ông ta. Phụt! Murata Kamichi đột nhiên phun ra một ngụm máu,
trực tiếp phun thẳng vào màn sương này. Ngay lập tức, sương mù nhanh chóng lan rộng, trở nên vô cùng khổng lồ, trong đó tràn ngập một luồng khí tức đáng sợ, tựa như có một loại sinh vật tà ác vô song nào đó sắp được sinh ra. Thức thần thiên lang vĩ đại, xuất hiện đi. Lúc này, Murata Kamichi hét lên với vẻ mặt thành kính và trang trọng. Ngay khi ông ta mở tay ra, một móng vuốt khổng lồ xuất hiện trong màn sương và trực tiếp xé nát màn sương này. Ngay sau đó, trên không trung xuất hiện một con sói xám tà ác khổng lồ, với những chiếc răng nanh dài, một đôi mắt tràn đầy thô bạo hung ác, toàn thân tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Khi những người khác có mặt nhìn thấy cảnh tượng này, họ đều vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Diệp Phàm cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc, suy đoán con sói tà ác này của đối phương từ đâu đến. Về phần lão tổ của ba thần cung lớn, họ tỏ ra kinh ngạc và đồng thanh hét lên, thức thần. Thức thiên thần xã thực sự có thể triệu hồi thức thần. Chẳng trách bọn họ lại đáng sợ như vậy. Thức thần xuất hiện, tên nhóc này chết chắc rồi. Lão tổ của ba thần cung lớn bàn tán xôn xao. Thức thần. Diệp Phàm nghe bọn họ nói như vậy, ánh mắt liếc nhìn con sói tà ác này một cái. Thứ này được gọi là thức thần sao? Nhưng Diệp Phàm cũng không biết thức thần là gì. Thức thần của Anh Quốc thực sự tồn tại sao? Lúc này, ánh mắt của quân chủ Long Kỵ lộ ra sự kinh ngạc. Thức thần là cái quái gì thế? Những người khác thì sôi nổi nghi hoặc. Thức thần là một loại sinh vật đặc biệt, chúng không thực sự tồn tại, mà là một loại sinh vật kỳ dị được triệu hồi thông qua một phương pháp bí mật nào đó, chúng tương đương với một loại linh thể. Người ta nói rằng thức thần cực kỳ mạnh mẽ, chúng được tạo ra bởi một vị âm dương sư cực kỳ mạnh mẽ ở Anh Quốc từ nghìn năm trước, sau này. Khi tin tức lan truyền thì đã có rất nhiều người đã nuôi dưỡng thức thần và lợi dụng sức mạnh của thức thần để làm những điều sai trái. Tuy nhiên, kể từ khi vị âm dương sư kia chết, thức thần ngày càng ít xuất hiện, cuối cùng cũng biến mất ở Anh Quốc, rốt cuộc không còn thức thần nào xuất hiện nữa, không ngờ rằng thức thần trong truyền thuyết sẽ xuất hiện lần nữa vào hôm nay. Quân chủ Long Kỵ nhìn con sói tà ác và nói một cách nặng nề. Hôm nay tôi sẽ cho cậu xem thử sức mạnh của thức thần thiên lang của tôi. Giết! Murata Kamichi nhìn Diệp Phàm và hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Gào! Con sói tà ác thức thần kia gầm lên giận dữ và lao về phía Diệp Phàm. Mà con sói tà ác này còn đáng sợ hơn nhiều so với lang tộc ở Lang Quốc, nó có thể xé nát không gian chỉ bằng một móng vuốt, khiến người ta cảm nhận được khí tức hủy diệt. Bùm bùm bùm! Diệp Phàm vung nắm đấm, kích hoạt sức mạnh thuần khiết trong cơ thể, liên tiếp đấm ra, đối đầu trực diện với thức thần này. Trong lúc nhất thời, trận chiến giữa Diệp Phàm và thức thần này vô cùng khốc liệt, song phương qua lại mà không phân thắng bại. Khi Murata Kamichi nhìn thấy Diệp Phàm có thể chặn được đòn tấn công của thức thần của chính mình, sắc mặt của ông ta tối sầm lại, trông rất khó coi. Sức mạnh thức thần của ông ta đủ để giết chết một cường giả có cảnh giới cao hơn ông ta 3 cấp mà không cần tốn chút sức lực nào, nhưng hiện tại lại không có bất kỳ ưu thế nào khi đối phó với Diệp Phàm, điều này làm cho ông ta cảm thấy khó tin. Lập tức, Murata Kamichi lại trầm giọng lẩm bẩm, ông ta lại thi triển một ấn quyết đánh vào cơ thể thức thần, đồng thời phun ra một dòng tinh huyết tiến vào cơ thể thức thần. Gầm! Lúc này, thức thần sói tà ác này phát ra một tiếng sói tru đinh tai nhức óc, sức mạnh toàn thân dâng trào, còn sắc mặt Murata Kamichi thì tái nhợt, trở nên rất yếu ớt. Bùm! Thức thần này vung một vuốt ra, trực tiếp đánh cho Diệp Phàm lùi lại. Hiện tại, uy lực của thức thần này đã tăng lên rất nhiều. Ngay cả Diệp Phàm cũng có chút khó có thể chống đỡ được. Bùm bùm bùm. Sau đó, thức thần này phát động một đợt công kích dữ dội về phía Diệp Phàm cũng cố gắng hết sức để chống cự. Trận chiến giữa hai người khiến núi Phú Sĩ sụp đổ, các vực sâu nối tiếp nhau xuất hiện, toàn bộ ngọn núi đang không ngừng nứt ra. Lúc này, mấy trăm nghìn binh lính của quân Thiên Sách không ngừng cổ vũ Diệp Phàm. Và khi họ hò hét lên, sức mạnh thuần khiết trong cơ thể Diệp Phàm đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Bùm! Diệp Phàm trực tiếp đánh một quyền vào người của thức thần kia, uy lực mạnh mẽ trong nắm đấm của hắn bùng nổ ra, trực tiếp đánh bay thức thần này. Bùm! Diệp Phàm thừa thắng xông lên, lần nữa lao tới, tung một quyền bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, trực tiếp đánh cho thức thần sói tà ác nổ tung thành từng mảnh. Phụt! Murata Kamichi phun ra một ngụm máu, trợn mắt nhìn Diệp Phàm, lập tức tắt thở. Thức thần này và chủ nhân của nó là một khi thức thần chết thì chủ nhân của nó cũng sẽ chết theo. Và khi Murata Kamichi chết đi, hiện trường trở nên yên tĩnh đến lạ thường, không có bất kỳ một âm thanh nào vang lên,
chỉ có tiếng thở gấp của Diệp Phàm. Anh trai, anh thật tuyệt vời. Đột nhiên, một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai Diệp Phàm, khiến tâm hồn hắn chấn động. Hắn liếc nhìn xung quanh thì thấy một thiếu nữ mặc váy loli buộc tóc đuôi ngựa xuất hiện ở đây, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, nhìn hắn với vẻ ngưỡng mộ. Thiếu nữ này chính là Kimura Sakurako. Mà Diệp Phàm nhìn Kimura Sakurako, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng, vậy mà cô lại xuất hiện ở đây, cô không sợ chết sao? Anh trai, em đến cổ vũ cho anh thật tuyệt vời. Bây giờ anh tử càng thích anh hơn rồi. Kimura Sakurako nhìn Diệp Phàm và cười nói, cô ta vừa nói vừa đi về phía Diệp Phàm. Đứng lại. Lúc này, đám người Thiên Khuyết nhận thấy Kimura Sakurako có điều gì đó không ổn, tất cả bọn họ đều lao về phía cô ta. Nhưng Kimura Sakurako vung tay lên, đám người Thiên Khuyết đều sững sờ, ánh mắt bọn họ lờ đờ, đông cứng ở đó và không hề nhúc nhích, như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể. Xoẹt. Khi Diệp Phàm nhìn thấy vẻ mặt của đám người Thiên Khuyết, hắn biết rằng họ đã bị trúng đòn ảo ảnh của Kimura Sakurako và rơi vào ảo ảnh. Cô dám ra tay với người của tôi. Xem ra cô thật sự muốn chết. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Kimura Sakurako với vẻ mặt đầy sát ý. Anh trai, anh thực sự nỡ giết em sao? Kimura Sakurako đứng trước mặt Diệp Phàm tỏ vẻ đáng thương nói, hai mắt chớp chớp, trông rất ngây thơ. Lập tức, sắc mặt Diệp Phàm trở nên lạnh lùng, hắn tấn công về phía Kimura Sakurako. Rắc! Một giây tiếp theo, Diệp Phàm tóm lấy cổ họng Kimura Sakurako, trực tiếp bóp nát. Khi Kimura Sakurako bị giết, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm. Trong nhận thức của hắn, người phụ nữ này còn đáng sợ hơn Murata Kamichi vừa rồi, hắn hối hận vì đã không giết cô ta trước đó. Cẩn thận, anh Tiểu Phàm! Đột nhiên thanh âm của Đường Sở Sở vang lên xung quanh Diệp Phàm, sắc mặt hắn thay đổi, hắn đang muốn phản ứng thì một luồng sức mạnh đã đánh vào người hắn, khiến toàn thân hắn bay ra ngoài. Phụt! Diệp Phàm ngã xuống đất và hộc máu, hắn bị thương nặng, hắn nhìn thoáng qua, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Chỉ nhìn thấy một thiếu nữ đang đứng ở vị trí mà Diệp Phàm đã đứng ban đầu, rõ ràng là Kimura Sakurako. Nhưng chẳng phải người phụ nữ này đã chết rồi sao? Tại sao cô ta vẫn còn đứng ở đây? Chẳng lẽ là ma? Cô! Lúc này, Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Kimura Sakurako từ cõi chết trở về, sau đó hắn nghĩ tới điều gì, nhìn đối phương, vừa rồi là ảo giác sao? Hiển nhiên, vừa rồi Kimura Sakurako bị Diệp Phàm bóp chết chỉ là ảo ảnh mà đối phương tạo ra, không phải Kimura Sakurako thật sự. Hắn thật sự lại rơi vào bẫy của đối phương. Hắn cảm thấy ảo ảnh của người phụ nữ này đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kimura Sakurako trừng mắt liếc nhìn Đường Sở Sở và nói, thì ra là cô thật sự có thể đánh thức anh trai, xem ra cô là người rất quan trọng trong lòng anh trai, vậy thì không thể buông tha cho cô được. Bùm! Kimura Sakurako lạnh lùng nhìn Đường Sở Sở, sau khi nói xong, cô ta thì triển ảo ảnh với Đường Sở Sở. Trong phút chốc, cơ thể Đường Sở Sở run lên, hai mắt bắt đầu mơ hồ. Vẻ mặt trở nên đờ đẫn. Hãy tự sát, Kimura Sakurako ra lệnh. Đường Sở Sở lập tức muốn tự sát, nhưng Diệp Phàm lại trực tiếp hét lên, Sở Sở. Xoẹt, xoẹt. Vào thời khắc mấu chốt, Cơ Như Yên trực tiếp kéo lại Đường Sở Sở, Lâm Thi Âm ở một bên còn lấy ra một cây đàn và bắt đầu đánh đàn. Keng. Khi tiếng đàn vang lên, Đường Sở Sở lập tức tỉnh lại, ngay cả đám người Thiên Khuyết cũng lần lượt tỉnh dậy từ ảo ảnh. Người phụ nữ này biết thuật ảo ảnh, mọi người cẩn thận, đừng nhìn vào mắt cô ta. Lâm Thi Âm nói với mọi người. Trong lúc nhất thời, những người có mặt đều nhìn thiếu nữ loli này với vẻ mặt cảnh giác, ánh mắt bọn họ lóe lên, không dám nhìn vào mắt đối phương. Dám động vào người phụ nữ của tôi thì đi chết đi. Diệp Phàm tức giận hét lên, trực tiếp sử dụng bí pháp của quỷ cốc để cưỡng bức tăng sức mạnh và tấn công về phía Kimura Sakurako. Bí pháp này đối với cơ thể rất có hại, Diệp Phàm cũng chưa từng sử dụng, nhưng hiện tại vì Sở Sở, Diệp Phàm đã trực tiếp sử dụng, là vì giết chết Kimura Sakurako, bảo đảm sự an toàn cho Sở Sở. Bùm! Sau khi thực lực được đề cao, Diệp Phàm càng công kích mạnh mẽ hơn, sau khi bị Kimura Sakurako lừa gạt nhiều lần, hắn càng cảnh giác hơn, đối phương căn bản không có cách nào dùng ảo ảnh lên hắn nữa. Bùm! Khi Diệp Phàm đánh ra một quyền, trực tiếp đánh cho Kimura Sakurako lùi về phía sau. Tôi đã cho cô một cơ hội, đáng tiếc cô không biết trân trọng,
hôm nay cô nhất định phải chết. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Kimura Sakurako, hắn không hề có ý định buông tha cho người phụ nữ đáng sợ này nữa. Mà Kimura Sakurako vẫn nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt tươi cười, nói, anh trai, anh đừng tức giận quá, tức giận sẽ tổn hại sức khỏe. Xoẹt! Diệp Phàm cũng không có nói nhảm với cô ta, hắn trực tiếp lao tới tấn công cô ta. Kimura Sakurako nhìn Diệp Phàm lao về phía mình, cô ta trực tiếp thi triển ấn quyết. Ngay lập tức, hoa anh đào bay đầy trời, bao phủ Diệp Phàm, tạo thành một cái kén, muốn bao bọc hắn hoàn toàn. Diệp Phàm vung nắm đấm muốn phá hủy đám hoa anh đào này, nhưng hoa anh đào này không ngừng sinh ra, càng ngày càng nhiều, hoàn toàn phong ấn không gian xung quanh Diệp Phàm, hơn nữa chúng đang không ngừng thu nhỏ lại, muốn kiềm chế Diệp Phàm. Bùm! Sau một vài đòn tấn công không có kết quả, Diệp Phàm lại triệu hồi Long Tỷ và cố gắng làm cho Long Tỷ bay ra ngoài. Mà Long Tỷ đúng thật là Long Tỷ, chỉ với một đòn tấn công đã khiến cho tất cả số hoa anh đào kia đều nổ tung. Phụt! Kimura Sakurako phun ra một ngụm máu, thân thể nửa quỳ trên mặt đất. Phụt! Diệp Phàm cưỡng ép kích hoạt Long Tỷ, nên cũng bị phản ứng ngược lại, cũng hộc máu. Lúc này, hai người nhìn nhau, hiện trường cực kỳ yên tĩnh. Tất cả bọn họ đều nhìn về phía Diệp Phàm và Kimura Sakurako. Tại sao người phụ nữ này trông có vẻ hơi giống? Lúc này, lão tổ của ba thần cung lớn cau mày khi nhìn Kimura Sakurako, trong đầu họ hiện lên một hình bóng nào đó, mà hình dáng này có rất nhiều điểm tương đồng với hình dáng của Kimura Sakurako. Vài giây sau, Diệp Phàm lại cố gắng đứng lên từ trên mặt đất, hắn vung thanh kiếm ngắn màu đen lên, bước từng bước cực kỳ kiên quyết đi về phía Kimura Sakurako. Kimura Sakurako nhìn Diệp Phàm đi tới, sắc mặt rất bình tĩnh. Rất nhanh, Diệp Phàm đã đi tới trước mặt Kimura Sakurako, trong mắt mang theo sát ý. Anh trai, anh thực sự muốn giết em sao? Kimura Sakurako nhìn Diệp Phàm bằng đôi mắt to ngấn nước, hắn trực tiếp hét lên, cô cần phải chết. Bùm! Diệp Phàm vung kiếm chém về phía Kimura Sakurako, một kiếm của hắn không chút nương tay, xé toạc không gian. Trong nháy mắt đã sắp rơi xuống đầu Kimura Sakurako. Xoẹt! Đột nhiên, Kimura Sakurako ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Phàm, ánh mắt này dường như đã biến thành một người khác. Khi Diệp Phàm nhìn cái liếc mắt của đối phương, vẻ mặt cứng đờ. Con kiến nhỏ bé kia, chỉ dựa vào cậu mà muốn giết bổn tọa sao? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng và trống rỗng vang lên. Con kiến hèn mọn, dựa vào ngươi mà cũng muốn giết bổn tọa. Ngay lúc Diệp Phàm chuẩn bị giết Kimura Sakurako, sắc mặt đối phương bỗng thay đổi, cô ấy phát ra một thanh âm lạnh lùng vô hồn, khiến người ta rùng mình. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào đôi mắt câu hồn của cô ấy, trong lòng hắn run lên. Giây tiếp theo, Diệp Phàm cảm nhận được một nguy cơ chưa từng có, hắn vội vàng đề phòng, kết quả Kimura Sakurako chưởng vào ngực hắn nhanh như chớp, khiến hắn trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Phàm bay xa khoảng mấy chục mét, nửa quỳ trên mặt đất. Phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Một chưởng này của Kimura Sakurako cực kỳ lợi hại, nếu không phải Diệp Phàm có long cốt thì cơ thể của hắn đã bị đối phương làm nổ tung rồi. Lúc này, những người có mặt ở đây đều khiếp sợ, họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Lão tổ của Tam Đại Thần Cung lúc này đang dán chặt mắt vào Kimura Sakurako, lão tổ của Thiên Chiếu Thần Cung đột nhiên nói, sao ta lại cảm nhận được hơi thở của người đó từ cô ấy? Không sai, cô ấy. Hai vị lão tổ của hai thần cung còn lại cũng gật đầu, họ nhìn Kimura Sakurako bằng ánh mắt khó tin. Lúc này, Kimura Sakurako nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn, trong mắt tỏa ra ánh sáng câu hồn, con ngươi đen như đang chuyển động, giống như hai vòng xoáy muốn nuốt chửng mọi thứ, một hơi thở thần bí bùng phát ra từ người cô ấy. Kimura Sakurako hiện giờ chỉ có khuôn mặt là giống Kimura Sakurako vừa rồi. Những thứ khác dù là khí chất hay hơi thở đã hoàn toàn khác, như thể chỉ trong nháy mắt đã biến thành một người khác vậy. Cô! Diệp Phàm nhìn chằm chằm Kimura Sakurako, ánh mắt lóe lên. Trông ngươi cũng khá đẹp trai, chẳng trách con bé đó lại thích ngươi. Kimura Sakurako nhìn Diệp Phàm nói. Cô không phải Kimura Sakurako, cô là ai? Đột nhiên, Diệp Phàm nhìn Kimura Sakurako, lạnh lùng quát. Những người khác nghe được lời nói của Diệp Phàm đều cảm thấy kinh ngạc, không biết ý của hắn là gì. Ha ha! Kimura Sakurako cười nhẹ nhìn Diệp Phàm, người cũng khá có năng lực, nhanh như vậy đã nhìn ra manh mối. Không sai,
ta thật sự không phải con bé đó. Ta là ABC Mây. Ngay khi cái tên ABC Mây được thốt ra, vẻ mặt của quốc chủ Anh Quốc và ba lão tổ của Tam Đại Thần Cung đều cứng đờ, đôi mắt họ trừng to, như thể đã nhìn thấy chuyện gì không thể tin được. ABC Mây. Diệp Phàm nghe thấy tên này thì cau mày, hắn chưa từng nghe qua nó. Cô ta là ABC Mây. Sao có thể chứ? Long Kỵ quân chủ khiếp sợ nhìn Kimura Sakurako. ABC Mây là cái quái gì? Đoạn Đao quân đoàn trưởng số 8 của quân Thiên Sách khó hiểu nói. ABC Mây là âm dương sư mạnh nhất Anh Quốc, âm dương sư tạo ra thức thần mà ta nói trước đó chính là ABC Mây. Nhưng ABC Mây đã chết từ ngàn năm trước, sao có thể xuất hiện lần nữa? Hơn nữa còn là một thiếu nữ. Long Kỵ quân chủ kinh ngạc nhìn Kimura Sakurako. Mà những người khác nghe Long Kỵ quân chủ nói vậy đều trở nên khiếp sợ. Nhân vật đã chết hàng ngàn năm trước hiện giờ lại xuất hiện. Đây là xác chết vùng dậy à? Diệp Phàm cũng nghe được những gì Long Kỵ quân chủ nói, nhìn Kimura Sakurako bằng ánh mắt kỳ lạ. Rốt cuộc cô là ABC Mây hay Kimura Sakurako? Diệp Phàm nhìn đối phương quát lớn. Ta vừa là Kimura Sakurako vừa là Seimei AB. Kimura Sakurako lạnh nhạt nói. Tôi không quan tâm cô là ai, dù là ai thì cô cũng phải chết. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Không biết tự lượng sức mình. Hôm nay bổn tọa sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại thật sự của âm dương sư. Giọng nói lạnh lùng của Kimura Sakurako vang vọng trong không trung. Cô ta dùng hai tay kết ấn quyết, một tiếng gầm rú vang lên trong trời đất. Vô số sấm sét xé rách không gian xuất hiện, trên không trung lóe lên những tia sét vô cùng đáng sợ. Trong nháy mắt xung quanh nổi lên từng cơn gió dữ dội, những cơn lốc xoáy lần lượt hình thành. Ngay sau đó, mưa to gió lớn kéo đến, cọ rửa toàn bộ núi Phú Sĩ. Phong, vũ, lôi, điện. Bốn hiện tượng tự nhiên lúc này đã có đủ. Và tất cả những thứ này đương nhiên là do Kimura Sakurako, không, phải nói là do ABC Mây dẫn đến. Ngay sau đó, ABC Mây vung tay lên, từng luồng sức mạnh tự nhiên trong trời đất giáng xuống, tràn về phía Diệp Phàm. Vô tận sấm sét, mưa to, gió lớn đều hướng về phía Diệp Phàm, nó bộc phát ra uy lực cực kỳ mạnh mẽ như muốn nuốt chửng hắn. Sắc mặt Diệp Phàm tối sầm lại, trực tiếp vung ra ba cây ngân châm, đâm vào ba huyệt đạo trên người hắn. Khi ngân châm đâm vào huyệt đạo, vết thương trên người Diệp Phàm nhanh chóng bình phục. Hắn dùng thủ pháp đặc biệt của quỷ cốc để nhanh chóng bình phục vết thương, nhưng nó cũng để lại di chứng không hề nhẹ. Tuy nhiên, hiện tại không còn cách nào khác, nếu vết thương không bình phục, có lẽ hắn sẽ không chống lại nổi ABC Mây này. Khi vết thương bình phục, trong mắt Diệp Phàm lóe lên sự lạnh lẽo, hắn nhìn đối phương, quát, muốn đối phó tôi cũng không dễ như vậy đâu. Giây tiếp theo, Diệp Phàm bộc phát ra sức mạnh tinh thần khổng lồ, đồng thời cũng triệu hồi sức mạnh tự nhiên trong trời đất tới. Lần này hắn không hề dè dặt, huy động tất cả sức mạnh của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, quang và hắc ám, sau đó tạo chúng thành nhiều loại thuật pháp và cho nổ tung vào người phụ nữ này. Mà 10 sức mạnh tự nhiên được Diệp Phàm triệu hồi đến còn chấn động và đồ sộ hơn phong, vũ, lôi, điện do ABC Mây triệu hồi. Giờ phút này, toàn bộ người ở đây đều vô cùng sững sờ. Ngay cả ABC Mây cũng khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Sức mạnh tinh thần của ngươi sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ? Ầm ầm ầm. Lúc này, 10 sức mạnh tự nhiên do Diệp Phàm triệu hồi và phong, vũ, lôi, điện do ABC Mây triệu hồi cùng nhau nổ tung, tạo ra một tiếng vang lớn chấn động trời đất. Chỉ trong nháy mắt, một nguồn năng lượng khổng lồ quét qua, tác động đến toàn bộ núi Phú Sĩ tạo ra từng tiếng nổ chấn động. Ngay lập tức, xung quanh núi Phú Sĩ nứt ra, xuất hiện những vực sâu dài hàng trăm mét, thậm chí hàng cây em. Toàn bộ ngọn núi như muốn vỡ ra từng mảnh. Nhưng lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Phàm và ABC Mây. Khi các sức mạnh tự nhiên tấn công lẫn nhau, trên không xuất hiện sấm chớp ầm ầm, tia lửa văng ra khắp nơi, băng tuyết bay tứ tung, gió to điên cuồng gào thét, bầu trời lúc sáng lúc tối, tạo thành những hiện tượng kỳ lạ đáng sợ, khiến người ta cảm thấy như tận thế đang đến gần. Cuối cùng, phong, vũ, lôi. Điện do ABC Mây triệu hồi đến đều bị phá hủy mạnh mẽ, toàn thân cô ta bị chấn động, liên tục lùi về sau. Mà Diệp Phàm trực tiếp điều động sức mạnh tinh thần của mình, tấn công vào đối phương. Sức mạnh tinh thần của Diệp Phàm vừa xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một uy áp tinh thần vô hình, khiến linh hồn họ run rẩy, tim đập liên hồi.
ABC Mây thấy Diệp Phàm thi triển công kích tinh thần, đồng tử của cô ta nhanh chóng xoay tròn, hóa thành hố đen, một sức mạnh vô hình từ đồng tử bùng phát ra, va chạm với sức mạnh tinh thần của Diệp Phàm. Oanh! Một tiếng sấm rền vang lên. Cơ thể Diệp Phàm khẽ run, hắn rên lên một tiếng, mà ABC Mây liên tục lùi về sau, cô ta phun ra một ngụm máu, trừng mắt nhìn Diệp Phàm, bổn tọa đã xem thường ngươi, không ngờ ngươi lại có thiên phú đến như vậy. Hiện giờ bổn tọa thấy có hứng thú với ngươi rồi. Cho dù con bé kia không muốn ngươi thì bổn tọa cũng muốn. Ánh mắt ABC Mây sáng ngời nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tay cô ta lại kết ấn quyết thần bí lần nữa, trong miệng niệm một câu chú ngữ khó hiểu. Chẳng bao lâu sau, quanh thân ABC Mây đã được bao phủ bởi rất nhiều hoa anh đào, chúng bay lơ lửng trong không trung tạo thành một quả cầu hoa anh đào khổng lồ. Ngay sau đó, từ quả cầu hoa anh đào vang lên từng tiếng giống phẫn nộ khiến lòng người sợ hãi. Giây tiếp theo, quả cầu hoa anh đào khổng lồ nổ tung, bầu trời tràn ngập cánh hoa rơi. Mà từ giữa những bông hoa anh đào này, xuất hiện một con chó hung ác ba đầu, cả người đầy lông đen, ánh mắt u ám, miệng chảy ra chất nhầy tanh hôi. Địa ngục tam đầu khuyển. Lúc này, sắc mặt lão tổ của tam đại thần cung thay đổi, khiếp sợ nói. Địa ngục tam đầu khuyển là thức thần mạnh nhất Anh Quốc, cũng là thức thần mạnh nhất của ABC Mây. Không giống như những âm dương sư khác chỉ có thể triệu hồi một thức thần, ABC Mây có thể triệu hồi nhiều thức thần cùng lúc và địa ngục tam đầu khuyển là tồn tại mạnh nhất. Sau hàng ngàn năm, địa ngục tam đầu khuyển lại xuất hiện trên nhân gian lần nữa, điều này không khỏi làm cho người ta chấn động. Diệp Phàm cau mày nhìn chằm chằm con chó dữ này. Con chó dữ này đáng sợ hơn nhiều so với con sói hung ác trước đó, khiến hắn thấy hơi căng thẳng. Bạn cũ, đã lâu không gặp. ABC Mây nhìn địa ngục tam đầu khuyển, ánh mắt đầy sự hoài niệm. Sau đó cô ta nhìn về phía Diệp Phàm, hét lớn, bổn tọa cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi chịu khuất phục, ta sẽ không ra tay với ngươi. Nếu không, một khi địa ngục tam đầu khuyển tấn công, không thấy máu nó sẽ không dừng lại. Chỉ là một con chó dữ mà muốn dọa tôi sao? Diệp Phàm khinh thường nói. Vô chi, hôm nay ta sẽ ngươi biết được sự lợi hại của địa ngục tam đầu khuyển. Lên đi! ABC Mây quát lớn. Lập tức, địa ngục tam đầu khuyển lao về phía Diệp Phàm, tốc độ của nó cực nhanh, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt Diệp Phàm, ba cái đầu của nó đồng thời cắn vào người Diệp Phàm, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Sắc mặt Diệp Phàm trở nên lạnh lùng, trực tiếp tung ra một đấm vào con chó dữ này. Hai bên tấn công trực diện, con chó dữ bị đẩy lùi về sau, mà Diệp Phàm lại bị rách ra tay. Đây là lần đầu tiên người Diệp Phàm bị rách ra. Hiển nhiên không thể coi thường địa ngục tam đầu khuyển này. Giây tiếp theo, địa ngục tam đầu khuyển lại lao về phía Diệp Phàm. Ầm ầm ầm. Diệp Phàm điên cuồng đánh vào địa ngục tam đầu khuyển, hai bên bắt đầu một trận chiến cực kỳ khốc liệt. Dưới trận chiến khốc liệt của họ, nơi nứt nẻ trên núi Phú Sĩ ngày càng lớn hơn, vực sâu khổng lồ xuyên qua toàn bộ ngọn núi. Mà từ sâu trong vực thẳm, một luồng hơi thở làm người ta sợ hãi tràn ngập trong không khí. Lúc này, một người đàn ông mặc áo bào xuất hiện, nhìn ABC Mây nói, ABC Mây, không ngờ sức mạnh linh hồn của ngươi mạnh đến mức có thể duy trì mấy ngàn năm, hiện tại còn tìm được một ký chủ để sống lại. Lời này vừa nói ra, mọi người đã hiểu tại sao ABC Mây vẫn còn sống sau hàng ngàn năm, hóa ra linh hồn của đối phương đã sống ngàn năm, cuối cùng cư trú trong cơ thể của Kimura Sakurako. Hiện giờ trong cơ thể Kimura Sakurako có hai linh hồn điều khiển. Đây là lý do tại sao đối phương sẽ ngay lập tức chuyển từ Kimura Sakurako thành Seimei Abe. Bây giờ ngươi là chủ của thần xã Thức Thiên à? Abe Seimei nhìn lướt qua người đàn ông này, khinh thường nói. Abe Seimei, mau cho địa ngục tam đầu khuyển của ngươi lập tức dừng lại. Nếu người đó bị đánh thức, ngươi hẳn là biết sẽ có hậu quả gì chứ? Người đàn ông nhìn Abe Seimei trầm giọng nói. Nghe người đàn ông nói, đôi mắt của Abe Seimei nheo lại. Trong mắt hiện lên một vẻ kỳ lạ. Lúc này, Diệp Phàm thi triển bí pháp quỷ cốc, cưỡng ép tăng sức mạnh lần nữa, đấm về phía địa ngục tam đầu khuyển, cả hai va chạm, sấm sét rền vang, năng lượng đáng sợ tràn ngập không khí. Đột nhiên, toàn bộ núi Phú Sĩ rung chuyển dữ dội, trên đỉnh núi xuất hiện những vết nứt đang nhanh chóng lan ra. Một đấm của Diệp Phàm trực tiếp đánh bay một trong những cái đầu của địa ngục tam đầu khuyển. Tiếp theo, Diệp Phàm liên tiếp tung ra hai đấm. Toàn bộ đầu của địa ngục tam đầu khuyển hoàn toàn nổ tung, cơ thể của nó hóa thành không khí. Dưới trận chiến khốc liệt này,
Toàn bộ núi Phú Sĩ đã bị tàn phá, khắp nơi đều là vực sâu. Sau khi xử lý xong địa ngục tam đầu khuyển, Diệp Phàm thở hổn hển, cả người trở nên vô cùng mệt mỏi. Hôm nay hắn liên tục chiến đấu kịch liệt, thậm chí còn dùng các bí pháp để cưỡng chế khôi phục vết thương và tăng lên sức mạnh, điều này khiến cơ thể hắn hoàn toàn không chịu nổi, nếu là người khác thì đã gục ngã từ lâu. Nhưng cơ thể Diệp Phàm cũng đã đạt tới cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, một khi sụp đổ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Khi địa ngục tam đầu khuyển bị tiêu diệt, vẻ mặt của AB Xây Mây thay đổi, cô ta kêu lên một tiếng, ánh mắt dán chặt vào Diệp Phàm. Ngay lúc cô ta định nói gì đó, toàn bộ núi Phú Sĩ đột nhiên rung chuyển dữ dội. Trong lúc nhất thời, tất cả những người ở đây đều không thể đứng vững, ngã trái ngã phải, không ít người bị văng ra xa, lăn xuống núi. Động đất à! Đám người Thiên Chiếu hoảng hốt nói. Không xong rồi, nó đã thức tỉnh. Sắc mặt người đàn ông mặc áo bào thay đổi, lông mày nhíu lại, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Ngay cả sắc mặt của AB Xây Mây lúc này cũng trở nên vô cùng xấu xí, ánh mắt không ngừng lóe lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Phàm trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào núi Phú Sĩ, ánh mắt nhìn thẳng về vết nứt trên núi Phú Sĩ, hắn cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ đó. Cảm giác này khiến hắn dựng tóc gáy, toàn thân căng thẳng. Rút! Ngay lập tức, Diệp Phàm hét lên với đám người Đường Sở Sở và Quân Thiên Sách. Họ bắt đầu rút khỏi núi Phú Sĩ. Núi Phú Sĩ rung chuyển càng lúc càng nhanh, làm người ta khó mà đứng vững. Ở giữa ngọn núi, xuất hiện một vực sâu khổng lồ, dài hàng chục nghìn mét, rộng hàng trăm mét, sâu không thấy đáy, nó trực tiếp chia đôi núi Phú Sĩ. Giống. Đột nhiên, một tiếng giống đinh tai nhức óc phát ra từ vực sâu. Ngay khi tiếng giống này vang lên, một linh hồn tà ác xuất hiện nó bao trùm toàn bộ ngọn núi Phú Sĩ, như thể một hung vật vô song đã thức tỉnh. Giờ phút này, ánh mắt của Diệp Phàm, AB Xây Mây và chủ của thần xã Thức Thiên đều trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào vực sâu kia. Giống. Lúc này, một tiếng thú giống đinh tai nhức óc từ dưới vực sâu vang lên, truyền đi khắp Anh Quốc, vô cùng chói tai. Giây tiếp theo, một luồng ánh sáng chói mắt từ trong đó bay ra, bay lên trời, sáng muốn mù mắt đám người Diệp Phàm. Bọn họ không khỏi chớp mắt một cái. Vừa mở mắt ra họ đã nhìn thấy một con rắn có 8 cái đầu khổng lồ dài hàng trăm mét lao ra khỏi vực sâu. Con rắn này cực kỳ to lớn, hệt như một cây cột chống trời, toàn thân dày đặc vảy rắn, đặc biệt là 8 cái đầu đó vô cùng khiến người ta chú ý. 8 cái đầu này mỗi cái đều có một đôi mắt cực kỳ thô bạo, miệng chảy đầy nước bọt nhấp nháp, cái lưỡi đỏ tươi phun ra nuốt vào, khiến người ta không rét mà run. Bát Kỳ Đại Xà. Quốc chủ Anh Quốc và lão tổ của Tam Đại Thần Cung nhìn thấy con rắn khổng lồ này thì khiếp sợ không thôi. Truyền thuyết kể rằng, trong lịch sử Anh Quốc có một con hung thủ có 8 cái đầu cực kỳ đáng sợ, nó là thú cưỡi của Amaterasu tổ tiên của Anh Quốc, tên là Bát Kỳ Đại Xà. Chỉ là những câu chuyện về Bát Kỳ Đại Xà đều là truyền thuyết, không ai biết nó có thực sự tồn tại hay không. Nhưng hôm nay, Bát Kỳ Đại Xà này lại thực sự xuất hiện ở đây, thật không thể tin được. Bát Kỳ Đại Xà trong truyền thuyết lại thật sự tồn tại. Lão tổ của Tam Đại Thần Cung chấn động nói. Trước đây họ chưa bao giờ nghĩ rằng Bát Kỳ Đại Xà thực sự tồn tại, hơn nữa còn nằm dưới chân núi Phú Sĩ. Lúc này, AB Xây Mây và chủ nhân của đền Sikitan nhìn Bát Kỳ Đại Xà, cả hai đều cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng hẳn lên. Mà Diệp Phàm nhìn con rắn này, ánh mắt sáng lên. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con rắn khổng lồ như vậy. Nó cũng không phải là một con rắn bình thường mà hoàn toàn là một con hung thủ, hơn nữa Diệp Phàm còn cảm thấy dường như nó đã sinh ra linh trí. Từng đôi mắt rắn nhìn chằm chằm vào hắn, khiến tim hắn đập nhanh không thể giải thích được. Kể từ khi Bát Kỳ Đại Xà này xuất hiện, những con mắt trên 8 cái đầu của nó đều dán chặt vào Diệp Phàm, cái lưỡi phun ra nuốt vào, tựa như coi hắn thành con mồi, trong mắt nó hiện lên sự tức giận, dáng vẻ như bị người ta làm phiền mà nổi giận. Cứ như vậy, Diệp Phàm và Bát Kỳ Đại Xà nhìn nhau, ngươi không động, ta cũng không động, bầu không khí vô cùng áp lực. Xong. Cuối cùng, hơn 10 giây trôi qua, Bát Kỳ Đại Xà giống lên giận dữ, nó vung thân thể to lớn của mình lên, chiếc đuôi rắn thô to đập mạnh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm khẽ di chuyển, tránh đi một đòn này. Kết quả đuôi rắn của nó trực tiếp đập thẳng vào núi Phú Sĩ, tạo ra một cái hổ sâu khổng lồ trên đó, ngọn núi vốn đã bị chia cắt lại càng thêm chia 5 xẻ 7. Oanh, oanh, oanh. Tiếp đó, Bát Kỳ Đại Xà điên cuồng quét đuôi, tấn công Diệp Phàm như cuồng phong bão táp,
mỗi lần đuôi rắn rơi xuống đều phát ra một tiếng vang động trời, khiến người ta có cảm giác như núi sụp đất lở. Với sự càn quét của bát kỳ đại xà, toàn bộ đỉnh núi Phú Sĩ đã bị đập thành đống đổ nát, ngay cả xào huyệt của Tam Đại Thần Cung cũng không còn tồn tại nữa. Mà lão tổ của Tam Đại Thần Cung và quốc chủ Anh Quốc đều trốn đi rất xa, sợ bị vạ lây đến mình. Nhưng chủ nhân của đền Sikitan và ABC Mây lại khá bình tĩnh. Xem ra bát kỳ đại xà xuất hiện để giúp ngươi. Chủ nhân của đền Sikitan nhìn ABC Mây nói. Hắn, không thể chết được. ABC Mây nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lạnh băng quát. Bùm! Chẳng bao lâu sau lại có một tiếng nổ lớn khác truyền ra. Diệp Phàm cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự tấn công của bát kỳ đại xà, cơ thể hắn bị đuôi rắn đánh trúng, tựa như bị trúng một đòn nặng nề hàng triệu cân, cả người liên tục lui về sau, phun ra một ngụm máu, nửa quỳ xuống đất. Với một đòn này, ngay cả người có xương rồng như Diệp Phàm cũng cảm thấy toàn thân đau nhức, tưởng chừng như xương cốt sắp vỡ thành từng mảnh, nếu hắn không có xương rồng, chỉ sợ một đòn này đủ để đánh gãy toàn bộ xương cốt trong cơ thể hắn, còn những người khác có lẽ đã bị tan thành mây khói ngay tại chỗ. Cơ thể con rắn này cũng cứng thật. Diệp Phàm xoa xoa ngực, lạnh lùng nhìn bát kỳ đại xà. 16 con mắt của nó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, cái đuôi rắn khổng lồ lại quét về phía hắn lần nữa. Lần này Diệp Phàm không hề né tránh, hắn trực tiếp huy động toàn bộ sức lực, vung thanh đoản kiếm màu đen chém vào đuôi con rắn. Keng! Diệp Phàm chém vào đuôi bát kỳ đại xà một nhát, không ngờ lại vang lên một tiếng keng của kim loại. Một đòn này không những không gây thường tổn gì cho nó mà còn khiến bản thân Diệp Phàm liên tục lui về sau. Cứng vậy à? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Giống. Mà công kích của Diệp Phàm lại càng khơi dậy sự nổi giận của con rắn lớn, cái đuôi của nó trong nháy mắt quất ra, không đợi Diệp Phàm phản ứng nó đã quấn chặt lấy cơ thể hắn. Ngay lập tức, toàn thân Diệp Phàm đều bị đuôi của bát kỳ đại xà quấn lấy, hắn bị nhấc lên không trung, dù có giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Hơn nữa, hắn càng giãy giụa thì bát kỳ đại xà càng siết chặt đuôi, khiến Diệp Phàm cảm thấy vô cùng nghẹt thở. Lúc này, Đường Sở Sở và những người khác đã rút lui đến chân núi, họ thấy Diệp Phàm bị đuôi rắn khổng lồ quấn vào không trung thì vô cùng lo lắng. Anh Tiểu Phàm, anh nhất định không được xảy ra chuyện. Đường Sở Sở thầm cầu nguyện. Trong lúc nhất thời, người của Diệp Phàm và Quân Thiên Sách đều cầu nguyện cho hắn. Khi họ cầu nguyện, sức mạnh thần bí và tinh khiết trong cơ thể Diệp Phàm lại bùng phát. A! Diệp Phàm gầm lên một tiếng, luồng sức mạnh tinh khiết trong cơ thể trực tiếp bùng phát, hắn mạnh mẽ thoát khỏi sự trói buộc của bát kỳ đại xà. Diệp Phàm ngã xuống đất lùi về phía sau, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Tuy Diệp Phàm thoát khỏi sự trói buộc của bát kỳ đại xà, nhưng đối phương hiển nhiên không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để thở, tiếp tục công kích hắn, 8 cái đầu đồng loạt lao về phía hắn, đột nhiên nó há miệng ra như muốn nuốt chửng hắn. Diệp Phàm huy động sức mạnh tinh khiết trong cơ thể, thi triển võ kỹ, toàn lực đánh vào một cái đầu của nó. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Diệp Phàm và với sự trợ giúp của luồng sức mạnh tinh khiết đó, hắn trực tiếp đập nát một trong những cái đầu của bát kỳ đại xà. Mất đi một cái đầu, bát kỳ đại xà càng hung bạo hơn, nó gầm lên điên cuồng, từ trên thân rắn tỏa ra một luồng hơi thở đáng sợ, gió to gào thét, cát đá bay lên, tất cả các hạt sỏi đá trên đỉnh núi đều bay ra ngoài, tạo thành cảnh tượng của ngày tận thế. Tiếp theo, bát kỳ đại xà tấn công Diệp Phàm càng thêm điên cuồng, nó trực tiếp áp chế khiến hắn không có năng lực phản kháng, chỉ có thể bị động phòng thủ. Diệp Phàm nhờ vào những công pháp và xương rồng trong người mới miễn cưỡng chặn được sự tấn công của bát kỳ đại xà, nhưng cả người hắn không hề dễ chịu, liên tục hộc máu, lục phủ ngũ tạng đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau một đợt tấn công, thân hình khổng lồ của bát kỳ đại xà trực tiếp va chạm vào Diệp Phàm khiến hắn bay ra ngoài. Phút, Diệp Phàm bay xa mấy chục mét, rơi xuống đất điên cuồng hộc máu. Ngay lập tức, bát kỳ đại xà lại lao về phía Diệp Phàm. Lúc này sắc mặt ABC Mây trở nên nghiêm trọng, đang muốn ra tay nhưng bị chủ nhân của đền Sikitan ngăn cản, người muốn chết à? Hắn không thể chết được. ABC Mây dán mắt vào Diệp Phàm, trong mắt cô ta hiện lên những cảm xúc phức tạp, khiến người ta không thể phân biệt được lúc này cô ta là ABC Mây hay Kimura Sakurako. Mà Diệp Phàm nhìn bát kỳ đại xà lao về phía mình, vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt không hề hoảng loạn hay sợ hãi. Trong chớp mắt, bát kỳ đại xà đã vào tới trước mặt hắn, uy áp hung thần ngập trời áp chế hắn, nó há cái miệng to như chậu máu muốn nuốt chửng hắn. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, một luồng
sức mạnh thánh khiết đột nhiên từ trong cơ thể Diệp Phàm bộc phát ra, luồng sức mạnh này vừa bùng phát ra đã vô cùng chói mắt, trong nháy mắt đã đánh trúng Bát Kỳ Đại Xà gây ra một tiếng chấn động trời đất. Giây tiếp theo, ABC Mây, chủ nhân của đền Sikitan, lão tổ của Tam Đại Thần Cung và quốc chủ Anh Quốc đều choáng váng. Chỉ thấy luồng sức mạnh thánh khiết trong cơ thể Diệp Phàm bùng phát ra chạm trán với Bát Kỳ Đại Xà, làm cho 7 cái đầu của nó toàn bộ đều nổ tung, cả cơ thể dài hàng trăm mét của nó cũng nổ tung, hóa thành từng mảnh thịt vụn. Giờ phút này, người người khiếp sợ, xung quanh lặng ngắt như tờ. Không khí dường như đông cứng lại, chỉ còn lại mùi máu lượn lờ xung quanh. Lúc này Diệp Phàm thở hổn hển, trong mắt hiện lên một tia kỳ dị. Sức mạnh lúc nãy là sức mạnh được Đại Sư Phụ để lại trong cơ thể Diệp Phàm, vừa rồi hắn đã thi triển nó ra. Không ngờ sức mạnh của Đại Sư Phụ lại khủng bố như vậy, Bát Kỳ Đại Xà mạnh là thế nhưng trong nháy mắt đã bị giết chết, uy lực này thực sự rất đáng sợ. Sau đó Diệp Phàm âm thầm thở dài, sức mạnh này mà lại dùng để đối phó một con rắn, thật lãng phí. Cùng lúc đó, trên núi Cửu Long, trong một căn phòng trên núi, một người phụ nữ mang lụa che mặt, mặc một bộ váy dài màu trắng, cả người đầy khí chất thánh khiết, đang khoanh chân ngồi trên chiếc giường làm từ băng, khí lạnh lượn lờ quanh người, mang đến cho người ta một loại cảm giác như tiên khí. Bà ấy là Đại Sư Phụ thần bí của Diệp Phàm. Đột nhiên, Đại Sư Phụ của Diệp Phàm mở mắt ra, lộ ra một ánh mắt trong veo, đôi đồng tử nhiếp người, trong mắt tựa như chứa đựng cả vũ trụ, sâu không lường được. Vậy mà đã sử dụng luồng sức mạnh đó rồi. Đại Sư Phụ Diệp Phàm lẩm bẩm, hiển nhiên biết Diệp Phàm đã sử dụng sức mạnh mà bà ấy để lại trong cơ thể hắn. Mà sức mạnh này nếu không phải gặp thời khắc nguy hiểm thì chắc chắn Diệp Phàm sẽ không dùng. Đáy mắt Đại Sư Phụ Diệp Phàm lộ ra sự lo lắng, môi khế mở, thiên thiên. Trong phút chốc, một bóng người xuất hiện ở đây, quỳ xuống trước mặt Đại Sư Phụ Diệp Phàm, nói, chủ nhân, ngài có gì phân phó? Người này không ai khác chính là Tư Thiên Thiên, người trước đây được Diệp Phàm đưa lên núi Cửu Long. Mặc dù dáng vẻ Tư Thiên Thiên hiện giờ trông như một cô gái nhưng khí chất cả người đã hoàn toàn thay đổi so với trước đây. Hiện giờ, Tư Thiên Thiên trông có vẻ chín chắn, hệt như đột nhiên trưởng thành lên, ánh mắt sắc lạnh, toàn thân toát ra hơi thở đáng sợ. Điều quan trọng nhất là thực lực của cô bây giờ đã trở nên sâu không lường được. Thực lực của ngươi tăng không ít, ngươi xuống núi đi theo Tiểu Phàm, nếu có ai cản đường hắn, cứ việc giết không tha. Đại Sư Phụ của Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vâng, chủ nhân. Tư Thiên Thiên cung kính đáp. Giây tiếp theo, Tư Thiên Thiên biến mất như một bóng ma. Mà sắc mặt Đại Sư Phụ của Diệp Phàm không ngừng thay đổi. Bà ấy giơ tay phải lên và nhìn chằm chằm vào viên hồng sa trên cổ tay phải, không biết đang suy nghĩ điều gì. Vào lúc này, trên núi Phú Sĩ ở Anh Quốc, sau khi Diệp Phàm sử dụng sức mạnh của Đại Sư Phụ để giết Bát Kỳ Đại Xà, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục sức mạnh. Chiến đấu liên tục đã khiến cơ thể hắn bị quá tải nghiêm trọng, toàn bộ cơ quan trong cơ thể đã bắt đầu sụp đổ, hắn phải nhanh chóng hồi phục, nếu không sẽ ảnh hưởng đến mức làm cho thực lực của hắn thụt lùi. Ngay tại lúc Diệp Phàm đang hồi phục, chủ nhân của đền Sikitan đột nhiên lao về phía hắn, đồng thời hắn ta vung ra một viên ngọc xanh có hình dáng kỳ dị về phía Diệp Phàm. Viên ngọc này ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn, là hạt Magatama, hạt cong Nhật Bản 8 thước 2,64 m, cũng là thần khí cuối cùng trong Tam Đại Thần Khí Anh Quốc. Chủ nhân của đền Sikitan ra tay khiến vẻ mặt của ABC Mây tối sầm lại, cô ta bất ngờ tấn công hắn ta. Lúc này, mấy ông lão tóc trắng đột nhiên xuất hiện chặn ABC Mây lại, bọn họ đều là những cường giả ẩn náu trong đền Sikitan, tuy không bằng ABC Mây nhưng để ngăn cản cô ta trong chốc lát thì vẫn có thể. Thiên tài Long Quốc, sự tồn tại của ngươi đủ uy hiếp thế giới này, ta chỉ đành tiễn ngươi một đoạn đường vậy. Chủ nhân của đền Sikitan thờ ơ nhìn Diệp Phàm, viên Magatama 8 thước kia sắp rơi vào người Diệp Phàm, nhưng vào lúc này, một vài ánh kiếm đột nhiên lũ lượt kéo đến, chặn lại Magatama 8 thước. Hiên Viên Bất Bại cầm Hiên Viên kiếm, Tần Chính cầm Thái A kiếm, Huyết Phu cầm Ngư Trường kiếm, Đông Phương Hạo Thiên cầm Xích Tiêu kiếm, Long Kỵ Quân chủ cầm Thất Tinh Long Uyên kiếm xuất hiện tại đây. Trước đó, Diệp Phàm lần lượt trao Xích Tiêu kiếm và Thất Tinh Long Uyên kiếm cho Đông Phương Hạo Thiên và Long Kỵ Quân chủ, cả hai đều đã điều khiển thành công hai thanh danh kiếm này. Mà 10 đại danh kiếm của Long Quốc cũng được xưng là 10 đại thần kiếm, mỗi một thanh kiếm đều có sức mạnh siêu phàm. Giờ phút này, 5 thanh thần kiếm này đồng thời chặn lại viên Magatama 8 thước trong tay chủ nhân đền Sikitan. Cút! Chủ nhân đền Sikitan lạnh lùng quát,
viên Magatama 8 thước trong tay bùng phát ra ánh sáng ngập trời, trực tiếp đánh bay cả 5 người Hiên Viên Bất Bại. Tuy họ cầm thần kiếm, nhưng thực lực giữa họ với chủ nhân đền Sikitan có khoảng cách rất lớn, khiến họ không thể chống lại đối phương. Lúc này, Đường Sở Sở, Lâm Thi Âm, Cơ Như Yên, Đại Hổ, Nhị Hổ, Thiên Chiếu Thần Cung và đám người Đồ Phu đều xuất hiện ở đây, lần lượt lao về phía chủ nhân của đền Sikitan, nhằm ngăn cản hắn tấn công Diệp Phàm. Muốn chết à? Vẻ mặt của chủ nhân đền Sikitan lạnh lùng, hắn ta vung viên Magatama 8 thước trong tay lên, khiến bọn họ đều bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tất cả những người xung quanh Diệp Phàm đều ngã xuống đất, điên cuồng nôn ra máu, tất cả đều bị thương nặng. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng dâng lên lửa giận ngập trời. Giết! 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 Ngay lúc chủ nhân của đền Sikitan chuẩn bị ra tay với Diệp Phàm lần nữa, từ xa truyền đến những âm thanh giết chóc dồn dập, hàng trăm ngàn chiến sĩ quân Thiên Sách đều lao tới, tất cả đều không màng sinh tử mà lao vào chủ nhân của đền Sikitan. Đi chết hết đi! Trong mắt của chủ nhân đền Sikitan hiện lên sát ý, muốn điều động viên Magatama 8 thước để tiêu diệt hoàn toàn đại quân hàng trăm nghìn người này. Không! Khi Diệp Phàm nhìn thấy hàng trăm ngàn chiến sĩ quân Thiên Sách sắp vì hắn mà chết, hai mắt hắn đỏ ngầu, gầm lên một tiếng. Oanh! Giờ phút này, sấm sét nổ vang, trời đất gào thét. Sắc mặt của chủ nhân đền Sikitan lập tức thay đổi, ánh mắt đột nhiên liếc nhìn Diệp Phàm. Bùm, bùm, bùm. Lúc này, bầu trời bỗng nổi lên sấm sét, trời đất rung chuyển. Trên không trung có một ngôi sao màu tím nhạt chợt hiện ra. Còn Diệp Phàm từ từ đứng dậy, ánh mắt toát lên sự tức giận, toàn thân bộc phát ra một luồng sức mạnh vô thượng, giống như sức mạnh của một bậc đế vương vậy, nhanh chóng bao trùm toàn bộ núi Phú Sĩ. Sắc mặt người đứng đầu đền Sikitan chợt thay đổi, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Chết! Ánh mắt Diệp Phàm cũng dán chặt vào ông ta, thốt ra một chữ chết lạnh lẽo. Bùm, 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 bùm. Khi hắn vừa dứt lời, xung quanh cơ thể hắn mơ hồ xuất hiện một luồng ánh sáng màu tím, khiến hắn bây giờ như thể đại đế vừa giáng thế, ngay sau đó 5 tiếng sấm lớn liền vang lên. Lúc này, Hiên Viên kiếm trong tay Hiên Viên Bất Bại và tứ đại danh kiếm trong tay đám người Tần Chính đồng loạt bay lên, giống như được điều gì đó triệu hồi, bộc phát ra uy lực mãnh liệt. Ngũ đại danh kiếm của Long Quốc bùng phát ra sức mạnh thần thánh thực sự của chúng, đồng thời tấn công về phía người đứng đầu đền Sikitan. Trong nháy mắt ngũ đại danh kiếm là Hiên Viên kiếm, Xích Tiêu kiếm, Thái A kiếm, Thất Tinh Long Uyên kiếm và Ngư Trường kiếm, biến thành 5 luồng ánh sáng xé toạc không gian, lao tới trước mặt người đứng đầu đó. Sắc mặt người đứng đầu đền Sikitan tối sầm lại, ông ta vung hai tay lên, nhanh chóng triệu hồi ra 3 thức thần cường đại, nỗ lực cản lại sự tấn công của ngũ đại thần kiếm này. Bùm! Khi đòn tấn công của ngũ đại thần kiếm và tam đại thức thần va vào nhau, ngay lập tức liền xảy ra một tiếng nổ kinh hoàng. Giây tiếp theo, tam đại thức thần liền bị ngũ đại thần kiếm đánh bay vào hư vô. Sau khi tiêu diệt tam đại thức thần, ngũ đại thần kiếm vẫn không ngừng lao về phía người đứng đầu đó. Ông ta không còn cách nào khác buộc phải sử dụng một tuyệt kỹ, đốt cháy sinh lực của toàn thân để cố gắng ngăn cản lại sức mạnh của ngũ đại thần kiếm này. Bùm, bùm, bùm. Lúc này, những tiếng nổ rung chuyển mặt đất không ngừng vang lên, năng lượng cuồn cuộn bốc lên tận bầu trời, tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ, toàn bộ núi Phú Sĩ lại sụp đổ, vô số tảng đá lăn xuống đất. Rút, rút nhanh. Các quân đoàn trưởng của quân Thiên Sách hét lên, binh lính quân Thiên Sách nhanh chóng rút lui. Đám người Đường Sở Sở cũng đứng dậy từ mặt đất rồi di tản về phía bên ngoài núi Phú Sĩ. Dưới sự tấn công của ngũ đại thần kiếm, toàn bộ núi Phú Sĩ đã bị phá hủy hoàn toàn. Còn về người đứng đầu đền Sikitan, ông ta đã thịt nát xương tan ngay tại chỗ, chẳng để lại một chút dấu vết. Năng lượng sau vụ nổ lan ra như muốn nhấn chìm mọi thứ. Sắc mặt lão tổ của tam đại thần cung đều thay đổi, bọn họ ra tay chặn lại nhưng kết quả lại bị trọng thương. Chẳng bao lâu sau, năng lượng này dần tiêu tan. Núi Phú Sĩ lúc này đã không còn tồn tại và trở thành một đống đổ nát và hoang tàn. Diệp Phàm đứng trong đống đổ nát, vẻ mặt thờ ơ, còn năm đại thần kiếm vẫn bay lơ lửng vây quanh hắn, giống như đang phục tùng hắn vậy. Tử Vi Đế Tinh. Anh chính là chủ nhân của Đế Tinh trong truyền thuyết. Lúc này, ABC Mây kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Chết! Diệp Phàm lạnh lẽo nhìn ABC Mây, ngũ đại thần kiếm lại lao về phía cô ta. Sắc mặt ABC Mây tối sầm lại, nhanh chóng thi triển thuật âm dương,
toàn thân ngay lập tức tỏa sáng rực rỡ rồi hóa thành hoa văn âm dương để chống lại sự tấn công của ngũ đại thần kiếm. Bùm! Ngũ đại thần kiếm dễ dàng phá hủy hoa văn âm dương này, sau đó xuyên thẳng qua cơ thể của Abe Seimei, cũng chính là Kimura Sakurako. A! À, lúc này, Abe Seimei phát ra một tiếng kêu thảm thiết rồi toàn bộ cơ thể liền nổ tung, nát thành từng mảnh, biến thành một đống xương thịt gãy vụn. Tất cả lão tổ của ba tam đại thần cung ở phía xa đều sửng sốt. Thế nhưng trước khi họ kịp phản ứng, ngũ đại thần kiếm đã lao về phía họ, khiến cơ thể của ba người bọn họ cũng nổ tung ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, chỉ còn lại Diệp Phàm và quốc chủ Anh Quốc trên núi Phú Sĩ. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Hộ tướng thần tướng, cậu muốn cái gì tôi cũng có thể cho cậu, kể cả ngai vàng này, cầu xin cậu đừng giết tôi. Quốc chủ Anh Quốc lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm, không ngừng cầu xin tha mạng. Thế nhưng Diệp Phàm chỉ lạnh lẽo nhìn đối phương, cũng không muốn phí lời, ngũ đại thần kiếm lại lao về phía ông ta. Quốc chủ Anh Quốc liền bị ngũ đại thần kiếm chém thành từng mảnh, chết cực kỳ bi thảm. Soạt, soạt, soạt. Sau khi xử lý xong những người này, ngũ đại thần kiếm lại quay trở về tay chủ nhân của chúng. Lúc này Diệp Phàm chợt nửa quỳ trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Trên bầu trời, ngôi sao tỏa ra ánh sáng tím cũng từ từ biến mất. Ở Long Quốc, Cổ Tam Thông nhìn chằm chằm lên bầu trời rồi thấy ngôi sao đã biến mất, ông khẽ cau mày nói, thức tỉnh thất bại rồi sao? Cổ Tam Thông liền rơi vào trầm tư, ánh mắt không ngừng lóe lên. Chẳng mấy chốc, một ngày đã trôi qua. Sự sụp đổ của núi Phú Sĩ đã thu hút chú ý của toàn bộ người dân Anh Quốc, nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra trên núi Phú Sĩ và tại sao nó lại sụp đổ. Về phần Kyoto, vào lúc này vẫn là do quân Thiên Sách kiểm soát. Sự chỉ huy quân đội Hoa Kỳ và quân đội Vương quốc Anh của Alice đã gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Lưu Ly Quốc và Man Quốc, số binh sĩ sống sót của hai nước này còn chưa đến 1 tháng 3. Ba ngày tiếp theo lại trôi qua. Trong 3 ngày qua, bầu trời ở Anh Quốc bị mây đen bao phủ, trông vô cùng ảm đạm. Trong một căn phòng ở Kyoto, Diệp Phàm đang nhắm mắt nằm trên giường, Đường Sở Sở, Lâm Thi Âm, Cơ Như Yên, Alice và Huyết Cơ đều vây quanh đây, bao gồm cả Tư Thiên Thiên vừa xuống núi. Chủ nhân đã hôn mê mấy ngày chưa tỉnh lại, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Huyết Cơ lo lắng hỏi. Tôi đã liên lạc với nhị sư phụ của anh Tiểu Phàm, ông ấy nói Tiểu Phàm không sao, nếu như hôm nay Tiểu Phàm còn không tỉnh lại, chúng ta sẽ đưa anh ấy về nước rồi lại tìm cách. Đường Sở Sở trầm giọng đáp. Diệp đại ca sẽ không sao đâu, nếu như anh ấy có chuyện gì thì chủ nhân đã ở đây từ lâu rồi. Tư Thiên Thiên cũng nói. Tư Thiên Thiên, chủ nhân của em là ai vậy? Cơ Như Yên tò mò hỏi. Là đại sư phụ của Diệp đại ca, Tư Thiên Thiên trả lời. Trong chớp mắt, màn đêm đã buông xuống. Đường Sở Sở là người duy nhất còn ở lại trong phòng Diệp Phàm. Cô nắm chặt tay Diệp Phàm, đặt lòng bàn tay hắn lên má mình, tự lẩm bẩm, anh Tiểu Phàm, anh nhất định không được có chuyện gì đó. Nếu anh xảy ra chuyện, Sở Sở sẽ không sống nổi. Vừa nói, đôi mắt của Đường Sở Sở dần đỏ lên. Đột nhiên, bên tai Đường Sở Sở vang lên một giọng nói, nhà đầu ngốc, anh còn chưa lấy em, làm sao có thể chết được. Soạt. Đường Sở Sở lập tức ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, phát hiện đối phương đã mở mắt. Anh Tiểu Phàm, anh cuối cùng cũng tỉnh lại, quá tốt rồi. Đường Sở Sở phấn khích nhào vào lòng Diệp Phàm rồi ôm chặt lấy hắn. Diệp Phàm nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Đường Sở Sở, áy náy nói, Sở Sở, anh xin lỗi vì lại làm em lo lắng. Anh Tiểu Phàm, anh không sao là tốt rồi. Lúc này trong mắt Đường Sở Sở tràn ngập hưng phấn nhìn Diệp Phàm, hắn dịu dàng lau nước mắt cho cô nói, yên tâm đi, anh Tiểu Phàm của em không muốn chết, không ai có thể giết được anh. Anh Tiểu Phàm. Lúc này Đường Sở Sở nhẹ nhàng gọi một tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Hừ. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở, không biết cô muốn làm gì. Đột nhiên, Đường Sở Sở hôn hắn. Vẻ mặt Diệp Phàm có chút sửng sốt, nhưng sau đó nhanh chóng đáp lại, rồi đè cô xuống giường. Sau nụ hôn nồng nàn đó, đúng lúc hai người chuẩn bị tiến thêm một bước nữa thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, giọng nói của Cơ Như Yên chợt vang lên, cô Đường, bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phàm và Đường Sở Sở nhanh chóng tách ra, Đường Sở Sở chỉnh đốn lại quần áo, đáp, anh Tiểu Phàm đã tỉnh rồi. Đường Sở Sở vừa dứt lời, cửa liền được mở ra, Cơ Như Yên cùng những cô gái khác nhanh chóng bước vào, khi nhìn thấy Diệp Phàm tỉnh lại, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng thì anh cũng đã tỉnh, Lâm Thi Âm nói với Diệp Phàm. Diệp đại ca, em biết là anh không sao mà. Tư Thiên Thiên nhìn Diệp Phàm, khẽ mỉm cười. Thiên Thiên, tại sao cô lại ở đây? Diệp Phàm thắc mắc nhìn Tư Thiên Thiên, sau đó cô trả lời, chủ nhân kêu em đến bảo vệ Diệp đại ca. Chủ nhân? Diệp Phàm nghe vậy liền sửng sốt. Cô nhận đại sư phụ của tôi là chủ nhân rồi sao? Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Tư Thiên Thiên, thấy cô khẽ gật đầu, đúng vậy. Được rồi, tôi không sao, mọi người đều quay về đi. Diệp Phàm lên tiếng. Các cô gái đi ra ngoài, chỉ còn lại một mình Đường Sở Sở ở lại chỗ này, mặt cô đỏ bừng lên, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở, trên mặt cũng có ý cười, nói, Sở Sở, em vừa rồi làm sao có thể? Hắn còn chưa nói xong, Đường Sở Sở dịu dàng nhìn hắn, hỏi, anh Tiểu Phàm, anh muốn em chứ? Nghe thấy lời này, Diệp Phàm có chút choáng váng và không kịp phản ứng trong vài giây. Anh Tiểu Phàm, anh đừng có hiểu lầm, em chỉ sợ sau này anh gặp chuyện gì đó. Cho nên em, Đường Sở Sở lắp bắp. Lúc này Diệp Phàm mới bình tĩnh lại rồi ôm lấy Đường Sở Sở nói, em sợ sau này nếu có chuyện gì xảy ra với anh, nhưng em vẫn chưa trở thành người phụ nữ chân chính của anh, lúc đó em sẽ cảm thấy hối hận sao? Anh Tiểu Phàm, hãy để em làm người phụ nữ của anh nhé. Thực lực bây giờ của em đã đủ mạnh rồi, cho dù không còn trong trắng nữa cũng không ảnh hưởng gì đâu. Đường Sở Sở dịu dàng nhìn Diệp Phàm. Với dung nhan quyến rũ của Đường Sở Sở và biểu cảm đáng yêu của đối phương, e rằng không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được sự cám dỗ này. Ngay cả Diệp Phàm cũng âm thầm nuốt nước bọt, máu sôi sùng sục cả lên, trong lòng luôn thôi thúc hắn đáp ứng. Thế nhưng hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ánh mắt dán chặt vào Đường Sở Sở, Sở Sở, em yên tâm, anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Em biết anh Tiểu Phàm sẽ không sao, nhưng em... Đường Sở Sở nói được một nửa, Diệp Phàm đã ngắt lời, anh biết em đang nghĩ gì. Yên tâm đi nào, anh nhất định sẽ để em thành bà xã thực sự của anh, nhưng không phải là bây giờ. Dù sao anh cũng vừa mới tỉnh lại, em cũng phải để anh có thời gian hồi phục đúng không nào. Diệp Phàm vừa dứt lời, Đường Sở Sở đã xấu hổ đến đỏ cả mặt, gật đầu nói, vâng, là em đã quá nóng vội. Đúng rồi Sở Sở, anh đã hôn mê mấy ngày, bây giờ tình hình thế nào rồi? Diệp Phàm thấp giọng nói. Anh đã hôn mê 4 ngày, bây giờ bên ngoài đều đang nói về lý do tại sao núi Phú Sĩ sụp đổ. Tuy nhiên, quân Thiên Sách vẫn nắm quyền kiểm soát Kyoto, cả cơ cấu quyền lực, các quan chức và toàn bộ căn cứ quân sự của Anh quốc đều nắm trong tay, đại quân của Lưu Ly quốc và Man quốc đã bị đánh bại và bỏ chạy. Đường Sở Sở nói. Được rồi, Sở Sở, em trở về nghỉ ngơi đi. Sau khi Diệp Phàm hiểu rõ tình hình, hắn liền nói với Đường Sở Sở. Anh Tiểu Phàm, anh cũng nghỉ ngơi thật tốt nhé. Đường Sở Sở nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Còn Diệp Phàm tự lẩm bẩm một mình, không ngờ rằng hắn đã hôn mê 4 ngày. Trong 4 ngày qua, Diệp Phàm cảm giác như đang lang thang trên bầu trời đầy sao, đã lĩnh hội được rất nhiều điều. Về phần cơ thể của hắn, long khí lúc này đã hoàn toàn biến mất và dung nhập vào long cốt của hắn, khiến cho sức mạnh của long cốt đã mạnh hơn rất nhiều. Diệp Phàm đã hoàn toàn khống chế được sức mạnh của Cửu Long Cửu Tượng. Sau trận chiến khốc liệt ngày hôm đó, thực lực của Diệp Phàm đã tăng lên rất nhiều, có thể nói là tăng vọt, hơn nữa Diệp Phàm cảm nhận được trên thế giới này có một sức mạnh thần bí đang chờ đợi hắn, chờ hắn đến kiểm soát nó. Sức mạnh này rất giống với sức mạnh khi hắn nhìn thấy quân Thiên Sách sắp bị diệt, không thể nào giải thích được tại sao nó lại có trong cơ thể của hắn. Chính nhờ sức mạnh này mà hắn có thể điều khiển được ngũ đại thần kiếm. Bây giờ luồng sức mạnh này đã biến mất, Diệp Phàm có thể cảm nhận được, nhưng lại không cách nào khống chế được nó. Đó là sức mạnh gì vậy? Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Rất nhanh, 2 ngày nữa lại trôi qua. Vào ngày này, một cuộc họp báo bất ngờ được tổ chức trong Hoàng cung Anh quốc, rất nhiều phóng viên của Anh quốc và Long quốc đã được mời đến từ trước. Tuy nhiên, nhân vật chính của buổi họp báo này không phải là quốc chủ của Anh quốc mà là Diệp Phàm đang đeo mặt nạ vàng. Lúc này, Diệp Phàm đứng trước rất nhiều phóng viên và máy quay, dõng dạc nói, mọi người có phải là rất tò mò về thân phận của tôi đúng không? Vậy nên trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là hộ quốc thần tướng của Long quốc. Vừa dứt lời, các phóng viên có mặt đều kinh hãi, tất cả máy quay đều hướng về phía Diệp Phàm. Hộ quốc thần tướng của Long quốc đã nổi danh trên toàn thế giới, nhưng không có nhiều người thực sự nhìn thấy hắn. Bây giờ hộ quốc thần tướng của Long quốc đang đứng trước mặt bọn họ,
khiến những phóng viên này hưng phấn hẳn lên. Lý do hôm nay tôi tổ chức buổi họp báo này chủ yếu nói hai điều. Điều đầu tiên là quốc chủ Anh Quốc đã bị tôi giết chết. Diệp Phàm nói. Soạt. Lời vừa nói ra, các phóng viên có mặt ở đó đều vô cùng kinh hãi. Bọn họ làm sao có thể ngờ rằng đường đường là một quốc chủ lại chết như thế này, thật sự khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi, hơn nữa người giết ông ta lại là hộ quốc thần tướng của Long Quốc, điều này càng thêm chấn động. Điều thứ hai tôi muốn nói là bắt đầu từ ngày hôm nay, Anh Quốc sẽ chính thức hủy bỏ danh hiệu quốc gia và trở thành lãnh địa phụ thuộc của Long Quốc. Tất cả chính quyền và quân sự ở Anh Quốc sẽ được quản lý bởi người của Long Quốc. Diệp Phàm nhìn về phía đám phóng viên, nói thẳng. Bùm! Diệp Phàm vừa dứt lời, tất cả phóng viên đều chết lặng. Sau đó những lời hắn vừa nói đã được truyền đi khắp thế giới thông qua phát sóng trực tiếp. Lúc này, các nước trên thế giới đều vô cùng chấn động. Anh Quốc, siêu cường quốc đứng đầu về kinh tế trên toàn thế giới, mặc dù kém nước Mỹ và Long Quốc nhưng cũng không thể bỏ qua. Nhưng hiện giờ Anh Quốc lại lưu lạc đến mức phải hủy bỏ quốc hiệu, trở thành lãnh địa phụ thuộc của Long Quốc, chuyện này làm người quá khó tin. Cả thế giới đều chấn động vì chuyện này. Vô số quốc chủ kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, không thể tin được. Người dân Anh Quốc càng phản kháng mãnh liệt và cực kỳ không vừa lòng. Bọn họ là người Anh Quốc. Sao có thể đồng ý quyết định này? Một khi quyết định này được thông qua, đại biểu Anh Quốc chính thức mất nước, bọn họ sẽ trở thành quốc nô, ăn nhờ ở đậu, đây là chuyện bọn họ không thể tiếp thu. Quyết định này của Diệp Phàm vừa ra, người vui nhất là người dân Long Quốc. Long Quốc và Anh Quốc là đối thủ sống chết với nhau. Đối mặt với Anh Quốc, vô số người dân Long Quốc đều ngóng trông đất nước dơ bẩn đê tiện này tiêu đời. Bây giờ Anh Quốc sắp mất nước. Hơn nữa còn diệt vong trong tay người Long Quốc, đối với người Long Quốc, đây là một sự kiện vui mừng nhất trong cuộc đời của bọn họ. Vô số người dân Long Quốc nhìn về phía hộ quốc thần tướng đeo mặt nạ ở phòng phát sóng trực tiếp với ánh mắt sùng kính. Nếu Diệp Phàm thật sự tiêu diệt Anh Quốc, làm Anh Quốc trở thành lãnh đại phụ thuộc của Long Quốc, vậy hắn sẽ trở thành anh hùng trong lịch sử dân tộc, được vạn dân kính ngưỡng. Ở cuộc họp báo Hoàng cung Anh Quốc, sau khi Diệp Phàm nói xong chuyện này đã làm phóng viên ở hiện trường xôn xao, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt khó tin. Hộ quốc thần tướng, xin hỏi quyết định này của ngài có thông qua sự đồng ý của chính phủ và người dân Anh Quốc hay không? Các phóng viên dò hỏi Diệp Phàm. Nghe rõ đây, tôi đang tuyên bố, chứ không phải trưng cầu ý kiến của các ngươi. Sau hôm nay, trên đời không còn Anh Quốc. Còn việc chính phủ và người dân Anh Quốc có đồng ý hay không, tôi không quan tâm, ai không đồng ý. Tôi sẽ giết đến khi bọn họ đồng ý mới thôi, đương nhiên tốt nhất bọn họ không đồng ý, như vậy tôi sẽ có lý do xóa sổ hoàn toàn quốc gia này khỏi thế giới. Diệp Phàm gằn giọng quát, trong mắt mang theo sát ý làm người không rét mà run. Những lời này của hắn truyền qua phòng phát sóng trực tiếp, lại lần nữa gây chấn động, người dân Anh Quốc tức giận đến cực điểm. Rất nhanh có rất nhiều người dân Anh Quốc tự phát biểu tình, kháng nghị hành vi của Diệp Phàm, cũng có vô số người dân Anh Quốc đăng bài trên mạng. Kêu gọi tất cả trai tráng Anh Quốc cùng nhau đuổi ác ma này ra khỏi Anh Quốc, lấy lại ngôi nhà hoàn chỉnh cho bọn họ. Khắp nơi trên Anh Quốc xảy ra bạo loạn, biểu tình, chống đối, loạn thành một nồi trào. Bên trong thủ đô Anh Quốc cũng có vô số người dân lên phố biểu tình. Trong cuộc họp báo ở Hoàng Cung, Diệp Phàm nhận được tin tức này, nở nụ cười tàn nhẫn, nói, nếu bọn họ muốn chết, vậy thành toàn cho bọn họ. Thông báo cho quân Thiên Sách, ai dám chống đối biểu tình, giết không tha. Diệp Phàm ra lệnh trước mặt mọi người. Mệnh lệnh này của hắn đã làm cả thế giới đều biết thông qua phòng phát sóng trực tiếp. Các quốc gia xôi trào. Tất cả mọi người không ngờ hộ quốc thần tướng lại tàn bạo như vậy, đối mặt với người dân biểu tình đều giết không tha, quá tàn nhẫn. Hộ quốc thần tướng, cậu làm vậy không sợ làm cho toàn dân tức giận, trở thành kẻ địch của nhân dân trên toàn thế giới hay sao? Mấy vị phóng viên Anh Quốc tức giận nói. Trở thành kẻ địch của toàn thế giới thì sao? Tôi không quan tâm. Diệp Phàm nói thẳng. Mày sẽ gặp báo ứng. Một phóng viên Anh Quốc chỉ vào Diệp Phàm, hét to. Phụt. Vị phóng viên này vừa dứt lời đã bị Tần Chính giết chết, còn giết trong lúc đang phát sóng trực tiếp. Các phóng viên còn lại run bần bật, người dân trên toàn thế giới đều cảm nhận được sự cường thế, bá đạo của vị hộ quốc thần tướng này. Tôi lặp lại lần nữa, từ giờ phút này, Anh Quốc hoàn toàn không tồn tại, nếu ai dám phản đối, giết. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Dứt lời, phòng phát sóng trực tiếp bị đóng.
Thiên Khuyết và các quân đoàn trưởng còn lại xuất binh bắt đầu hành động, mở ra cuộc đàn áp và càn quét đẫm máu với người dân Anh quốc. Rất nhanh khắp nơi trên Anh quốc đều là tiếng than kêu trời, giết chóc diễn ra mọi lúc. Trong Hoàng cung Anh quốc, Diệp Phàm đang chuẩn bị rời đi, một tiếng quát lạnh lùng truyền đến, hộ quốc thần tướng, rất uy phong, tùy tiện tiêu diệt một quốc gia. Tám bóng người xuất hiện. Tám người này mặc trường bào khác nhau, đại biểu cho tám loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng, trên người cũng tản ra tám loại lực lượng tương tự. Người vừa lên tiếng là người mặc trường bào màu vàng, hai tròng mắt lạnh kinh người, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Mấy người lại chui ra từ đâu? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Chúng ta là tám đại chủ thần của liên minh chúng thần, vâng lệnh đến mang ngươi về để thần chủ thẩm phán. Người đàn ông mặc trường bào màu vàng quát. Ông ta là kim thần, một trong tám đại chủ thần, bảy người còn lại đều lấy ngũ hành và phong lôi băng làm danh hiệu. Lại là liên minh chúng thần, mấy người dai như đỉa. Diệp Phàm lạnh lùng nói, trong lòng nổi lên ý muốn hủy diệt liên minh chúng thần. Tổ chức này nhiều lần ra tay với hắn, đương nhiên Diệp Phàm muốn hoàn toàn nhổ cỏ tận gốc. Hộ quốc thần tướng, ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Người đàn ông mặc hồng bào nói, đôi con ngươi thiêu đốt liệt hỏa, tản ra hơi thở nóng rực. Ông ta chính là hỏa thần. Trở về cùng các ngươi, vậy phải xem các ngươi có thực lực đó hay không. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Đừng phí lời với hắn, lên luôn đi. Lôi thần mặc áo tím quá. Ông ta lao về phía Diệp Phàm. Ai dám động vào Diệp đại ca? Chết! Một giọng nói lạnh lùng nũng nịu vang lên. Một bóng người lao thẳng đến lôi thần. Ầm! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Phụt! Một bóng người bay ra ngoài, nện trên mặt đất, điên cuồng hộc máu. Người này không phải ai khác, chính là vị lôi thần kia. Lúc này lôi thần mở to mắt, không thể tin được, chưa nói được câu nào đã tắt thở. Tất cả mọi người đều vô cùng chấn động. Bảy đại chủ thần còn lại cũng hoàn toàn đơ người. Thực lực của tám người bọn họ đã bước vào trình tự của người tu hành, còn đều trên luyện khí tầng 5, với thực lực của bọn họ lại bị người này đánh bại trong một chiêu, chuyện này vượt quá sức tưởng tượng. Ngay sau đó bảy người bọn họ và đám người Diệp Phàm cùng nhìn về phía người đã giết chết lôi thần. Khi bọn họ nhìn thấy người này đều vô cùng kinh sợ. Người này lại là một người phụ nữ, nhìn qua có vẻ còn là một thiếu nữ. Cô ấy chính là Tư Thiên Thiên. Sau khi giết chết lôi thần trong nháy mắt, Tư Thiên Thiên vẫn giữ sắc mặt lạnh băng, đôi con ngươi lạnh đến mức làm người không rét mà run. Không ngờ Thiên Thiên lại mạnh như vậy. Diệp Phàm ngạc nhiên nói, sau đó cảm thán, xem ra nhận đại sư phụ làm chủ nhân không lỗ. Ngươi là ai? Kim thần gằn giọng hỏi. Ai dám động vào Diệp đại ca, chết. Tư Thiên Thiên giống như một vệ sĩ tận tâm của Diệp Phàm. Hỏa thần gầm lên, ngông cuồng. Hôm nay bảy đại chủ thần bọn ta cùng nhau lên, ta muốn nhìn xem một con nhóc như ngươi có thể chống đỡ được hay không. Hỏa thần lạnh lùng nói. Ngay sau đó bảy người bọn họ đang định cùng xông lên, đúng lúc này một giọng nói khàn khàn vang lên. Mấy lão già các ngươi bao vây tấn công một cô bé, không biết xấu hổ hả? Phút phút phút. Ánh mắt của bảy chủ thần nhìn về phía sau, bọn họ trông thấy sáu bóng dáng xuất hiện. Sáu người này ăn mặc khác nhau, ngoại trừ hai người bên ngoài thì bốn người còn lại đều như hung thần, trông họ giống ác ma từ địa ngục. Hai người kia, một người mặc một trắng một xám, người phía trước có khí chất siêu phàm, không dính bụi trần, người kia lại chất phác, mang tới cho người ta một cảm giác đơn giản, không giống với mọi người. Người vừa rồi lên tiếng chính là vị mặc áo xám này. Lục đại tài quyết lĩnh chủ. Các người đều tới cả rồi. Kim thần nhìn thấy sáu người này xuất hiện thì rất ngạc nhiên, lục đại chủ thần cũng vô cùng khiếp sợ. Tài quyết lĩnh chủ. Diệp Phàm nhìn thấy sáu người này thì ánh mắt lóe lên tia quỷ dị. Mới một thời gian không gặp, người của liên minh chúng thần đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ. Người mặc áo xám khinh thường nói. Nhân đạo lĩnh chủ, ông đừng có sắc sược, liên minh chúng thần bọn tôi cũng không sợ sở tài quyết các người. Vị hỏa thần lạnh lẽo quát lớn. Thế sao, vậy thì có thể tới thử xem. Người đàn ông mặc áo xám bước lên, trên người tản ta một cỗ uy thế vô hình, chuẩn bị muốn ra tay. Tới thì tới, ai sợ ai. Hỏa thần trực tiếp xông lên, đánh về phía người đàn ông mặc áo xám. Người đàn ông mặc áo xám đánh một chưởng ra, nhìn đòn tấn công này không có gì đặc biệt nhưng khi tiếp xúc với hỏa thần lại bộc phát ra sức mạnh rung trời. Phụt. Hỏa thần phun ra một ngụm máu rồi bay ngược ra ngoài,
cơ thể đập xuống nền đất trừng mắt nhìn đối phương. Lúc này, vẻ mặt của 6 vị chủ thần còn lại trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ không ngờ chỉ là một nhân đạo lĩnh chủ nhỏ nhoi lại có sức mạnh như vậy, thế thì 5 lĩnh chủ còn lại phải mạnh cỡ nào. Dưới sở trưởng sở tài quyết, 6 vị tài quyết lĩnh chủ này là mạnh nhất, chia thành, thiên, nhân, súc sinh, địa ngục, quỷ đói đại biểu cho 6 vị lĩnh chủ, dưới bọn họ là trưởng lão Hắc Bạch. Trước kia, liên minh chúng thần và sở tài quyết đã giao đấu nhiều lần, đều là do các vị tài quyết lĩnh chủ và chủ thần đối đầu, thực lực hai bên chênh nhau không nhiều, nhưng hôm nay sức mạnh của tài quyết lĩnh chủ lại nghiền ép chủ thần, chuyện này đương nhiên khiến người ta phải khiếp sợ. Thực lực của các người lại tiến bộ nhiều như vậy. Kim thần nhìn chằm chằm nhân đạo lĩnh chủ. Các người cho rằng liên minh chúng thần có thể chống lại được sở tài quyết sao? Nếu không phải sở trưởng đã nói không được diệt liên minh chúng thần thì các người đã đi đời từ lâu rồi, sao có thể sống tới bây giờ chứ? Súc sinh đạo lĩnh chủ hung ác nói. Nghe vậy, vẻ mặt đám chủ thần của liên minh chúng thần rất khó coi, cảm giác như bị người ta đâm cho một nhát. Rốt cuộc sở tài quyết các người có quan hệ gì với hắn? Vậy mà đáng để cả 6 vị lĩnh chủ cùng xuất hiện. Kim thần liếc mắt nhìn Diệp Phàm, sau đó nhìn 6 vị lĩnh chủ với vẻ mặt nghi ngờ. Chuyện này ngươi không cần quan tâm. Cút ngay, nếu không tất cả đều phải chết. Súc sinh đạo lĩnh chủ đằng đằng sát khí quát lớn. Các người trở về nói với thần chủ, sở tài quyết chúng tôi sẽ bảo vệ hộ quốc thần tướng, nếu ông ta muốn động tới thì phải hủy đi sở tài quyết rồi hắn tính tới chuyện đó. Lúc này, người đàn ông mặc áo trắng lên tiếng, đây chính là nhân đạo lĩnh chủ. Rút. Ánh mắt kim thần không ngừng lóe lên, cuối cùng vẫn lựa chọn rút lui, không đối đầu trực diện với tài quyết lĩnh chủ. Bọn họ có 8 người, một chết một vị thương, nhân số không chiếm được lợi thế, hơn nữa bên cạnh còn có một cô gái trẻ yêu nghiệt, nếu đánh nhau sẽ lành ít dữ nhiều, chỉ có thể rút lui trước. Rất nhanh, bọn họ đã dẫn theo hỏa thần đang bị thương và lôi thần đã chết, rời khỏi nơi này. 6 vị lĩnh chủ nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt mang theo phần quỷ dị. Sở tài quyết các người giúp tôi với mục đích gì? Diệp Phàm trầm giọng nhìn 6 người đối diện. Nếu thần tướng muốn biết những bí mật này thì xin mời về sở tài quyết chúng tôi một chuyến, tới lúc đó tất cả sẽ được rõ ràng. Vị thiên đạo lĩnh chủ nhìn Diệp Phàm nói. Muốn nói thì nói ở đây, không nói thì tôi đi. Diệp Phàm bĩu môi, trực tiếp rời khỏi. Hắn không có thời gian với đám người cái gì mà sở tài quyết này. Với thực lực hiện tại của cậu, còn chưa đủ tư cách kiêu ngạo trước mặt chúng tôi. Địa ngục đạo lĩnh chủ nhìn Diệp Phàm với ánh mắt âm u, ông ta lạnh giọng nói. Thế sao, ông có muốn thử thực lực của tôi không? Diệp Phàm sờ sờ mũi nói. Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không làm hại cậu, mời cậu đi với chúng tôi một chuyến. Nhân đạo lĩnh chủ nhìn Diệp Phàm nói. Không có thời gian. Diệp Phàm không muốn phí lời. Cậu! Lúc này, cả súc sinh đạo lĩnh chủ và địa ngục đạo lĩnh chủ đều âm trầm nhìn Diệp Phàm. Các người muốn ra tay. Tư Thiên Thiên ngăn trước mặt hai người bọn họ, lạnh lùng nói. Cô gái, cô có thể giết chết được tên lôi thần kia nhưng không đối phó được với chúng tôi, không muốn bị ăn đòn thì lăn sang một bên. Súc sinh đạo lĩnh chủ khinh thường nhìn Tư Thiên Thiên. Tư Thiên Thiên trực tiếp đánh một chưởng về phía đối phương. Vị súc sinh đạo lĩnh chủ kia cũng tung móng vuốt về phía Tư Thiên Thiên. Kết quả, một tiếng vang truyền tới. Súc sinh đạo lĩnh chủ bị Tư Thiên Thiên đánh bay ra xa mười mấy mét, miệng phun ra máu, gương mặt trắng bệch. Lúc này, năm vị tài quyết lĩnh chủ khựng lại, bọn họ nhìn chằm chằm Tư Thiên Thiên với ánh mắt quỷ dị. Ai muốn động tới anh Diệp thì trước tiên phải hỏi xem tôi có đồng ý không đã. Tư Thiên Thiên kiêu ngạo nói. Ánh mắt thiên đạo và nhân đạo lĩnh chủ lóe lên. Bọn họ nhìn Diệp Phàm nói, nếu như hộ quốc thần tướng không chịu đi theo chúng tôi, vậy thì để lần khác, sau này còn gặp lại. Ngay sau đó, mấy người họ lần lượt rời đi, bao gồm cả súc sinh đạo lĩnh chủ đang bị thương kia. Chủ nhân, sở tài quyết thế giới này rốt cuộc muốn làm gì? Đại ma vương Sa Tăng tò mò nói. Không biết. Diệp Phàm lắc đầu. Lúc trước hai vị tài quyết trưởng lão kia cũng không có địch ý với chủ nhân, nhưng 6 người bọn họ lại chẳng có ý tốt. Bọn họ tới đây vì mục đích nào đó. Long Kỵ quân chủ trầm giọng nói. Mặc kệ bọn họ có mục đích gì, chỉ cần là kẻ địch của anh Diệp thì đều phải chuẩn bị sẵn quan tài. Tư Thiên Thiên lạnh lùng nói. Thiên Thiên, nói không sai. Diệp Phàm mỉm cười. Ngay sau đó, bọn họ trực tiếp rời khỏi nơi này.
Diệp Phàm gặp được Tô Nhược Tuyết, đưa thành quả nghiên cứu khoa học mà hắn cho người tìm được từ một căn cứ ở Anh Quốc giao cho đối phương. Đây là thành quả nghiên cứu khoa học mà cô muốn, mang về cho ông nội cô đi. Diệp Phàm nhìn Tô Nhược Tuyết nói. Cảm ơn anh. Tô Nhược Tuyết cầm thành quả nghiên cứu cả đời của ông nội, cô kích động nhìn Diệp Phàm. Một tiếng cảm ơn là xong rồi à? Diệp Phàm trêu ghẹo nói. Tô Nhược Tuyết do dự vài giây, cơ thể đột nhiên nghiêng về phía trước, hôn lên môi Diệp Phàm một cái. Diệp Phàm ngây ngẩn cả người. Tô Nhược Tuyết chạm môi một giây rồi lập tức lùi về sau, vẻ mặt ửng đỏ nhìn Diệp Phàm, đây là nụ hôn đầu tiên của tôi, bây giờ cho anh, đủ chưa? Cô đang dụ dỗ tôi đấy á? Diệp Phàm sờ môi nhìn Tô Nhược Tuyết. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Tô Nhược Tuyết tức giận liếc Diệp Phàm một cái, xoay người rời đi. Trải qua một ngày giết chóc, bên trong Anh Quốc, tất cả dân chúng biểu tình kháng nghị đều bị quân Thiên Sách giết chết. Trong vòng một ngày, số người tử vong ở Anh Quốc vượt qua mấy chục vạn người. Những hình ảnh máu tanh tàn nhẫn kia lại bị Diệp Phàm cố ý truyền ra ngoài, chấn động cả Anh Quốc và thế giới. Vô số người đều nói Diệp Phàm là người điên, là ác ma, là ma quỷ. Nhưng mặc kệ như thế nào, hiệu quả chấn động mà Diệp Phàm muốn đã đạt được. Trải qua trận giết chóc này, không còn người diễu hành biểu tình nữa, và tất cả các bài đăng phản đối trên Internet lần lượt biến mất. Ngày hôm sau, các quan chức dưới trướng quốc chủ Anh Quốc đều cùng nhau ra tuyên bố, Anh Quốc chính thức hủy bỏ quốc hiệu, trở thành một lãnh địa phụ thuộc của Long Quốc ở nước ngoài, tất cả công tác quản lý nhà nước, quân sự đều do chính phủ Long Quốc tiếp quản. Ngay sau đó, quốc kỳ đại biểu cho Anh Quốc chính thức hạ xuống, thay vào đó là quốc kỳ Long Quốc. Đến lúc này, Anh Quốc chính thức tuyên bố diệt vong. Lúc này, toàn bộ Long Quốc đều xôn xao. Vô số dân chúng Long Quốc đều hưng phấn, nhao nhao tiếng reo hò phấn khởi. Mà sau khi hưng phấn qua đi, hơn 1 tỷ người của Long Quốc không hề diễn tập, đồng thanh hô lớn quốc sư hùng mạnh, hộ quốc thần tướng uy vũ. Hiện tại, kính ngưỡng của dân chúng Long Quốc đối với Diệp Phàm đã đạt tới mức chưa từng có. Vô số dân chúng Long Quốc trở thành tín đồ của Diệp Phàm. Trong một thời gian ngắn, vị đệ nhất quốc sư, hộ quốc thần tướng của Long Quốc đã trở thành thần tượng trong lòng 3 thế hệ người dân. Tất cả đều nhờ có Diệp Phàm, bởi vì hắn, nên dân chúng Long Quốc mới có thể tự hào và kiêu hãnh. Hành động này của Diệp Phàm đã đặt nền móng cho địa vị của Long Quốc trên thế giới. Bây giờ không ai dám chọc tới Long Quốc, bọn họ chính là bá chủ thế giới. Sau đó, quốc chủ Long Quốc phát biểu cảm ơn Diệp Phàm, đồng thời tuyên bố cả nước nghỉ 3 ngày cùng chúc mừng. Người của các quốc gia lớn khác trên thế giới chỉ có thể hâm mộ ghen tị. Bên phía Diệp Phàm, cỗ lực lượng tinh khiết thần bí trong cơ thể hắn lại bộc phát như lũ lụt, bao quanh người hắn. Lúc này ánh mắt Diệp Phàm lóe ra ánh sáng, yên lặng hấp thu luyện hóa. Ngày hôm sau, Diệp Phàm xử lý xong chuyện của Anh Quốc, liền dẫn trở về Long Quốc. Vô liêm sỉ. Ngay khi Diệp Phàm rời khỏi Anh Quốc, ở sâu trong Anh Quốc, một tiếng quát lạnh như băng đột ngột vang lên, ẩn chứa cơn giận của thần. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không nghe được tiếng mắng chửi này, hắn dẫn theo tất cả mọi người trở về Long Quốc, lập tức cho tất cả mọi người bế quan, đồng thời lôi ra 10 dương tài nguyên tu luyện lấy được từ trong Long Mạch chia cho những thuộc hạ, để họ nhanh chóng tăng thực lực. Có những tài nguyên tu hành này, thực lực của đám người Đông Phương Hạo Thiên, Đại Hổ Nhị Hổ nhất định có thể tăng lên nhanh chóng. Phút. Sau đó, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm, nói với hắn, thưa chủ nhân, người Côn Lôn tới. Long Quốc, Điện Võ Hầu. Lúc này, một nhóm người tụ tập ở Điện Võ Hầu, mỗi người đều tản ra khí tức lạnh lùng, tất cả bọn họ đều có thực lực từ thần cảnh trở lên, trong đó phần lớn đều là người tu hành. Người đàn ông dẫn đầu với khuôn mặt lạnh lùng toát ra sức mạnh tu hành đáng sợ. Gia Cát Cẩn, cút ra đây cho tôi. Người đàn ông hét lên một cách mạnh mẽ với vẻ mặt lạnh lùng. Giọng nói của ông ta to lớn và gay gắt, truyền khắp Điện Võ Hầu. Tuy nhiên, sau khi ông ta nói xong, trong Điện Võ Hầu rất lâu vẫn không có ai phản hồi. Sau khi Điện Võ Hầu bị Diệp Phàm dẫn một đám người càn quét, ở đó về cơ bản đã không còn ai. San bằng nơi này thành bình địa cho tôi. Thấy không có ai phản hồi, vẻ mặt người đàn ông trở nên lạnh lùng, ra lệnh định san bằng nơi này thành bình địa. Xoẹt. Lúc này, trong Điện Võ Hầu xuất hiện một bóng người, chính là Gia Cát Cẩn. Gia Cát Cẩn hôm nay rất khác so với lúc trước khi Diệp Phàm nhìn thấy, nhưng người đàn ông này lại không nhận ra, ông ta nhìn Gia Cát Cẩn, hừ lạnh một tiếng, Gia Cát Cẩn,
cuối cùng cô cũng chịu ra ngoài, tôi còn tưởng rằng cô đã quá sợ hãi và bỏ trốn mất rồi. Gia Cát Nghiệp, khi nào đến lượt ông ra vẻ ta đây trước mặt tôi? Gia Cát Cẩn nhìn người đàn ông này, thờ ơ nói. Hừ, Gia Cát Cẩn, cô cho rằng cô vẫn là đại tiểu thư của tộc Gia Cát như trước đây sao? Bây giờ cô đã là một kẻ vô dụng mất hết tất cả, lấy danh nghĩa của tổ tiên lừa gạt người khác ở thế tục này, đúng là làm mất mặt của tộc Gia Cát. Người đàn ông này nhìn Gia Cát Cẩn, mỉa mai nói. Ông đến đây chỉ để chê cười tôi thôi sao? Thật ra Gia Cát Cẩn cũng không quá tức giận mà bình tĩnh nhìn đối phương. Gia Cát Cẩn, có phải bát trận đồ đang nằm trong tay cô không? Lập tức, đôi mắt của người đàn ông này nhìn chằm chằm Gia Cát Cẩn, lạnh lùng nói. Hóa ra ông đến đây là vì bát trận đồ, tin tức của các người cũng rất nhanh, vậy mà có thể biết được bát trận đồ đang ở trong tay tôi. Gia Cát Cẩn lạnh lùng nói. Lập tức, người đàn ông này nhìn chằm chằm Gia Cát Cẩn, bát trận đồ thật sự ở trong tay cô sao? Đúng vậy, bát trận đồ đang ở trong tay tôi. Gia Cát Cẩn nói thẳng mà không hề kiêng dè. Xoẹt. Nghe được lời nói của Gia Cát Cẩn, vẻ mặt của người đàn ông này vô cùng hưng phấn, sắc mặt không ngừng biến đổi, nhìn Gia Cát Cẩn lạnh lùng nói, lập tức giao bát trận đồ ra đây. Tại sao tôi phải giao nó cho ông? Gia Cát Cẩn lạnh lùng nhìn đối phương. Bát trận đồ là bảo vật của tộc Gia Cát, cô đã không còn là thành viên của tộc Gia Cát nữa, nên không có tư cách sở hữu bát trận đồ, giao nó ra đây ngay lập tức, nếu không đừng trách tôi không khách khí với cô. Người đàn ông này nhìn Gia Cát Cẩn và hét lên. Tôi có thể đưa bát trận đồ cho ông, nhưng... Gia Cát Cẩn lạnh lùng nói, nhưng cô ta chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông kia đã trực tiếp hét lên, nhưng cái gì? Nhưng phải dùng mạng sống của ông để đổi mới được. Khi Gia Cát Cẩn vừa nói ra những lời này, thân thể lập tức biến mất tại chỗ, sắc mặt người đàn ông kia thay đổi, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, ông ta lập tức lùi về phía sau, cố gắng né tránh. Nhưng đột nhiên ông ta phát hiện thân thể của mình không cử động được, không gian xung quanh dường như bị chặn lại. Phong Thiên Trận. Sao có thể thế được? Sắc mặt người đàn ông thay đổi, kinh ngạc nói. Bùm. Trong khoảnh khắc, một chưởng của Gia Cát Cẩn tay trực tiếp đánh vào ngực người đàn ông này, khiến ông ta bay đi. Phụt. Thân thể người đàn ông này đập mạnh xuống đất, điên cuồng hộc máu, hai mắt mở to nhìn Gia Cát Cẩn, chưa kịp nói hết câu đã trực tiếp tắt thở. Khi những cường giả khác do người đàn ông mang đến nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bọn họ đều thay đổi, kinh ngạc nhìn Gia Cát Cẩn. Gia Cát Cẩn, cô thật sự dám giết chấp sự đại nhân, cô muốn trở thành kẻ thù của tộc Gia Cát sao? Lúc này, một người đàn ông trong nhóm nhìn Gia Cát Cẩn, lạnh lùng hét lên. Tộc Gia Cát, không bao lâu nữa tôi sẽ trở về. Gia Cát Cẩn lạnh lùng nói, ánh mắt liếc nhìn đám người này, về phần các người, thì hãy đi xuống địa ngục trước, chờ những người khác xuống đoàn tụ cùng với các người đi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ngay lập tức, Gia Cát Cẩn liên tục vung tay lên, thi triển một loạt ấn quyết, biến những luồng năng lượng tụ lại thành một trận pháp lớn, trực tiếp bao trùm đám người này. A a a. Một giây tiếp theo, đám người này phát ra những tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn, thân thể bọn họ bị hủy diệt, bị xé thành từng mảnh, biến thành những bộ phận tứ chi rơi đầy đất, cảnh tượng trông vô cùng đẫm máu và tàn khốc. Xoẹt. Lúc này, bóng dáng của Diệp Phàm xuất hiện ở chỗ này, hắn nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt hiện lên một tia khác thường. Chủ nhân. Gia Cát Cẩn nhìn Diệp Phàm, trực tiếp kêu lên. Mấy ngày không gặp, thực lực của cô đã tăng lên rất nhanh, xem ra bát trận đồ này thật sự là đồ tốt. Diệp Phàm nhìn Gia Cát Cẩn, bình tĩnh nói. Và lý do hắn xuất hiện ở đây là vì thuộc hạ của hắn, những người mà trước đó hắn đã cử đi canh giữ núi Côn Lôn để đề phòng những người đến từ tiểu thế giới Côn Lôn tới, đã đến báo cáo và nói với hắn rằng vài giờ trước đã có một nhóm người đi ra khỏi núi Côn Lôn, rõ ràng là họ đến từ tiểu thế giới Côn Lôn. Cho nên Diệp Phàm đã lần theo tung tích của bọn họ mà tới đây, không ngờ mục tiêu của những người này lại là Điện Võ Hầu, hắn còn chưa kịp ra tay thì những người này đã bị Gia Cát Cẩn giết chết. Tất cả những điều này đều phải cảm ơn chủ nhân, nếu chủ nhân không đưa bát trận đồ cho tôi, giúp tôi có được một phần thần thông trận pháp và truyền thừa trong bát trận đồ mà tổ tiên để lại, tôi cũng không thể có được thực lực như bây giờ. Gia Cát Cẩn cung kính nói với Diệp Phàm. Cô còn chưa có hoàn toàn nắm giữ được truyền thừa của Gia Cát Võ Hầu sao? Diệp Phàm nói. Không được, truyền thừa của tổ tiên vô cùng minh mông, muốn hoàn toàn khống chế thì không thể một sớm một chiều có thể đạt được. Gia Cát Cẩn nhìn Diệp Phàm rồi trả lời. Vậy nhóm người vừa rồi từ đâu tới? Diệp Phàm hỏi. Gia Cát Cẩn trả lời thẳng,
bọn họ là người của tộc Gia Cát ở tiểu thế giới Côn Lôn. Tộc Gia Cát, có quan hệ gì với cô? Gia tộc của cô à? Đột nhiên Diệp Phàm có chút tò mò nhìn Gia Cát Cẩn. Đã từng là vậy, nhưng bây giờ là kẻ thù. Gia Cát Cẩn lạnh lùng hét lên, trong mắt lóe lên sát khí lạnh lùng. Xem ra vết thương trên mặt cô là do người của tộc Gia Cát gây ra. Diệp Phàm nói thẳng. Tôi chắc chắn sẽ khiến bọn họ phải trả giá vì mối thù này. Lúc này, Gia Cát Cẩn sờ sờ vết sẹo trên mặt, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng và sát ý. Đúng rồi, thứ cô vừa sử dụng là trận pháp đúng không? Diệp Phàm nhìn Gia Cát Cẩn hỏi. Đó là một công pháp do tổ tiên của tộc Gia Cát tạo ra. Gia Cát Cẩn gật đầu. Trận pháp của cô không cần sử dụng cờ trận hay linh thạch gì đó mà đã có thể thi triển được, nó thật sự rất mạnh mẽ. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Tổ tiên đã tích hợp chiêu thức của trận pháp và công pháp, để có thể sử dụng trực tiếp mà không cần cờ trận và bày trận. Tất nhiên, cách này không thể phát huy được sức mạnh thực sự của trận pháp. Gia Cát Cẩn giới thiệu từng chút một. Kết hợp chiêu thức của trận pháp và công pháp, trong mắt Diệp Phàm lộ ra một tia kinh ngạc, nói, Gia Cát Võ Hầu đúng là nhân tài. Sau đó, Diệp Phàm nói chuyện với Gia Cát Cẩn một lúc rồi trở về Thiên Hải. Vừa trở lại Thiên Hải, hắn đã nhìn thấy Hắc Uyên và Long Chiến Thiên, vẻ mặt của bọn họ rất nặng nề. Diệp Phàm, cảm ơn cậu đã có cống hiến to lớn cho Long Quốc. Long Chiến Thiên nhìn Diệp Phàm và khen ngợi hắn, và cống hiến to lớn mà ông ta nhắc tới đương nhiên là sự hủy diệt của Anh Quốc. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng tôi thấy sắc mặt các ông trông không tốt lắm, có chuyện gì vậy? Diệp Phàm nhìn thấy vẻ mặt Long Chiến Thiên không được tốt lắm, hỏi. Mấy ngày nay ở Long Quốc của chúng ta đã xảy ra chuyện lớn. Long Chiến Thiên nói với vẻ mặt nghiêm túc. Long Quốc lại xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm tò mò hỏi. Chỉ trong mấy ngày, có mấy trăm đứa trẻ từ 3 tháng 5 tuổi mất tích ở Long Quốc. Long Chiến Thiên nhìn Diệp Phàm nói. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Phàm khiếp sợ nói, sao lại như vậy được? Long Chiến Thiên lắc đầu, căn cứ theo những gì chúng ta hiểu, bọn nhỏ không phải bị lừa bán mà có một nhóm cường giả thần bí âm thầm tìm kiếm những đứa trẻ ở độ tuổi này. Hơn nữa thực lực bọn họ rất mạnh, mấy lần chúng ta chặn đường đều để bọn họ thành công chạy thoát, bên phía ta thiệt hại nghiêm trọng. Cường giả thần bí, bọn họ bắt trẻ con làm gì? Diệp Phàm nhướng mày. Người chúng ta giao đấu với bọn họ may mắn sống sót đã nói, những người này ra tay có khí đen, rất có thể là người của ma đạo trong truyền thuyết. Long Chiến Thiên trầm giọng nói. Ma đạo, người của Thiên Ma Tông. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Thiên Ma Tông, ý cậu là Thiên Ma Tông bá chủ ma đạo, trăm năm trước gây họa cho Võ Lâm và Long Quốc. Không phải bọn họ đã bị diệt rồi sao? Long Chiến Thiên nghe Diệp Phàm nói, vẻ mặt sửng sốt. Thiên Ma Tông vẫn chưa thật sự diệt vong, bọn họ ở núp trong tối. Diệp Phàm nói, nếu thật sự là Thiên Ma Tông thì phiền toái rồi. Vẻ mặt Long Chiến Thiên ngưng trọng, ông nhìn Diệp Phàm chăm chú, Diệp Phàm, hiện thời gian rất cấp bách, tôi biết thất sư phụ của cậu chính là lâu chủ Bách Hoa Lâu, thế lực tình báo của Bách Hoa Lâu trải rộng Long Quốc, Long Suất muốn nhờ cậu điều động lực lượng Bách Hoa Lâu cùng tìm kiếm nhóm người này, giải cứu những đứa trẻ kia. Được. Diệp Phàm gật đầu, trực tiếp liên lạc với Cơ Như Yên, bảo cô lập tức điều động lực lượng Bách Hoa Lâu tìm kiếm tung tích của những người đó. Mấy giờ sau, Cơ Như Yên truyền tin tức đến, đã tra được dấu vết của đối phương. Quả đúng Thiên Ma Tông. Diệp Phàm nhìn thấy tin tức tình báo Cơ Như Yên cung cấp, ánh mắt hắn lóe lên tia lạnh lẽo. Thiên Ma Tông bắt nhiều trẻ con như vậy, bọn họ muốn làm gì? Long Chiến Thiên cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chắc chắn không phải chuyện gì tốt, chúng ta phải nhanh chóng tìm được bọn nhỏ, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hắn nói với Cơ Như Yên, bằng mọi giá phải đào ra được hang ổ của Thiên Ma Tông. Một giờ sau, cuối cùng Cơ Như Yên cũng tìm được địa bàn hiện tại của Thiên Ma Tông. Tìm được địa bàn của Thiên Ma Tông rồi. Diệp Phàm nhìn Long Chiến Thiên nói. Tôi lập tức triệu tập lực lượng. Hắc Uyên nói. Trăm năm trước, Thiên Ma Tông là thế lực đứng đầu ma đạo, chúng ta không nắm rõ được thực lực hiện tại của bọn họ, với sức mạnh của chiến sĩ thông thường căn bản không thể nào đấu được với họ. Long Chiến Thiên trầm giọng nói. Hiện tại nhà họ Long cắt đứt liên lạc với chúng ta, người bên Long cấm lại tạm thời không thể ra ngoài, chúng ta nên đối phó Thiên Ma Tông như thế nào? Hắc Uyên nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng nói. Không phải còn có tôi à? Chuyện này để tôi xử lý đi, đúng lúc tôi cũng có thủ với Thiên Ma Tông.
Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vậy thì kính nhờ. Long Chiến Thiên cung kính nhìn Diệp Phàm. Sau đó, một mình Diệp Phàm đi tới địa bàn Thiên Ma Tông, hiện tại thuộc hạ của hắn đều đang bế quan tăng thực lực, Diệp Phàm cũng không muốn quấy rầy bọn họ. Với Diệp Phàm mà nói, đối phó một thế lực ma đạo, một mình hắn là đủ rồi. Lúc trước trên núi Phú Sĩ nhiều cường giả như vậy, hắn cũng gánh được, bây giờ chỉ là một thế lực kéo dài hơn tàn, đương nhiên hắn không xem ra gì. Long Quốc, trong một dãy núi không biết tên, nơi này hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng chim hót cũng không có, lặng ngắt như tờ. Lúc này, bóng dáng Diệp Phàm quỷ mị xuất hiện. Bách Hoa Lâu tra được người của Thiên Ma Tông tiến vào trong dãy núi này, vậy nên mới đoán đây chính là địa bàn của Thiên Ma Tông, nhưng vị trí cụ thể lại không rõ ràng lắm. Diệp Phàm dùng tinh thần lực, thăm dò toàn bộ dãy núi. Mấy phút sau, Diệp Phàm híp mắt, cơ thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Phút phút. Sau khi Diệp Phàm biến mất, hai người mặc đồ đen xuất hiện ngay vị trí hắn vừa đứng, bọn họ nhìn quanh, nghi ngờ nói, người đâu? Các người đang tìm tôi à? Đột nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên từ phía sau bọn họ, hai người này lập tức quay đầu lại, thấy Diệp Phàm đứng ở ngay sau lưng. Lúc này vẻ mặt hai người lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ngươi là kẻ nào? Người của Thiên Ma Tông đúng không? Diệp Phàm liếc mắt nhìn hai người này. Vẻ mặt cả hai thay đổi, định ra tay với Diệp Phàm. Phụt! Diệp Phàm vung thanh kiếm đen, chớp mắt đã chém đứt cổ của một trong hai người, lưỡi kiếm nhanh chóng kề vào cổ người còn lại, người cũng muốn chết. Ngay lập tức gương mặt người đàn ông này trở nên cực kỳ khó coi, vẻ mặt tái nhợt, thân thể run rẩy nhìn Diệp Phàm, người muốn làm gì? Đưa tôi đến hang ổ của các người. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Người đàn ông còn đang định nói gì đó, Diệp Phàm đã cứ một đường trên cổ họng, bất cứ lúc nào cũng có thể tiễn hắn vào địa ngục. Được. Lúc này người đàn ông không dám nhiều lời, vội vàng gật đầu. Khi Diệp Phàm đi tới hang ổ của Thiên Ma Tông, nhà họ Đường ở Thiên Hải. Trước mặt bà cụ Đường, Đường chính nhân, Dương Ngọc Lan bày đầy 10 cái dương lớn. Nắp dương được mở toàn bộ, bên trong chứa đều là các loại vàng, mã não, phỉ thúy, đá quý, dây chuyền, còn có rất nhiều đồ cổ thời nhà Minh, tranh chữ nổi tiếng, thậm chí còn có rất nhiều đồ không biết tên, nhưng vừa nhìn đã biết là bảo vật quý hiếm có giá trị liên thành. Tất cả những đồ vật quý giá trên đời này cơ bản đều ở chỗ này. Tùy tiện chọn ra một dương cũng phải giá trị tới hơn 1 tỷ, vậy mà ở đây có 10 dương, ít nhất cũng phải mấy chục tỷ. Ừng ực. Lúc này, Dương Ngọc Lan nhìn thấy 10 cái dương, ánh mắt bà ta sáng rực, âm thầm nuốt nước miếng. Dù là bà ta đã từng thấy những món quà sinh nhật quý giá mà Diệp Phàm tặng, nhưng khi nhìn thấy 10 lớn này thì vẫn bị chấn động. So sánh với 10 dương đồ vật quý báu này, quà sinh nhật Diệp Phàm tặng không đáng nhắc tới. Bà cụ Đường và Đường chính nhân cũng khiếp sợ. Ánh mắt ba người bọn họ nhìn về phía một vị lão giả mặc áo khoác dài màu xám đứng trước 10 cái dương, bà cụ Đường lên tiếng trước, đây. Đây là sính lễ của gia tộc Đạm Đài chúng ta. Vị lão giả này nhìn bà cụ Đường thản nhiên nói. Sính lễ. Bà cụ Đường, Đường chính nhân và Dương Ngọc Lan đều ngây cả người, có chút không hiểu. Nửa giờ trước, đột nhiên có mười mấy chiếc Maybach sang trọng dừng trước cửa nhà họ Đường ra, sau đó vị lão giả này mang 10 cái dương lớn tới, đối phương lại nói 10 dương chân bảo này là sính lễ, nhưng bọn họ hoàn toàn không biết gia tộc Đạm Đài này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiền bối, có phải ông nhầm rồi không? Đường chính nhân nhìn vị lão giả nói. Không nhầm, đây là sính lễ gia tộc Đạm Đài chúng ta đưa cho đại tiểu thư nhà họ Đường Đường Sở Sở. Vị lão giả nói. Nghe vậy. Vẻ mặt Đường lão phu nhân, Đường chính nhân và Dương Ngọc Lan đều thay đổi, biểu cảm trở nên khiếp sợ. Ông nói cái gì, đây là sính lễ cho Sở Sở. Dương Ngọc Lan nhìn 10 dương chân bảo này, mắt nháy liên tục, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Đúng vậy, đây chính là sính lễ Đạm Đài gia tộc chúng ta cho cô Đường Sở Sở, thiếu tộc trưởng gia tộc Đạm Đài chúng tôi sắp cưới cô Đường. Đương nhiên khi hai người bọn họ kết hôn, gia tộc Đạm Đài sẽ có sính lễ quý giá hơn gấp 10 lần. Vị lão giả thản nhiên nói. Lời của ông đã chấn động tới ba người nhà họ Đường. 10 dương chân bảo này cộng lại cũng đã trị giá mấy chục tỷ, còn sính lễ đắt gấp 10 lần. Vậy phải tốn bao nhiêu? Lúc này, bà cụ Đường, Đường chính nhân và Dương Ngọc Lan đều dại ra. Đây quả thực là sính lễ giá trên trời. Tiền bối, thiếu tộc trưởng của ngài biết con gái Sở Sở của tôi sao? Lúc này Đường chính nhân nhìn lão giả nói.
Không biết, nhưng thiếu tộc trưởng của tôi đã yêu cô Đường ngay từ cái nhìn đầu tiên, thêm nữa thiếu tộc trưởng của tôi đẹp trai lịch sự, thân phận và địa vị rất xứng với cô Đường. Lão giả bình tĩnh nói, trong giọng nói có chút tự hào. Việc này, nghe đối phương nói vậy, Đường Chính Nhân nhíu mày nói, bởi vì bọn họ còn chưa quen biết nhau, trực tiếp nói đến chuyện hôn nhân có phải là quá sớm không? Ông không hài lòng với cuộc hôn nhân này à? Lão giả liếc nhìn Đường Chính Nhân nói. Ánh mắt của ông ta rất có tính uy hiếp, khiến trong lòng Đường Chính Nhân buồn bực, cảm thấy rất khó thở. Hài lòng, đương nhiên là hài lòng. Lúc này, Dương Ngọc Lan vội vàng nói, tươi cười nhìn lão giả nói, tiền bối, chúng tôi rất hài lòng với cuộc hôn nhân này, thiếu tộc trưởng của ngài thích Sở Sở nhà chúng tôi, đó là vinh hạnh của Sở Sở, ngài yên tâm, cuộc hôn nhân này nhất định sẽ thành công. Ngọc Lan, sắc mặt Đường Chính Nhân lập tức thay đổi, ông nhìn Dương Ngọc Lan, đang định nói gì đó thì đối phương trừng mắt nhìn ông, im đi. Sau khi bị Dương Ngọc Lan mắng, vẻ mặt của Đường Chính Nhân, không nói thêm gì nữa. Lúc này, bà cụ Đường nhìn lão giả này nói, đại nhân, không biết gia tộc Đạm Đài của ngài là gia tộc ở đâu? Tại sao chúng tôi chưa từng nghe nói đến? Sự tồn tại của gia tộc Đạm Đài không phải là điều mà những người như các người có thể biết được, các người chỉ cần biết leo lên được gia tộc Đạm Đài là phúc mà các người tu 10 kiếp mới có được. Lão giả nói với vẻ kiêu căng. Vâng, vâng. Bà cụ Đường liên tục gật đầu và nói, cảm ơn gia tộc Đạm Đài đã coi trọng nhà họ Đường của chúng tôi nhất định sẽ không để các người thất vọng. Nếu đã như vậy, tôi về trước, 3 ngày nữa, chúng tôi sẽ cử người đến đón cô Đường trở về gia tộc. Lão giả nói thẳng. Đường Chính Nhân lập tức nhíu mày, trầm giọng nói, 3 ngày nữa sẽ tới đón người. Không phải là quá nhanh sao? Hôn lễ là chuyện lớn. Cần phải bàn bạc kỹ càng. Chuyện hôn lễ các người không cần quan tâm, mọi chuyện về hôn lễ sẽ do gia tộc Đạm Đài của tôi phụ trách, các người chỉ cần chuẩn bị cô dâu là được. Lão giả ra vẻ ra lệnh, nói xong thì bỏ đi. Nhiều vàng bạc trang sức và đồ cổ tranh chữ như vậy, chúng ta kiếm được bộn tiền rồi. Lúc này, Dương Ngọc Lan lao tới 10 thùng đựng xính lễ trước mặt, đưa tay chạm vào những món đồ bằng vàng lấp lánh và phỉ thúy mã não trong suốt như pha lê. Vẻ mặt kích động yêu thích đến mức không buông tay. Gia tộc Đạm Đài vừa xuất hiện đã ra tay lớn như vậy, lai lịch chắc chắn rất kinh khủng, nếu nhà họ Đường chúng ta trèo lên được chỗ dựa này, chắc chắn có thể vượt qua Long Môn, trở thành gia tộc hạng nhất ở Long Quốc. Vẻ mặt bà cụ Đường nghiêm túc nói. Đúng vậy, bây giờ chúng ta có thể bay lên cây thành Phượng Hoàng. Dương Ngọc Lan nói với vẻ phấn khích. Ngọc Lan, mẹ, các người quên Diệp Phàm rồi à? Sở Sở đã ở bên Diệp Phàm rồi, làm sao có thể kết hôn với thiếu tộc trưởng của gia tộc Đạm Đài được? Đường Chính Nhân nói với vẻ mặt u ám. Diệp Phàm, tên phế vật đó, hắn có tư cách gì mà ở bên Sở Sở? Bà cụ Đường khinh thường nói. Ngay lập tức, Đường Chính Nhân nhìn về phía Dương Ngọc Lan. Ngọc Lan, em quên món quà sinh nhật mà Diệp Phàm tặng em rồi à? Quà sinh nhật hắn tặng em đúng là rất đắt tiền, nhưng so với 10 thùng xính lễ này thì chẳng là gì cả. Cùng lắm cũng chỉ có thể coi là một ít quà nhỏ mà thôi. Dương Ngọc Lan nói với vẻ mặt xem thường. Rõ ràng, món quà sinh nhật mà Diệp Phàm tốn bao công sức chuẩn bị cho Dương Ngọc Lan đã bị 10 thùng xính lễ của gia tộc Đạm Đài nghiền nát hoàn toàn, không còn tồn tại nữa. Vốn dĩ Dương Ngọc Lan đã đồng ý cho Diệp Phàm và Đường Sở Sở ở bên nhau, nhưng bây giờ thấy gia tộc Đạm Đài hào phóng như vậy, bà ta lập tức đổi ý. Ngọc Lan, sao em có thể nói như vậy? Vẻ mặt Đường Chính Nhân hết sức khó coi, nhìn chằm chằm bà cụ Đường và Dương Ngọc Lan, trầm giọng nói, hai người nghĩ Sở Sở sẽ đồng ý gả cho người chưa từng gặp mặt, cái gì mà thiếu tộc trưởng của gia tộc Đạm Đài kia à? Mặc kệ nó có chịu hay không, đều phải gả đi. Bà cụ Đường lạnh lùng hét lên. Đúng vậy, lần này tuyệt đối không thể để Sở Sở muốn làm gì thì làm nữa. Dương Ngọc Lan cũng nói thẳng, vẻ mặt kiên quyết. Hai người. Lúc này... Đường Chính Nhân nhìn hai người này, nhất thời không biết phải nói gì. Cùng lúc đó, trên một chiếc ô tô sang trọng trên đường ở Thiên Hải, lão giả vừa đến nhà họ Đường đưa xính lễ đang ngồi ở đây, trước ghế lái phụ có một người đàn ông trung niên nhìn về phía lão giả, nói, đại quản gia, thiếu tộc trưởng thật sự muốn cưới Đường Sở Sở kia sao? Đối phương mặc dù có thân thể huyền âm, nhưng liệu cô ấy có đủ tư cách để trở thành thiếu phu nhân của chúng ta không? Sự cường đại của thân thể huyền âm không đơn giản như anh nghĩ đâu. Một khi bị lộ, nhất định sẽ gây ra rắc rối lớn, vì vậy tộc trưởng quyết định dùng phương pháp này để mang thân thể huyền âm trở về tộc, mà để làm như vậy,
cũng đồng nghĩa với việc trói buộc thân thể huyền âm hoàn toàn với gia tộc Đạm Đài, có sự giúp đỡ của thân thể huyền âm, tương lai của thiếu tộc trưởng sẽ càng sáng lạn hơn. Lão giả bình tĩnh nói. Thuộc hạ đã hiểu. Người đàn ông trung niên gật đầu. Đúng rồi, anh phái người bí mật theo dõi người có thân thể huyền âm kia, đảm bảo rằng trong 3 ngày nữa cô ấy sẽ thuận lợi gả vào gia tộc Đạm Đài. Sau đó lão giả này lại dặn dò người đàn ông trung niên, người sau lại gật đầu. Cùng lúc đó, Diệp Phàm ở sâu trong núi đương nhiên không biết có người đang nhớ thương vợ hắn, lúc này dưới sự dẫn dắt của một thành viên của Thiên Ma Tông đến một thung lũng nằm ở bên ngoài dãy núi này. Thung lũng này rất bí ẩn, nếu không có người hướng dẫn, sẽ không thể tìm thấy nó. Đây là hang ổ của Thiên Ma Tông. Thành viên này của Thiên Ma Tông nhìn Diệp Phàm với ánh mắt sợ hãi nói. Phụt phụt. Diệp Phàm vung kiếm trong tay lên, trực tiếp chém đầu đối phương. Đối với đám người ma đạo ngay cả trẻ con cũng không tha này, Diệp Phàm không có chút thương xót nào. Ngay lập tức, hắn cầm kiếm lên lao vào thung lũng. Ở thung lũng này, không gian rất rộng lớn, với những tòa nhà cổ điển, tràn ngập ma khí. Nơi đây, có một lượng lớn người ma đạo tụ tập, rất nhiều người trong số họ đã tiến vào cấp tôn cảnh trở lên, bọn họ đều là thành viên của Thiên Ma Tông. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Khi Diệp Phàm đột nhập vào hang ổ của Thiên Ma Tông, hắn lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong Thiên Ma Tông, mọi ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào Diệp Phàm. Cậu là ai? Lúc này, một vị hộ pháp của Thiên Ma Tông đi ra, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Phụt phụt. Diệp Phàm vung kiếm, trực tiếp chặt đứt đầu vị hộ pháp này của Thiên Ma Tông, đầu của đối phương lăn xuống đất, máu trên cổ hắn ta phun ra ngoài. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của các thành viên Thiên Ma Tông có mặt tại đây đều thay đổi, vẻ mặt hết sức khó coi. Tất cả bọn họ đều tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm, ánh mắt lạnh lùng. Các người đã bắt cậu bé kia. Diệp Phàm nhìn đám người này, lạnh lùng hét lên. Cậu có phải là quan chức của Long Quốc không? Ngay lập tức, các cường giả của Thiên Ma Tông nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm căn bản không nói nhảm với bọn họ, hắn vung kiếm trực tiếp bắt đầu một cuộc tàn sát. Phốc phốc phốc. Trong chớp mắt, một lượng lớn thành viên của Thiên Ma Tông đã chết thảm dưới lưỡi kiếm của Diệp Phàm. Mặc dù Thiên Ma Tông ngày nay đã bí mật phát triển và trở nên rất cường đại, thậm chí còn có rất nhiều cường giả cấp bậc thánh cảnh và thần cảnh, nhưng ở trước mặt Diệp Phàm lại không chịu nổi một đòn. Vào lúc này, Diệp Phàm bước một bước giết chết 10 người, bước xong 10 bước, khắp nơi đều là thi thể. Cho dù cường giả Thiên Ma Tông có bộc phát lực lượng mạnh đến đâu, cũng không thể ngăn cản được kiếm của Diệp Phàm. Trong một thời gian, thung lũng tràn ngập tiếng kêu rên, máu bắn tung tóe khắp nơi. Giống như cảnh luyện ngục ở nhân gian. Trong lúc Diệp Phàm giết chóc, hắn tiến về phía sâu trong thung lũng. Tinh thần lực của hắn cảm nhận được sâu trong thung lũng có một luồng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên ở đó ẩn giấu một cường giả rất mạnh. 3 phút sau, Diệp Phàm tàn sát hàng ngàn người của Thiên Ma Tông, một đường giết vào đến tận vực sâu trong thung lũng. Nơi đây có một hang động âm u đáng sợ, ở đây tản ra khí tức khiến người ta run lên vì sợ. Trong đó còn trộn lẫn với mùi máu rất nồng. Khi Diệp Phàm nhìn thấy hang động này, hắn nhíu mày, đi thẳng vào bên trong, kết quả là bên trong đột nhiên phát ra một tiếng động lớn, một luồng ma khí khổng lồ bùng phát từ đó, giống như một trận lũ lụt càn quét về phía Diệp Phàm, muốn nuốt chửng hắn. Lập tức Diệp Phàm huy động lực lượng của Cửu Long Cửu Tượng để chống lại luồng ma khí này, nhưng cơ thể vẫn bị chấn động lùi lại vài bước. Sau đó một cơn gió mạnh mẽ nổi lên, kèm theo những tiếng gào thét. Dưới cơn gió mãnh liệt và luồng ma khí khổng lồ, một bóng dáng bước ra từ hang động. Người này có mái tóc rối bời, mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, giống như vô thiên trong Tây Du Ký, tỏa ra ma khí khổng lồ. Người này vừa đi ra, toàn bộ thung lũng tràn ngập ma khí, khiến Diệp Phàm có một loại cảm giác áp bức. Rốt cuộc sau 100 năm, cũng có thể hít thở không khí bên ngoài. Người đàn ông này từ từ nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận không khí giữa trời đất này. Có vẻ như đã lâu rồi nó không được hít thở không khí trong lành. Ông chính là chủ nhân bây giờ của Thiên Ma Tông sao? Diệp Phàm nhìn người này, lạnh lùng nói. Đôi mắt của người đàn ông đột nhiên mở ra, hai luồng sáng màu đen chói mắt bắn ra nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, khiến người ta rùng mình. Cậu là ai? Sao dám tàn sát Thiên Ma Tông của tôi? Người đàn ông nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng hét lên, giọng điệu đầy áp bức, giống như ma tôn ở trên cao, tràn đầy khí thế. Những đứa trẻ mà các người bắt đang ở đâu? Diệp Phàm nhìn đối phương hét lên.
thì ra là đến vì những đứa bé kia. Đáng tiếc, máu của những thằng nhóc đó quá ít, nếu không thực lực của bản tọa có thể khôi phục tới 90% lúc đỉnh phong, sau khi đối phó với cậu, xem ra còn phải bắt thêm một đám nữa. Người đàn ông nói.